Đường Mộc Tuyết gật đầu, em biết, lúc còn nhỏ chị Đường vẫn luôn chăm sóc cho em, 10 năm trước, chị ấy giống như trở thành một người hoàn toàn khác, đối với chuyện liên quan đến Đường gia không hề hỏi han đến, mỗi tháng chỉ đến công ty xử lý chút chuyện tài vụ, nghe nói chị Đường vẫn mỗi tháng chỉ nhận 3.000 nhân dân tệ tiền lương, miễn cưỡng trang trải cuộc sống. Ồ, có thể nói rõ với anh hơn về chuyện trong nhà của Đường vẫn không? Dương Tiêu nghiêm túc nói. Đường Mộc Tuyết cũng không hề cảm thấy có chút gì không thích hợp, cô cũng từng nghe qua người đàn ông long mũ này mỗi khi nhìn thấy Đường Vận đều vô cùng kích động, giống như giữa hai người có bí mật không thể tiết lộ. Đường Vận 10 năm trước đối xử với cô giống như chị gái ruột, sau này Đường Vận giống như có yêu đương, sau đó mang thai, không biết như thế nào lại sảy thai, từ đó trở về sau Đường Vận giống như mất hứng thú đối với tất cả mọi chuyện, đến cả Đường Mộc Tuyết nhiều lần chủ động hẹn gặp, đều bị Đường Vận từ chối. Dù cho hai người tình cờ gặp mặt ở công ty, Đường Vận cũng không hề ngó ngàng đến Đường Mộc Tuyết. Trong mắt tất cả mọi người ở Đường gia đều không đem Đường Vận đặt vào trong mắt, giống như người này ở Đường gia không hề có chút cảm giác tồn tại nào cả, 10 năm nay cũng chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động nào của Đường gia. Đường Mộc Tuyết đem những chuyện mình biết rõ nói lại với Dương Tiêu, chuyện chính là như vậy, em cũng không biết chị Đường Vận có chuyện gì nữa. Rất nhiều người tại Đường gia đều nói rằng đầu óc chị Đường Vận có vấn đề, chính là bệnh thần kinh, nhưng em cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, chị Đường Vận trong lòng rất nhiều tâm sự, chỉ là từ trước đến nay không nói ra mà thôi. Dương Tiêu gật đầu, có chút mờ mịt không rõ. Đường Vận vô cùng xinh đẹp, 30 tuổi đầu đã có hương vị của người phụ nữ, bình thường chăm chút vẻ bề ngoài đặc biệt có khí chất. Người phụ nữ như vậy, không thể nào đầu óc có vấn đề. Dương Tiêu ở rẻ 5 năm nay. Rất ít khi nghe ngóng đến chuyện của Đường gia, nếu như không phải vì Long Ngũ, hắn cũng không có khả năng chú ý đến Đường Vận. Người phụ nữ này giống như không khí vậy, mỗi cuối tháng đến công ty một lần, cuối tháng nếu cô ấy không đến, e rằng người Đường gia cũng đã sớm quên đi người phụ nữ tên là Đường Vận này. Hơn nữa, dựa theo những gì Dương Tiêu biết được, Đường Vận này tốt nghiệp trường đại học danh giá, chuyên ngành kiểm toán, con người vô cùng có tài năng. Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề lớn. Dương Tiêu cũng không rõ tình huống thực tế hiện tại. Trong lòng Dương Tiêu chỉ âm thầm cầu nguyện cho Long Ngũ tốt nhất không nên xảy ra chuyện, nếu không thật sự, là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời này. Đường Mộc Tuyết biết rằng trong lòng Dương Tiêu vẫn đang lo lắng đến an nguy của Long Ngũ, cô liền lên tiếng, Dương Tiêu, anh không cần phải tiễn em về nữa, em tự mình bắt xe về là được, anh nhanh chóng báo cảnh sát, sau đó truy tìm tung tích của Long Ngũ đi. Đường Mộc Tuyết hiểu rõ Dương Tiêu chính là một người trọng tình cảm. 5 năm nay, Dương Tiêu xem Long Ngũ như bạn bè, hiện tại Long Ngũ xảy ra chuyện, Dương Tiêu nhất định lòng nóng như lửa đốt. Không sao, anh tăng tốc là được, trên đường cũng không có quá nhiều xe, Dương Tiêu nhanh chóng tiễn Đường Mộc Tuyết về đến trước cửa khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh. Long Ngũ hiện tại đã xảy ra chuyện, Dương Tiêu cũng không hy vọng phía Đường Mộc Tuyết xảy ra bất kỳ chuyện gì bất chắc. Trước khi xuống xe, Đường Mộc Tuyết dặn dò, anh nhớ chú ý an toàn. Nhất định. Dương Tiêu nháy mắt ra hiệu an ủi cô. Sau khi chào tạm biệt Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu lập tức tìm đến Lý Thần Chiến. Điện hạ, khi gặp mặt Dương Tiêu, Lý Thần Chiến liền cung kính nói. Sắc mặt Dương Tiêu âm trầm, phẫn nộ nhìn sang Lý Thần Chiến. Lý Thần Chiến, anh làm ăn như thế nào vậy? Tôi ra lệnh cho anh điều tra Long Ngũ, tại sao đến hiện tại vẫn không có được chút tin tức gì? Điện hạ. Đây là sự thất trách của thuộc hại trên trán Lý Thần Chiến không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh. Không thể không nói, việc này Lý Thần Chiến cũng có chút lòng riêng tư, cũng vì Lý Thần Chiến đã điều tra được Long Ngũ chính là Long Hiên bá chủ mạnh nhất của vùng đất xám 10 năm trước. Hiện tại tình thế của thành phố Trung Nguyên sớm đã không còn giống như 10 năm trước, bản thân hắn hiện tại đã trở thành một trong 3 nhân vật cầm đầu vùng đất xám Trung Nguyên, nếu như Dương Tiêu động lòng trắc ẩn, nâng đỡ Long Ngũ thượng vị. Như vậy đối với địa vị của bản thân quá thật không ổn chút nào. Nhìn thấy thần sắc của Lý Thần Chiến, Dương Tiêu liền hiểu được rằng Lý Thần Chiến này đang có chuyện giấu hắn. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Tiêu trầm giọng nói. Bị Dương Tiêu chất vấn, Lý Thần Chiến cũng không dám tiếp tục che giấu, một năm rõ 10 đem mọi chuyện báo cáo lại với Dương Tiêu. Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, Dương Tiêu sửng sốt nói, cái gì? Long Ngũ chính là Long Hiên một tay che trời cả thành phố Trung Nguyên 10 năm trước sao? Từ khi đến thành phố Trung Nguyên, Dương Tiêu tất nhiên đã từng nghe qua Long Hiên nhân vật dung chuyển đất trời tại thành phố Trung Nguyên 10 năm trước. Vào thời kỳ huy hoàng của Long Hiên, bá chiếm cả vùng đất xám Trung Nguyên, chỉ cần ra hiệu lệnh,
vô số môn phái, không kẻ nào dám trái lời. 10 năm trước, cũng vào thời kỳ huy hoàng nhất của Long Hiên, thì người này đột nhiên biến mất, dẫn đến các bang phái như rồng mắt đầu, cũng vì vậy mà dẫn đến cục diện ba kẻ cầm đầu gầm gừ như hiện nay. Dù biết rằng Long Ngũ không phải người tầm thường, nhưng sau khi biết được thân phận thật sự của Long Ngũ, Dương Tiêu cũng không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Chính vào giây phút này, một tên thuộc hạ áo đen bước vào trong gian phòng, báo cáo anh Chiến, chúng ta có một người anh em tại hướng Lão Nhai phát hiện ra bóng dáng của Long Ngũ. Lão Nhai, cách nơi này ít nhất cũng phải 20 phút đường đi, Lý Thần Chiến, tập hợp những anh em tinh nhuệ của anh xuất phát đến hướng Lão Nhai. Dương Tiêu trầm giọng nói. Tuân lệnh, Lý Thần Chiến không dám phản kháng, vội vàng tập hợp tất cả nhân thủ. Vào giây phút này, tại một con hẻm nhỏ tại khu vực Lão Nhai thành phố Trung Nguyên. Long Ngũ trong tay nắm chặt một con dao, trên mặt đầy vết máu tươi, hắn bảo vệ chặt chẽ người con gái dung mạo thất sắc vào trong người, cảnh giác nhìn mười mấy. Người mặc áo đen đang bao vây xung quanh, Vương Thiên Long, cầu xin anh buông tha cho tôi và vận vận, anh phải biết rằng, tôi đã không làm đại ca từ nhiều năm nay rồi. Long Ngũ chính là Long Hiên, nhân vật xưng bá khuấy đảo thiên hạ tại thành phố Trung Nguyên từ 10 năm trước. 10 năm trước, khi Long Ngũ vẫn còn đang trong độ tuổi trẻ hừng hực sức sống, đã dựa vào hai bàn tay thiết của mình khiến cho các thế lực tại thành phố Trung Nguyên run sợ, đến mức các đại gia tộc lớn tại thành phố Trung Nguyên này khi nghe đến tên của Long Ngũ cũng không nhịn được không rét mà run. Cũng chính vào thời điểm này, Long Ngũ gặp được Đường Vận, hơn nữa còn vừa gặp đã yêu. Đường Vận ngày đó cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp, gặp được một thanh niên Long Ngũ dáng vẻ đẹp trai, tràn đầy nam tính tất nhiên không tránh khỏi rung động. Dưới sự theo đuổi điên cuồng của Long Ngũ, Đường Vận đã đồng ý cùng Long Ngũ bên nhau. Dưới sự đâm chồi nảy lộc của tình yêu, tất cả đều trở nên ngọt ngào. Long Ngũ nào dám để Đường Vận biết được thân phận đại ca của mình, chỉ sợ rằng Đường Vận không cách nào tiếp nhận được. Hai người ở bên nhau chưa được nửa năm, Đường Vận liền mang thai đứa con của Long Ngũ, đối với Đường Vận lúc đó, suy nghĩ mọi điều ở tương lai đều tràn ngập hạnh phúc. Đến mức Đường Vận đã chuẩn bị cùng Long Ngũ tổ chức hôn lễ. Chỉ đáng tiếc, chính vào ngay lúc này, phụ thân của Đường Vận đột nhiên nghiện ma túy, hơn nữa kẻ cung cấp. Ma túy chính là Vương Thiên Long thủ hạ của Long Ngũ. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, trong một lần giao dịch, Đường Bách bị bắt, Vương Thiên Long nhân cơ. Hội chạy trốn ngay trong đêm tối mịt mù. Sau khi biết được chuyện này, Long Ngũ bừng bừng phẫn nộ, hẳn mặc dù thân tại giang hồ. Nhưng từ trước đến nay đều ngăm cấm thủ hạ dưới trướng làm những chuyện trái luân thường đạo lý, đặc biệt là những chuyện phạm pháp, Long Ngũ càng không cho phép. Vương Thiên Long bị đánh, Long Ngũ dẫn theo một đám người đánh hắn đến mức đầu rơi máu chảy. Chính vào lúc Long Ngũ chuẩn bị trừ khử Vương Thiên Long, Đường Vận đột nhiên xuất hiện. Vương Thiên Long biết rằng chuyện này sau khi bại lộ, Long Ngũ nhất định sẽ không buông tha cho hắn, cho nên Vương Thiên Long liền phái người tiết lộ thân phận đại ca của Long Ngũ cho Đường Vận. Đường Vận sau khi nhận được tin tức, lập tức chạy đến, khi nhìn thấy Long Ngũ dẫn theo một đám người đánh đấm tàn nhẫn Vương Thiên Long, Đường Vận hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được sự thật thân phận đại ca của Long Ngũ, nên trực tiếp ngất xỉu tại hiện trường. Đường Vận ngất xỉu, Long Ngũ lúc này làm gì còn thời gian để ý đến Vương Thiên Long, liền lập tức ôm lấy Đường Vận cấp tốc chạy đến bệnh viện. Vương Thiên Long may mắn sống sót, hắn căm hận Long Ngũ vô cùng, lập tức tập hợp một lượng lớn thủ hạ tiến hành vây bắt Long Ngũ. Trận chiến đó, có rất nhiều người đều phục tùng theo hiệu lệnh của Vương Thiên Long. Dù sao, Long Ngũ tài năng quá lớn, hơn nữa còn nghiêm cấm thủ hạ không được làm những chuyện phạm pháp, như vậy đám tiểu đệ bên dưới làm sao có thể chấp nhận được. Oán chí chồng chất, không thể làm chuyện vượt giới hạn, bọn họ liền không kiếm được tiền, không thể mở miệng ăn thịt uống rượu, cũng không thể tiêu xài phung phí. Cũng vì vậy, hàng ngàn người nhiệt liệt hưởng ứng khẩu hiệu, đám thuộc hạ trung thành của Long Ngũ quân lính tan nát. Thương vong vô số. Đường Vận sau khi tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch, không ăn không uống, dinh dưỡng không đủ cung cấp cho bào thai, đến cuối cùng liền sảy thai. Phụ thân của mình cũng vì thuộc hạ của Long Ngũ mà phải ngồi tù, cô yêu Long Ngũ đến như vậy, đến mức cũng đã nghĩ ra được tên cho đứa trẻ, nhưng lại không ngờ. Rằng lại xảy ra sự tình như vậy, đây chẳng khác nào một đạo thiên lôi đánh giữa trời quang khiến cho Đường Vận triệt để chết lặng, thế giới của cô nhát thời trở nên xám xịt. Phụ thân của mình phạm tội phải vào tù, người mình yêu nhất lại lừa gạt bản thân mình, những chuyện này khiến cho Đường Vận chỉ mới chập chững bước chân vào xã hội không cách nào chấp nhận được,
những ngày này, Đường Vận chỉ cảm thấy khoảng trời của bản thân như bị sập đổ. Cô không tha thứ cho Long Ngũ, cố chấp lê lết thân bệnh rời khỏi bệnh viện. Đường Vận cũng không trở về nhà, ngôi nhà hiện tại đối với cô mà nói đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Trên người Đường Vận tiền bạc cũng không nhiều, miễn cưỡng thuê một căn phòng nhỏ ở khu vực Lão Nhai, mỗi tháng đến tập đoàn y dược Đường Nhân làm công việc kế toán, cũng có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Còn Long Ngũ vì việc Đường Vận vẫn chưa gượng dậy được, cho nên bất kể thái độ của Đường Vận đối với hắn như thế nào hay vì chuyện đứa trẻ không giữ lại được, đối với Long Ngũ mà nói đều là một cú đả kích. Thuộc hạ dưới trước đồng thời phản bội khiến cho trong Long Ngũ nản lòng thoái chí, hắn lựa chọn rửa tay gác kiếm, triệt để quy ẩn, hiện tại chỉ muốn bảo vệ bên cạnh Đường Vận, khát vọng có được sự tha thứ của cô. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Đường Vận là một người trọng tình cảm. Anh biết rằng bản thân mình đã mang lại quá nhiều đau thương cho Đường Vận. Đường Vận đã đem tất cả kế hoạch tương lai phác thảo hoàn hảo, nhưng chính tay hắn lại hủy hết tất cả, hủy luôn cả tương lai thanh xuân của Đường Vận. Cho nên, Long Ngũ liền mở một tiệm thuốc lá bên cạnh tập đoàn y dược Đường Nhân, sau này không màng đến chuyện giang hồ nữa. Những năm nay, Long Ngũ vẫn luôn âm thầm làm rất nhiều việc, nhưng không cách nào giành được sự tha thứ của Đường Vận. Cho đến hiện tại, Đường Vận không có cách nào tha thứ cho sự lừa gạt của Long Ngũ, không cách nào tha thứ cho những gì Long Ngũ đã từng làm qua. 10 năm trước, Vương Thiên Long dẫn một đám người đàn áp những thuộc hạ trung thành của Long Ngũ, sau đó tự thành lập nên thế lực cho riêng mình. Theo sự biến mất của Long Ngũ, thành phó Trung Nguyên triệt để thay đổi đất trời, triệt để phân thành hai thế lực lớn. 5 năm trước, Lý Thần chiến đến thành phố Trung Nguyên, dùng thực lực mãnh liệt chinh phục các thế lực khác, trở thành cục diện kiềng ba chân như hiện nay. Đối với chuyện xảy ra năm đó, Long Ngũ vô cùng hối hận, nếu như có thể lựa chọn một lần nữa, hắn tình nguyện không cần thân phận đại ca này, cũng phải bảo vệ Đường Vận một đời một kiếp. Đối với tình yêu, nỗi nuối tiếc lớn nhất có lẽ cũng chỉ là như vậy, sự rời đi của người con gái ấy dạy cho bạn trưởng thành, theo đó sự dịu dàng sau khi trưởng thành của bạn, không cách nào mang đến cho cô ấy. Những năm nay, Long Ngũ vẫn luôn muốn bù đắp, điều đáng tiếc chính là tâm bệnh của Đường Vận khó giải. Vốn dĩ cho rằng những tranh đấu trong giang hồ nhiều năm đã trôi qua, nhưng ai lại ngờ được rằng cây muốn lặng mà gió không muốn ngừng. Chính vào trạng vạng ngày hôm nay, hành tung của Long Ngũ đã bị bại lộ. Năm đó nếu như không phải Đường Vận xuất hiện kịp thời, e rằng Vương Thiên Long sớm đã rơi vào tình cảnh một người đã chết. Cũng vì vậy, Vương Thiên Long sinh lòng căm hận với Long Ngũ, 10 năm nay, Vương Thiên Long vẫn không ngừng truy tìm tung tích của Long Ngũ. Chỉ muốn bắt ép Long Ngũ xuất hiện sau đó giết chết để thỏa lòng thống hận năm xưa. Hành tung của Long Ngũ sau khi bị bại lộ, một đám người lập tức xông đến cửa hàng thuốc lá của hắn tiến hành ám sát. Dù cho hiện tại không còn thân phận đại ca xã hội đen, nhưng thân thủ của Long Ngũ vẫn không phải người bình thường có thể địch lại. Nhanh chóng, Long Ngũ xả thân giết ra một con đường máu, hắn chính là sợ Đường Vận gặp chuyện không may, nên nhanh chóng đến tìm Đường Vận. Đường Vận bên này cũng bị đám người Vương Thiên Long để mắt đến, may mắn Long Ngũ đến kịp thời. Cũng vì vậy, Long Ngũ bảo vệ Đường Vận mở đường máu liều mạng đến hiện tại. Từng trận bước chân gấp gáp vang lên, chỉ nhìn thấy một đám người áo đen tiền đến phía trước. Trong tay Vương Thiên Long cầm một điều xì gà, híp mắt nhìn Long Ngũ cười nham hiểm nói, ha 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 ha, Long Hiên, không nghĩ đến đúng không, ẩn thân 10 năm ở thành phố Trung Nguyên, cuối cùng vẫn bị tôi phát hiện ra được. 10 năm trước, hắn suýt chút nữa chết trong tay Long Ngũ, Vương Thiên Long giây phút này, nhìn chằm chằm lên khuôn mặt Long Ngũ, tràn ngập hận ý. Long Ngũ tên thật là Long Hiên, cũng vì vậy Vương Thiên Long gọi Long Ngũ bằng cái tên Long Hiên, cũng không có chút kỳ quái nào. Đám người áo đen vây quanh lúc này càng lúc càng nhiều, không ít hơn vài trăm người, có thể nhìn ra được đêm nay vì để đối phó với Long Ngũ, Vương Thiên Long đã dốc hết toàn lực. Bị cả đám người vây lấy. Long Ngũ tinh thần điên cuồng nhìn Vương Thiên Long nói, Vương Thiên Long, 10 năm rồi, đã được 10 năm tròn, tôi đã không làm đại ca cũng đã được 10 năm rồi, không lẽ anh không thể buông tha cho tôi cùng Vận Vận sao? Long Hiên, 10 năm trước nếu như không phải vì Đường Vận kịp thời đến đây, anh có buông tha cho tôi hay không? Vương Thiên Long ánh mắt nham hiểm nhìn về phía Long Ngũ. Long Ngũ biết rằng hận ý Vương Thiên Long này đối với mình vô cùng sâu nặng, hắn phẫn nộ nói, Vương Thiên Long. Tất cả chuyện này đều là những chuyện xưa cũ trước đây, anh rõ ràng biết rằng tôi không muốn làm những chuyện phạm pháp, tại sao lại còn phạm phải? Anh có biết Đường Bách chính là phụ thân của Vận Vận? Anh đây chính là dồn ép tôi vào con đường bất nhân bất nghĩa. Long Hiên,
anh cũng quá tự kiêu tự đại rồi, không làm những cuộc kinh doanh phạm pháp, vậy thì anh em ăn gì uống gì, không lẽ cùng ôm bụng đói với anh hay sao? Trong nom địa bàn cho người khác hay sao? Còn về chuyện Đường Bách là phụ thân của Đường Vận, tôi quả thật không hề hay biết, chính là ông ta tự chủ động tìm đến cửa, có liên quan gì đến tôi? Vương Thiên Long khinh thường nói. Long Ngũ nắm chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể không làm được bất kỳ chuyện gì. Cho đến hiện tại, Long Ngũ đã không phải là Long Hiên một tay che trời 10 năm trước. Vương Thiên Long vô cùng khinh thường nhìn Long Ngũ, Di Ngôn đã nói hết hay chưa? Nếu như đã nói hết rồi vậy thì sớm xuống địa ngục đi, lên, lên hết cho tôi, giết hắn cho tôi. Tuân lệnh, hơn 100 người áo đen đồng loạt hét vang lên. Cả đám người áo đen không ngừng tiến đến gần Long Ngũ, ánh sáng rét lạnh từ những thanh đao trong tay bọn họ, một cỗ chết chóc dần dần dâng lên. Nhìn chằm chằm về phía Long Ngũ, trong mắt Phương Thiên Ngôn tràn ngập hận ý ngút trời, hắn hận không thể ngay lập tức giết chết Long Ngũ, báo mối thù sỉ nhục năm xưa. 10 năm nay, Long Ngũ giỏi ngụy trang, hơn nữa còn để râu xồm xoàn, liếc mắt nhìn chỉ thấy đây chính là một người đàn ông thô lỗ, căn bản không giống với nhân vật xưng bá cả thành phố Trung Nguyên năm xưa. Giết, một người đàn ông áo đen hai mắt khóa chặt trên người Long Ngũ, tay lăm le cầm thanh đao chém về phía Long Ngũ. Long Ngũ ôm chặt Đường Vận trong lòng, nhìn thấy người này lao đến, ánh mắt Long Ngũ liền lóe lên tia hung hiểm, không hề nao núng đối diện. Leng keng. Hai thanh đao chạm vào nhau, phát ra âm thanh chói tai từ kim loại, người đàn ông áo đen này làm sao có thể là đối thủ của Long Ngũ, thanh đao lập tức vụt khỏi tay, Long Ngũ chém gãy thanh đao của đối phương, sau đó thuận thế chém lên phần bụng dưới của người này. Người đàn ông đó nhất thời phát ra tiếng hét thảm thiết như giết heo, sau đó ngã lăn ra trên nền đất. Lại có một người từ phía bên cạnh tập kích đến, một thanh đao nhất thời chém xuống. Cẩn thận, Đường Vận nhìn thấy tình cảnh này, hoảng hốt bối bối hét lên. Long Ngũ phản ứng cực kỳ mau lẹ, sau khi thu thập xong một người liền nhanh chóng xoay người, người này vẫn chưa kịp áp sát đến gần liền bị Long Ngũ một chân đạp thẳng vào bụng đá bay xa. Dù cho không làm đại ca nhiều năm, nhưng một thân võ công tuyệt học của Long Ngũ cũng không hề suy giảm. Dù cho thực lực không còn giống như trước đây, những đối phó với vài tên tôm tép tầm thường cũng không có vấn đề gì. Đáng ghét, nhìn thấy hai tên thủ hạ đã bị Long Ngũ làm bị thương, hai mắt Phương Thiên Long tràn ngập lửa giận. Mắt thấy Long Ngũ lại một lần nữa ra tay làm bị thương người, trong lòng Đường Vận cũng không nảy sinh biến hóa gì quá lớn. 10 năm nay, Đường Vận vẫn sống trong những ngày tháng đau khổ, cô không cách nào tha thứ được cho Long Ngũ, càng không cách nào tha thứ được cho những chuyện ngu xuẩn mình đã phạm phải năm xưa. Khi lần nữa nhìn thấy Long Ngũ thân rơi vào chốn nguy hiểm, Đường Vận vậy mà lại phát hiện được rằng, bản thân đến cuối cùng cũng không nhẫn tâm nhìn thấy Long Ngũ chịu chút thương tổn nào. Nghe thấy Đường Vận lo lắng đến an nguy cho bản thân mình, Long Ngũ giống như được kích thích, hăng hái đến trước mặt Đường Vận, Vận Vận, anh biết rằng em vẫn còn quan tâm đến anh. Long Hiên, việc đến bước đường này, những chuyện này còn quan trọng hay sao? Anh đi đi, không cần phải quan tâm đến em làm gì. Đường Vận không nhịn được khi bản thân chỉ biết trơ mắt đứng nhìn Long Ngũ huyết tẩy hiện trường như hiện tại. Vương Thiên Long cười khinh thường một tiếng, muốn đi, hắn ta có thể đi được hay sao? Long Hiên, tôi nói cho anh biết, nếu như hôm nay anh rời khỏi đây, vậy thì Đường Vận này đành để phần cho đám tiểu đệ của tôi rồi, không thể không nói, tôi đối với thiếu phụ cũng có chút hứng thú, ha 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 ha. Cả đám thuộc hạ dưới trướng Vương Thiên Long nhìn chằm chằm về phía thân hình gợi cảm của Đường Vận không ngừng cười xấu xa. Không thể không nhắc đến, Đường Vận mặc dù đã quá 30, nhưng dung mạo vẫn xinh đẹp như cũ, tuyệt sắc vô cùng, đặc biệt chính là khí chất thiếu phụ trên người cô càng khiến người ta rung động. Vương Thiên Long, chuyện năm đó có thể không nhắc lại, nhưng tôi đã khi nào bạc đãi qua anh. Anh tốt nhất đừng làm chuyện quá đáng. Long Hiên nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ nói. Vương Thiên Long khinh thường nói, thật ngại quá, đừng nói chuyện dễ nghe như vậy, đừng quên rằng, Giang Sơn năm đó đều là do các anh em cùng đồng vai sát cánh giành về, nếu như không phải do một đám anh em chúng. Tôi cùng anh vào sinh ra tử, thì anh được tính là thứ gì? Tôi không phải chỉ là phạm một lỗi sai hay sao? Hơn nữa, Long Hiên, việc đến bước đường này, những chuyện này còn quan trọng hay sao? Anh đi đi, không cần phải quan tâm đến em làm gì. Đường Vận không nhịn được khi bản thân chỉ biết trơ mắt đứng nhìn Long Ngũ huyết tẩy hiện trường như hiện tại. Vương Thiên Long cười khinh thường một tiếng, muốn đi, hắn ta có thể đi được hay sao? Long Hiên, tôi nói cho anh biết. Nếu như hôm nay anh rời khỏi đây,
vậy thì đường vận này đành để phần cho đám tiểu đệ của tôi rồi, không thể không nói, tôi đối với thiếu phụ cũng có chút hứng thú, ha 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 hai. Cả đám thuộc hạ dưới trướng Vương Thiên Long nhìn chằm chằm về phía thân hình gợi cảm của đường vận không ngừng cười xấu xa. Không thể không nhắc đến, đường vận mặc dù đã quá 30, nhưng dung mạo vẫn xinh đẹp như cũ, tuyệt sắc vô cùng, đặc biệt chính là khí chất thiếu phụ trên người cô càng khiến người ta rung động. Vương Thiên Long, chuyện năm đó có thể không nhắc lại, nhưng tôi đã khi nào bạc đãi qua anh. Anh tốt nhất đừng làm chuyện quá đáng. Long Hiên nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ nói. Vương Thiên Long khinh thường nói, thật ngại quá, đừng nói chuyện dễ nghe như vậy, đừng quên rằng, Giang Sơn năm đó đều là do các anh em cùng đồng vai sát cánh giành về, nếu như không phải do một đám anh em chúng tôi cùng anh vào sinh ra tử, thì anh được tính là thứ gì? Tôi không phải chỉ là phạm một lỗi sai hay sao? Hơn nữa, Long Ngũ chặt chẽ bảo vệ đường vận phía sau lưng, dáng vẻ coi thường cái chết mỉm cười nói, vận vận, từ 10 năm trước anh chưa từng tham gia bất kỳ ân oán phân tranh nào trong giang hồ. Anh đã quyết ý chỉ muốn bảo vệ em cả đời, hiện tại muốn anh bỏ rơi anh là chuyện không thể nào, không thì cùng nhau sóng, không thì cùng chê. Tên khốn Long Hiên nhà anh, mau đi đi, trái tim đường vận như dao cắt. Long Ngũ một lần nữa nói, vận vận, anh yêu em, anh không thể nào bỏ em một mình mà không ngó ngàng đền. Vương Thiên Long cười khinh thường nói, nếu đã như vậy, vậy thì hiện tại làm một đôi uyên ương yêu mệnh đi. Lên, tất cả lên hết cho tôi. Tuân lệnh. Hơn một người áo đen đồng loạt hô lên. Xoạt xoạt xoạt. Ngay giây phút đó, hàng loạt thanh đoan đồng thời chém lên người Long Ngũ. Long Ngũ không chút sợ hãi, ánh mắt khóa chặt lên vị trí yếu ớt nhất của con người, vung đao hóa thành một đạo hư ảnh, trên ngực của 4-5 người áo đen đồng loạt xuất hiện vết đao. Chính vào giây phút này, sau lưng Long Ngũ liền bị một thanh đao hung hăng chém trên lưng, máu tươi trong nhất thời tuôn chảy. Long Ngũ nhanh chóng xoay người. Vung tay chém lên đầu người đàn ông áo đen vừa tập kích mình. Đến đây, xem ai muốn cùng tôi chết trận nơi này. Long Ngũ hào khí xung thiên, trên thanh đao của hắn thắm đẫm máu tươi. Mắt thấy lại có thêm vài người bị Long Ngũ xé tan nát, cảm giác được khí thế cường hãn trên người Long Ngũ, cả đám người áo đen chỉ cảm thấy khiếp đảm, thân thể không ngừng lùi về phía sau. Giống như Long Ngũ chính là thần chết, bất kỳ ai dám cản Long Ngũ đều phải chết. Nhìn đám người bị dọa sợ. Long Ngũ không chút chần chừ kéo tay đường vận gấp gáp nói, vận vận, nhanh chạy. Đường vận không chút chậm trễ, nhanh chóng chạy thoát thân cùng Long Ngũ. Vương Thiên Long tức đến mức lỗ mũi muốn phun khói, nhấc chân đạp lên người một tên thủ hạ sợ hãi lùi về sau, sau đó cướp lấy thanh đao trong tay thuộc hạ căm tức nói, một đám người vô dụng, các người nhiều người như vậy. Cũng không thể đối phó được một tên Long Hiên, rốt cuộc làm được trò chống gì. Đuổi theo, nhanh chóng đuổi theo cho tôi. Hôm nay kẻ nào giết chết được Long Hiên sẽ được thưởng 3 triệu nhân dân tệ. Cái gì, tiền thưởng 3 triệu nhân dân tệ? Trọng thưởng nhất định có kẻ dũng cảm, nhất thời ánh mắt của cả đám người đều trở nên hăng hái. Đuổi theo, nhanh chóng xử lý tên Long Hiên giành lấy tiền thưởng 3 triệu nhân dân tệ. Cả đám người đồng loạt hét lên. Đám người áo đen này toàn bộ đều là dân xã hội đen, tiền đối với bọn họ mà nói, không chút nghi ngờ gì chính là mê hoặc lớn nhất. Bọn họ vất vả cả năm có thể kiếm được 200.000 nhân dân tệ đã không tệ rồi, cho nên 3 triệu đối với tất cả bọn họ mà nói có sức hút vô cùng lớn. Vương Thiên Long tức giận gào thét, tên Long Hiên đáng chết, muốn chạy. Anh chạy không thoát đâu, khu vực lão nhai này sớm đã được tôi bổ trí thiên la địa võng, đợi lát nữa tôi nhất định sẽ nghiền xương anh thành cho. Chỉ vừa mới chạy ra khỏi con hẻm, hơn 60 chiếc xe bánh mì nhanh chóng chặn trước mặt Long Ngũ. Long Hiên ở nơi này. Mau giết hắn, cả đám người áo đen nhìn Long Ngũ đặc biệt hưng phấn. Sắc mặt Long Ngũ âm trầm, hắn kéo đường vận chạy vào trong một con hẻm nói, vận vận, em cứ chạy trước, anh xử lý phía sau. Không được, em phải đi chung với anh, đường vận kiên quyết nói. Lạch bạch, chính vào giây phút này, đã có hơn 10 người đàn ông áo đen bắt đầu bao vây lại. Gân xanh trên trán Long Ngũ xuất hiện, nắm chặt thanh đao trong tay liên tiếp chém lên những người trước mặt. Nhìn thấy Long Ngũ hung ác như vậy, những người đàn ông áo đen còn lại triệt để bị Long Ngũ làm cho khiếp đảm. Long Ngũ cũng không dễ chịu gì, bản thân hắn cũng bị người khác chém một đao, áo sơ mi trên người thám đẫm máu tươi. Hắn hiện tại dù sao cũng không còn ở thời kỳ đỉnh cao, chiến đấu ác liệt một trận, Long Ngũ rõ ràng đã cảm nhận được bản thân có chút mệt mỏi. Đi Long Ngũ nắm chặt tay đường vận lại một lần nữa xông thẳng vào con hẻm kế bên.
vừa chạy trốn chưa được bao lâu, lại có một tốp người bao vây phía sau Long Ngũ. Long Ngũ ở nơi này, các anh em, đại ca đã dặn dò, ai có thể giết chết được Long Hiên sẽ thưởng 3 triệu nhân dân tệ, cùng tôi xông lên. Sắc mặt Long Ngũ càng thêm âm trầm đến mức buốt giá, hắn trong nhất thời nắm chặt thanh đao trong tay, sau đó vung thanh đao về phía trước. Cạch! Người đàn ông áo đen không kịp đề phòng, ngay lập tức bị Long Ngũ chém đứt đầu. Soạt! Nhìn thấy Long Ngũ vẫn còn hung hãn như vậy, khiến cho đám người đang muốn xông lên lập tức dừng chân, vô cùng cảnh giác bao vây lấy Long Ngũ. Trong đó có một người đàn ông lập tức lấy ra một thanh pháo sáng bắn lên trên trời, một mũi tên xuyên mây, vạn quân lập tức đến tụ hội. Bùm! Trong phút chốc, pháo hoa đã nổ tung trong màn đêm rộng lớn. Nhìn chằm chằm vào pháo hoa, rất đông người mặc đồ đen nhanh chóng tập trung tại khu vực lão nhai. Khi Vương Thiên Long nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời, hắn cười nham hiểm nói, Long Ngũ, xem ngươi hôm nay còn chạy đi đâu được. Hôm nay Vương Thiên Long này nhất định sẽ tự tay chặt đầu ngươi. Mau đi theo tôi. Cùng lúc này, Dương Tiêu cùng Lý Thần Chiến cũng đã dẫn người đến khu vực lão nhai. Đây chính là tín hiệu tập hợp của Vương Thiên Long. Lý Thần Chiến khi nhìn thấy pháo hoa, sắc mặt lập tức thay đổi. Dương Tiêu nhanh chóng lái chiếc xe Maserati, mi mắt không ngừng điên cuồng giật, nhanh, tăng tốc lên, tăng tốc tiếp ứng. Ra hiệu cho tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhát, tăng tốc tiếp ứng. Cảm xúc của Dương Tiêu có chút kích động. Long Ngũ chính là người bạn duy nhất của hắn, hơn nữa vận mệnh của hai người có điểm tương đồng, suy xét từ một góc độ nào đó mà nói, hai người bọn họ đều là người cô độc. Cho nên, hai kẻ cô độc gặp nhau, tự nhiên cũng trở thành bạn bè. Đều là kẻ lưu lạc thiên nhai, gặp gỡ giống như đã từng quen biết. 5 năm nay, bất kể là Dương Tiêu hay Long Ngũ, đều đem đối phương trở thành người bạn tốt nhất của mình. Quân tử chi giao nhạt như nước, tình tiểu nhân thường sâu đậm. Mặc dù nói rằng hai người chưa từng cùng nhau trải qua gian nan khó khăn, nhưng đều đem đối phương trở thành người quan trọng trong sinh mệnh của mình. Nhanh, nhanh, tăng tốc lên, Lý Thần Chiến hét lên. Hơn 100 người đồng loạt tăng tốc hướng về phía điểm bắn pháo hoa, đồng thời Vương Thiên Long cũng nhanh chóng dẫn theo một tốp người xông đến vị trí của Long Ngũ. Khi nhìn thấy pháo hoa được bắn trên trời, sắc mặt Long Ngũ càng thêm điên cuồng, hắn không thể lo nhiều như vậy, trực tiếp kéo tay Đường Vận hét lên, Vận Vận, nhanh chạy đi. Long Ngũ biết rằng đây chính là tín hiệu tập hợp của Vương Thiên Long, Vương Thiên Long vì báo mối thù năm xưa, tất nhiên đã bố trí thiên la địa võng khắp khu vực lão nhai này. Giết hắn. Cả đám người áo đen lập tức bước lên ám sát. Soạt! Thanh đao hóa thành một vệt ánh sáng lạnh hung hãn hướng về phía đỉnh đầu Long Ngũ. Tự tìm đường chết, Long Ngũ tức giận hét lên. Ngay lúc thanh đao chém xuống, tay phải của Long Ngũ như hóa thành một tia chớp, nhanh chóng chặn lại cổ tay của người kia, hung hăng ra sức, cánh tay phải của người đàn ông lập tức chật khớp, thanh đao trong tay lập tức rơi vào tay Long Ngũ. Leng keng, leng keng, leng keng. Chính vào giây phút đó, Long Ngũ giống như một ác thú ngủ đông triệt để thức tỉnh. Từng đám người áo đen từ bốn bề xông lên, nhưng không ai đủ sức địch lại Long Ngũ, toàn bộ đều bị Long Ngũ hạ gục. Chạy, Long Ngũ sống chết bảo vệ Đường Vận, không để Đường Vận phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Một đám người áo đen tiếp tục xuất hiện, nhằm đối phó với Long Ngũ, Vương Thiên Long đã tập trung hơn 200 đến 300 người, bố trí khắp các vị trí tại khu vực lão nhai. Một trận chiến đẫm máu diễn ra. Từng tốp người bị Long Ngũ chết giết, vết thương trên người Long Ngũ càng ngày càng nhiều, máu tươi không ngừng chảy ra, hừ. Long Hiên, anh mau chạy đi, đừng quan tâm đến em. Nhìn vết thương chẳng chịt trên người Long Ngũ, Đường Vận khóc nức nở. Đau lòng, một cảm giác khó nói nên lời, khiến cho Đường Vận không cách nào hô hấp được. Vào lúc sống chết, Đường Vận mới nhận thức được rằng bản thân mình yêu người đàn ông trước mặt này đến mức nào. 10 năm nay, cô không cách nào tha thứ cho quá khứ. Tỉ mỉ suy nghĩ lại, căn bản không phải cô không cách nào tha thứ được cho Long Ngũ, chỉ có không cách nào tha thứ được cho bản thân mình mà thôi. Thời gian không cách nào xóa nhòa mọi tình yêu nồng thắm, chỉ có thể xóa nhòa đau khổ do tình yêu mang đến. Long Ngũ biết cô thích ăn dưa hấu, đặc biệt để dưa hấu trước cửa hàng thuốc lá của mình, nhưng từ trước đến nay chưa từng bán cho người khác. Đường Vận hiểu rõ, những thứ này đều do Long Ngũ mua cho cô, chỉ hy vọng cô mỗi lần bước qua có thể nhìn thấy cô một lần. Chỉ là, 10 năm nay, cô bước qua chưa từng liếc mắt nhìn Long Ngũ, chỉ trốn tránh thực tại, tránh gợi lại nỗi đau trong lòng. Chính vào giây phút này, Đường Vận đột nhiên nhớ đến thời gian khi Long Ngũ bước đến gặp cô trước đây,
hắn ôm một trái dưa hấu lớn, sau đó nói với cô đang vội vàng muốn rời khỏi, hắn nói, Vận Vận, anh đã chuẩn bị dưa hấu em thích ăn nhất, anh đợi em quay trở lại, nếu như anh ăn hết những trái dưa hấu này mà em vẫn chưa quay trở lại, vậy thì không phải em không quan tâm đến anh, mà vì trái dưa hấu này không đủ lớn. Nghĩ đến những chuyện trước đây, Đường Vận lại một lần nữa giống như rơi vào dòng nước Hoàng Hà, không ngừng chìm xuống. Đám người áo đen càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn, Long Ngũ bắt đầu màn chết giết, lấy Đường Vận làm trung tâm, sau đó ra tay diệt sạch bốn phía. Long Ngũ tức giận phừng phừng, trong mắt nồng đậm tia máu, hắn hôm nay nhất định phải dùng mạng sống của mình để bảo vệ Đường Vận, tuyệt đối không để cô chịu bất kỳ thương tổn nào. Dựa vào thân thủ linh hoạt của mình, nền đất ngã rạp vô số người, mùi máu tanh nồng đậm khiến người khác chỉ muốn nôn mửa. Đến đây, còn ai dám cùng tôi quyết chiến? Hai tay Long Ngũ nắm chặt hai thanh đao, khắp người đều là máu tươi. Những vệt máu tươi này, nếu không phải là của Long Ngũ, thì chính là của kẻ địch. Nhìn thấy Long Ngũ điên cuồng như vậy, điều này khiến cho Vương Thiên Long giật mình. Hắn thật sự không ngờ đến, trải qua 10 năm, năng lực chiến đấu của Long Ngũ vẫn đáng sợ như trước đây. Long Ngũ thời kỳ đỉnh cao sức chiến đấu không kẻ nào địch lại được, dù cho có 10 Vương Thiên Long gộp lại cũng không địch lại được Long Ngũ. Ngôn Tình Sắc. Giây phút này, trong mắt Vương Thiên Long ánh lên chút kiêng kỵ. Hắn vốn dĩ muốn cùng Long Ngũ huyết chiến một phen, nhưng không nghĩ rằng Long Ngũ lại mạnh mẽ như vậy, hắn sợ, sợ không giết được Long Ngũ, ngược lại còn bị Long Ngũ giết chết. Ừng ực, hiện trường cả đám người áo đen không nhịn được nuốt nước bọt. Chỉ mới trải qua một lát, cả đám người bọn họ đều bị Long Ngũ đánh ngã hơn 30-40 người. Không hổ là bá chủ thành phố Trung Nguyên 10 năm trước, năng lực chiến đấu như vậy quả thật hư bất danh truyền. Cả đám người đã biết được thân phận thật sự của Long Ngũ, bọn họ lúc này vô cùng kiêng kỵ Long Ngũ, tất cả mọi người đều biết rằng, Long Ngũ quá mạnh, nếu như trực tiếp xông vào e rằng những người ở hiện trường đều bị Long Ngũ một đao giết chết. Vương Thiên Long cười nham hiểm một tiếng, Long Hiên, ơi ôi, đã trôi qua 10 năm rồi, tôi không tin anh so với 10 năm trước còn mạnh mẽ hơn, lên hết cho tôi, kẻ nào có thể trừ khử được Long Hiên, tiền thưởng 5 triệu, không, 8 triệu nhân dân tệ. 8 triệu nhân dân tệ. Nghe đến con số này, cả đám người áo đen ở hiện trường nhìn không được hít một ngụm khí lạnh. Tiếp theo đó, ánh mắt cả đám người nhìn chằm chằm về phía Long Ngũ càng thêm điên cuồng, nếu như giết được Long Ngũ, bọn họ có thể giành được món tiền thưởng vô cùng to lớn 8 triệu nhân dân tệ, hưởng thụ hết vinh hoa trên thế giới này. Đường Vận cảm nhận được sát khí tại hiện trường càng lúc càng mãnh liệt, liền gấp gáp nói, Long Hiên, anh mau chạy, mau rời khỏi đây. Em tha thứ cho anh. Em tha thứ cho anh rồi, anh tốt nhất không nên xảy ra bất kỳ chuyện gì, mau chạy. Long Ngũ nghe thấy Đường Vận đã tha thứ cho mình, hắn an ủi cười nói, Vận Vận, anh cuối cùng cũng đợi được câu nói này từ em, vì câu nói này, anh đã đợi hơn 10 năm, hôm năm xem như chết trận nơi này, anh chết cũng không hối tiếc. Giết, giây kế tiếp, hơn 100 người áo đen bắt đầu xông về phía Long Ngũ. Cả đám người như hổ dữ xông về phía Long Ngũ. Mục đích chỉ muốn dồn cả hai người bọn họ vào chỗ chết. Nhìn đám người đánh tới từ bốn phía, Long Ngũ điên cuồng cười đến đây. Phải cho các người xem Long Hiên thời kỳ huy hoàng có bao nhiêu lợi hại. Soạt. Giây phút đó, Long Ngũ xông về phía trước, một chân đạp lên thân người của bất kỳ kẻ nào dám xông đến. Tay nắm chặt thanh đao chém xuống, từng tiếng vang lên, người đó lập tức táng mạng hoàng tuyền. Giây phút này. Long Ngũ giống như mãnh hổ tiến vào bầy dê, quyết tâm sống mái một phen, thanh đao trong tay đối phương chém xuống, Long Ngũ cắn chặt răng, sau đó tiếp tục liều mạng chiến đấu. Từng thanh đao chém lên người, khiến cho sắc mặt Long Ngũ không còn chút máu nào, Long Ngũ đau đến mức mất hết cảm giác. Nhưng dù cho như vậy, Long Ngũ vẫn tiếp tục đâm chém. Đêm nay, hắn nhất định phải dũng mãnh chiến đấu. Đêm nay, hắn nhất định phải chứng tỏ cho tất cả mọi người biết cái gì gọi là mãnh long không vượt sông. Chưa đến 5 phút sau, trên mặt đất ngã rạp đến hơn 40-50 người, còn Long Ngũ thì như hóa thành một người đầy máu từ đâu đến chân. Đến đây, tiếp tục giết, hai mắt Long Ngũ trần ngập tia máu, phẫn nộ hét lên. Trong tay nắm chặt hai thanh đao, trên hai thanh đao tràn ngập máu tươi. Người đàn ông này là ma quỷ hay sao? Cả đám thuộc hạ của Vương Thiên Long không rét mà run. Long Ngũ chịu nhiều vết chém như vậy, vậy mà lại không chết, chuyện này cũng thật đáng sợ. Đáng chết, Vương Thiên Long cũng không nghĩ rằng Long Ngũ này, 10 năm sau vẫn dũng mãnh như vậy.
hôm nay cũng vì muốn giết chết được Long Ngũ, hắn đã tổn thất rất nhiều thuộc hạ. Vương Thiên Long nhìn Long Ngũ căm phẫn nói, Long Ngũ, không thể không thừa nhận, anh rất mạnh, không thua kém gì so với 10 năm trước, nhưng anh hiện tại thể suy sức yếu. Chỉ dựa vào trạng thái hiện tại của anh sớm muộn gì cũng chết, Đường Vận đến lúc đó không phải cũng lọt vào tay bọn tôi hay sao? Vương Thiên Long, anh muốn làm gì? Một cỗ tức giận ngùn ngụt dâng lên, khóa chặt trên người Vương Thiên Long, ánh mắt Long Ngũ không hề rời khỏi, tức giận nhìn hắn. Vương Thiên Long vốn cho rằng Long Ngũ nhất định sẽ xông lên quyết đấu với hắn, điều này có chút dọa sợ đến hắn. Giả vờ trấn tĩnh, Vương Thiên Long nhìn Long Ngũ cười lạnh nói, Long Hiên, hiện tại cho anh một cơ hội, anh tự sát. Chỉ cần anh tự sát, tôi đảm bảo sẽ không làm tổn thương đến Đường Vận. Chắc chắn, Long Ngũ chấn động nói. Vương Thiên Long nói không sai, hắn hiện tại đã lực cùng sức kiệt, sớm hay muộn gì cũng phải chết, chỉ là hắn hy vọng Đường Vận có thể sống tốt. Không, không được, Đường Vận hoảng hốt lét lên. Vẫn chưa chờ Đường Vận chạy đến trước mặt Long Ngũ, thì đã bị người của Vương Thiên Long áp chế. Vương Thiên Long cười khinh thường nói, tôi tất nhiên chắc chắn. Lại nói rằng, năm đó nếu không phải do Đường Vận đến kịp thời, tôi làm sao có thể thoát chết từ tay anh, Đường Vận như thế nào cũng là ân nhân của tôi, chỉ cần anh chết đi, tôi đảm bảo Đường Vận có thể sống tiếp. Vương Thiên Long anh là đồ đê tiện, Long Hiên anh không được nghe những gì hắn nói. Đường Vận gấp gáp nói. Vương Thiên Long cầm thanh đao trong tay cười lạnh, Long Ngũ, cho anh 10 giây suy nghĩ, nếu như anh không chết, vậy thì tôi đành cho anh tận mắt chứng kiến Đường Vận chết trước mặt anh không phải rất yêu cô ta hay sao? Không lẽ anh không nỡ vì Đường Vận hy sinh tính mạng? Dùng Đường Vận để uy hiếp Long Ngũ, trên khuôn mặt Vương Thiên Long dâng lên nụ cười đắc thắng cùng gian xảo. Hắn biết rằng, chỉ cần mình khống chế được Đường Vận, thì Long Ngũ đêm nay nhất định sẽ ngoan ngoãn phục tùng. Không, Long Hiên, anh tuyệt đối không được làm chuyện bậy bạ. Nước mắt tràn trên khuôn mặt Đường Vận, cô gấp gáp hét lên. Nhìn theo Đường Vận, Long Ngũ cười nhạt một tiếng, Vận Vận, anh xin lỗi vì kiếp này đã mang lại đau thương đến cho em. Vận Vận, kiếp này đến đây chấm dứt, nếu như kiếp sau còn gặp lại, hai chúng ta nói chuyện gió mây, tuyệt không động lòng, làm bạn bè một đời. Dứt lời, Long Ngũ liền đem thanh đao đặt trên cổ mình. Không, không. Đường Vận gào thét thảm thiết. Đi chết đi, cả khuôn mặt Vương Thiên Long tràn ngập nét xem trò vui quan sát Long Ngũ, trong lòng vui sướng cùng cực. Long Ngũ đại ca, mau dừng tay. Chính vào giây phút Long Ngũ chuẩn bị tự sát, thì một tiếng thét vang như sấm rền vang động khắp khu vực Lão Nhai. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, Dương Tiêu, Lý Thần Chiến dẫn theo một đám người kịp thời lao đến. Dương huynh đệ, khi nhìn rõ người đen là ai? Long Ngũ lúc này đang chuẩn bị tự sát, toàn thân liền chấn động. Dương Tiêu nhìn sang Lý Thần Chiến hét lên, nhanh, phong tỏa các cả con hẻm nơi này, bảo vệ Đường Vận, không được để tên khốn Vương Thiên Long chạy trốn. Tuân lệnh, Lý Thần Chiến trong tay cầm theo một thanh đao, nhanh chóng dẫn người đích thân giải quyết người bên Đường Vận. Dương Tiêu một lần nữa hét lên, Long Ngũ đại ca, đừng làm chuyện bậy bạ, người anh em tôi đây đến cứu anh đây. Giết! Tất cả thủ hạ tinh nhuệ của Lý Thần Chiến lập tức xông lên. Lý Thần Chiến. Nhìn thấy thần chết Lý Thần Chiến xuất hiện, đám thuộc hạ của Vương Thiên Long đều sợ đến mức muốn đi ngoài. Vừa rồi bọn họ vừa bị Long Ngũ dọa sợ, mặc dù Vương Thiên Long đồng ý cho bọn họ tiền thưởng 8 triệu nhân dân tệ, nhưng mà bọn họ chính là không có mạng để nhận, cũng không có số để hưởng số tiền đó. Hơn nữa, khoảng thời gian trước đây, Lý Thần Chiến cũng đã dẫn một đám người xông vào địa bàn của bọn họ. Sau đó bắt sống lão đại Vương Thiên Long, khiến hắn cùng một bầy heo xảy ra quan hệ. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, cả đám người càng thêm sợ hãi. Cả đám người bọn họ lúc này vô cùng rõ ràng, trong bộ ba đứng đầu thành phố Trung Nguyên, Vương Thiên Long tính tình tàn bạo nhất, còn Lý Thần Chiến là kẻ giết người không chớp mắt. Nhìn thấy Dương Tiêu cùng Lý Thần Chiến, Vương Thiên Long giống như gặp phải sét đánh, thần hồn trên người như muốn thoát ra, đáng chết. Hai tên này như thế nào lại đuổi giết đến đây? Bọn họ như thế nào lại quen biết Long Ngũ? Chuyện lần trước cũng vì khinh nhờn Đường Mộc Tuyết, Vương Thiên Long bị Dương Tiêu cùng Lý Thần Chiến bắt sống, ép hắn cùng một bầy heo nái hành hạ một đêm, nếu như không phải bản thân nhân cơ hội người của Lý Thần Chiến không chú ý để bỏ trốn, e rằng Vương Thiên Long hắn ngay tại đêm đó đã bị Lý Thần Chiến giết chết. Chỉ trong một thời gian ngắn, người Lý Thần Chiến tập hợp đến cũng không đủ nhiều, chỉ khoảng 100 người mà thôi. Còn Vương Thiên Long trước khi đến đây đã có chuẩn bị trước, chuẩn bị vừa đủ 200 đến 300 người.
dù cho bị Long Ngũ giết chết 60-70 người, thì hắn vẫn có đủ hơn 200 người. Nghĩ đến sự sỉ nhục trước đây Dương Tiêu cùng Lý Thần Chiến mang đến cho mình, Vương Thiên Long nắm chặt nắm đấm, căm hận nói, sợ cái gì? Người của chúng ta đông hơn bọn họ gấp 2 lần, lên, đều lên hết cho tôi, đêm này ai giết được tên tiểu tử Dương Tiêu kia sẽ được thưởng 30 triệu nhân dân tệ, ai giết chết được Lý Thần Chiến và Long Ngũ đều được thưởng 20 triệu nhân dân tệ. Thân thủ của Dương Tiêu cùng Lý Thần Chiến, Vương Thiên Long cũng đã từng chứng kiến qua, hắn không thể không nghiêm túc suy xét. Lần trước bị một cước của Dương Tiêu hạ gục, đối với Dương Tiêu càng thêm nghỉ kỳ. Cũng vì vậy, Vương Thiên Long cũng không tiếc 30 triệu nhân dân tệ để hạ Dương Tiêu. 30 triệu nhân dân tệ, 20 triệu nhân dân tệ. Nghe đến số tiền này, đám thuộc hạ của Vương Thiên Long lập tức hưng phấn vô cùng. Đối với đám người bọn họ mà nói, bất kể là 30 triệu hay 20 triệu nhân dân tệ, đều là những con số vô cùng to lớn. Dù cho chỉ có 20 triệu nhân dân tệ, vậy thì cũng đủ cho bọn họ không lo cơm áo gạo tiền sau này rồi. Chỉ cần không tìm chết, nhà cửa xe cộ đàn bà cái gì cũng có. Trong phút chốc, hơn 200 thuộc hạ dưới trướng Vương Thiên Long giống như bơm được máu gà vô cùng kích thích. Dương Tiêu cười lạnh nói, xem ra cái đầu này của tôi cũng đáng tiền lắm. Dê Vương Thiên Long điên cuồng hét lên. Nếu như đã cũng đến, vậy thì đêm nay đều ở lại nơi này hết vậy. Nhân lực của hắn gấp đôi đối phương, Vương Thiên Long chính là không tin mình không đủ sức hạ gục đối phương. Giết, cả đám thuộc hạ của Vương Thiên Long toàn bộ đều bồn chồn không yên, muốn nhanh chóng lấy đầu của ba người kia. Đều cút hết cho tôi. Lý Thần Chiến tiến lên làm tiên phong, giết chết 4-5 người, mở đường đến trước mặt Đường Vận. Nhanh chạy đi. Sau khi giải cứu thành công cho Đường Vận, Lý Thần Chiến bảo vệ Đường Vận vội vàng nói. Đường Vận nhìn Long Ngũ toàn thân đầy máu, tim đau như dao cắt, tôi không đi, tôi muốn đi cùng Long Ngũ. Lý Thần Chiến trầm giọng nói, chị dâu, tốt nhất không nên gây rối bậy bạ, chị như vậy rất ảnh hưởng đến phát huy của Long Hiên, chạy, nhanh chóng rời khỏi đây. Vận Vận, em yên tâm, vì em, anh nhất định sẽ sống trở về. Long Ngũ hét lên một tiếng. Nhất định sẽ sống trở về. Đường Vận mặc dù cảm xúc có chút mất khống chế, nhưng cô cũng biết rằng bản thân nếu như tiếp tục ở lại, chỉ mang đến phiền phức cho Long Ngũ. Có điều, chuyện khiến Đường Vận đồng thời chấn kinh chính là, người đàn ông dẫn đầu đội giải cứu vô cùng quen mắt, giống như người chồng phế vật của em gái Đường Mộc Tuyết nhà mình. Tất nhiên, danh xưng phế vật chỉ là tên gọi đánh giá của tất cả mọi người ở Đường gia, trong lòng Đường Vận không hề có chút ác ý nào với Dương Tiêu. Mặc dù Đường Vận rất ít khi quan tâm đến chuyện của gia tộc, nhưng danh tiếng phế vật của Dương Tiêu quá nổi bật, khiến cho Đường Vận nghe nhắc đến không ít. Nhưng điều khiến Đường Vận không ngờ đến chính là, vào thời điểm mấu áo chốt người đến cứu bọn họ lại là Dương Tiêu. Vương Thiên Long cười nham hiểm nói, sống quay về. Các người nằm mơ sao? Nói cho các người biết, đêm nay, tất cả các người đều phải chết. Vậy sao? Xem ra anh cũng quá tự tin rồi. Dương Tiêu châm chọc nói. Trạng thái của Long Ngũ bản thân Dương Tiêu không rõ, Dương Tiêu chỉ đành nhanh như tên bắn lao về phía Long Ngũ. Hạ gục tên tiểu tử đó, tiền thưởng 3 triệu nhân dân tệ đến tay. Ánh mắt cả đám người lúc này khóa chặt trên người Dương Tiêu. Giữa ba người Long Ngũ, Lý Thần Chiến cùng Dương Tiêu, đầu của Dương Tiêu chính là đáng giá nhất. Hơn nữa, Long Ngũ cùng Lý Thần Chiến đều nổi danh là kẻ hung hãn, bọn họ không cách nào đụng chạm đến được. Cho nên, tất cả mọi người chỉ đành xuống tay với trái hồng mềm này mà thôi. Nhưng, điều mà tất cả mọi người không ngờ đến chính là, người bọn họ xuống tay đối phó không phải là trái hồng mềm, mà chính là một quả bom. Cả đám người hướng về phía Dương Tiêu giết tới, còn Dương Tiêu tay không đối phó, đánh ra một bộ quyền, cả đám tiểu đệ bên dưới lập tức bị hạ gục ngay tại chỗ. Quyền pháp Tết, Long Ngũ kinh ngạc nói. Từ thân thủ của Dương Tiêu có thể nhận thấy, vừa nhìn chính là xuất thân quân nhân tiêu chuẩn. Cả đám người vây quanh Dương Tiêu mặc không biến sắc nói, Long Ngũ đại ca, anh còn có thể đánh nữa không? Đối với đám tạp nham này vẫn đủ sức, Long Ngũ trả lời. Vậy thì tốt, Dương Tiêu không có dự định hai tay nhuốm máu. Hắn dù sao cũng đã quy ẩn nhiều năm, nếu như hai tay nhuốm máu, thì sẽ phạm phải ước nguyện ban đầu. Một đám người giết tới, Dương Tiêu đơn thân độc mã dùng bộ quyền pháp của mình hạ gục cả đám người. Quyền pháp quân đội, có chút thú vị, Vương Thiên Long cười lạnh một tiếng. Tất cả đều tránh ra, nhìn chằm chằm Dương Tiêu, Vương Thiên Long hét lên một tiếng. Cả đám thuộc hạ lần lượt tản ra,
lùi ra cho Vương Thiên Long một khoảng trống. Vương Thiên Long nhìn chằm chằm về phía Dương Tiêu, căm hận nói, tiểu tử, lần trước là do tôi sơ ý, nên mới trúng chiêu của cậu, đêm nay tôi nhất định đích thân trừ khử cậu. Muốn giết tôi, khẩu khí thật lớn, người muốn giết chết tôi không biết đang ở nơi nào, có lẽ cỏ mọc trên mộ cũng đã phủ kín rồi, bớt phí lời, nhanh chóng ra chiêu đi. Dương Tiêu khinh thường cười một tiếng. Chỉ có một Vương Thiên Long, hắn thật sự không xem vào mắt. Vương Thiên Long ra tay với hắn, cũng vừa hợp ý với Dương Tiêu. Bắt cướp trước phải bắt vua, nhân lực đối phương đông đảo, chỉ cần bản thân hạ gục được Vương Thiên Long, vậy đám người này như rắn mắt đầu, tất nhiên sẽ không còn sức chiến đấu, vừa hù dọa liền tan rã. Cả khuôn mặt Vương Thiên Long bừng bừng lửa giận, hắn khinh thường nói, tiểu tử, dáng vẻ ngông cuồng của cậu thật sự khiến người ta chán ghét, đêm nay giải quyết cậy, ngày mai sẽ sai người cho bắt Đường Mộc Tuyết đến đây. Lần trước không kịp tận hưởng hương vị của đệ nhất mỹ nhân thành phó Trung Nguyên, thật đáng tiếc. Nghe thấy những lời này, ánh mắt Dương Tiêu lóe lên tia lạnh lẽo, tên Vương Thiên Long kia thật sự cứ muốn tìm đường chết. Dương Tiêu ghét nhất chính là có người lấy Đường Mộc Tuyết ra làm mục tiêu, hắn híp mắt cười lạnh, xem ra lần trước đám heo nái kia vẫn không đủ thỏa mãn anh. Nhắc đến chuyện này, Vương Thiên Long xấu hổ xen lẫn phẫn nộ nói, con mẹ nó, tên tiểu tử kia, cậu vậy mà lại dám nhắc lại chuyện trước kia. Xem ra cậu cũng đã chán sống rồi, vậy hiện tại ông đây tiến cậu đến Tây Thiên vậy. Giống như, chuyện xảy ra trước kia chính là sự sỉ nhục lớn nhất đời này của Vương Thiên Long. Phẫn nộ hét lên một tiếng, toàn thân Vương Thiên Long giống như đàn đứt dây, lập tức lao đến trước mặt Dương Tiêu. Vương Thiên Long, người phụ nữ của tôi, anh không được phép sỉ nhục. Chính vào giây phút Vương Thiên Long áp sát đến gần Dương Tiêu, ánh mắt Dương Tiêu lóe lên một tia rét lạnh. Thân ảnh như hóa thân thành một tia chớp bắt đầu phản kích. Vương Thiên Long cười khinh thường một tiếng, không thể sỉ nhục. Tiểu tử kia, ông đây chính là muốn khinh nhờn Đường Mộc Tuyết đấy, thì có làm sao? Đi gặp Diêm Vương đi. Vương Thiên Long dốc toàn lực xông đến, thanh đao trong tay hóa thành một đạo hư ảnh, muốn chém đứt phần lưng của Dương Tiêu. Điện hại Lý Thần Chiến nhìn thấy tình cảnh này, mí mắt giật điên cuồng. Người anh em Dương Tiêu, sắc mặt Long Ngũ lập tức thay đổi. Vương Thiên Long có thể trở thành một trong ba người cầm đầu vùng đất Sam Trung Nguyên, năng lực chiến đấu không tệ, căn bản không phải người bình thường có thể chống lại được. Sắc mặt Dương Tiêu trầm lắng, trong lòng sớm đã có ý muốn giết chết Vương Thiên Long. Đám thuộc hạ bên dưới của Vương Thiên Long tận mắt chứng kiến cảnh này, toàn bộ đều âm thầm cười lạnh, thân thủ của Vương Thiên Long bọn họ hiểu hơn ai hết. Với khoảng cách ngắn như vậy, tên tiểu tử kia lại không tránh cũng không né, tuyệt đối chính là chết không còn gì bàn cãi. Soạt. Chính vào lúc tất cả mọi người đều nhận định sẽ chứng kiến một màn huyết chiến, thì tình huống đột nhiên thay đổi. Thanh đao kia sau khi biến thành một hư ảnh vụt qua, ngay giây phút thanh đao kia sắp chạm vào người của Dương Tiêu, thì Dương Tiêu đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó dùng tốc độ nhanh như tên bắn tung cước đá thẳng vào đỉnh đầu Vương Thiên Long. Bùm! Vương Thiên Long căn bản không nhìn ra Dương Tiêu ra tay bằng cách nào, hắn chỉ cảm nhận được Dương Tiêu búng người lên. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Vương Thiên Long giống như một chiếc banh ra bị Dương Tiêu đá bay, thanh đao trong tay cũng bay thẳng lên trời, sau đó rơi xuống đất. Lực đạo của cú đá vừa rồi vô cùng mạnh mẽ, Vương Thiên Long chỉ cảm thấy đầu mình như bị một chiếc xe tải hung hăng cán qua, thân thể bị đá văng xa 6, 7 mét. Khi ngã trên mặt đất, đầu óc Vương Thiên Long như rơi vào một khoảng trống. Lão đại! Nhìn thấy Vương Thiên Long không phải là đối thủ của Dương Tiêu. Cả đám người áo đen nhất thời kinh ngạc không thôi. Dương Tiêu nhìn Vương Thiên Long cười lạnh nói, chỉ với chút bản lĩnh này vậy mà dám ở trước mặt tôi ra vẻ ta đây. Không thể không nói thân thủ của Vương Thiên Long quả thật không tệ, khí lực mạnh mẽ, nếu như đơn độc giao chiến e rằng Dương Tiêu dù hao tốn hơn nửa tiếng mới thể để hạ gục được, nhưng đây cũng là chuyện không dễ dàng gì. Nhưng sở trường mạnh nhất của Dương Tiêu chính là tập kích cận chiến, một đòn hạ gục. Đã từng là bảo đao quốc gia. Chiến thuật chiến đấu của Dương Tiêu chính là hiệu quả, cũng vì vậy, người chưa từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt như Vương Thiên Long, đứng trước mặt Dương Tiêu chỉ có sơ hở đầy mình, tùy tiện một vài đòn cũng bị Dương Tiêu chế phục. Vương Thiên Long đầu óc trống rỗng khoảng hơn 10 giây, lúc này mới từ từ khôi phục lại như bình thường. Sau khi nhìn thấy thần trí của Vương Thiên Long đã khôi phục trở lại, Dương Tiêu nhanh như tên bắn lao đến trước mặt hắn, không ngừng tung nắm đấm lên trên mặt Vương Thiên Long. Bùm bụp. Hai nắm đấm hạ xuống, Vương Thiên Long trực tiếp bị đánh thành gấu trúc.
vốn dĩ đầu óc đã bị trọng thương lại liên tục bị Dương Tiêu Tung nắm đấm lên mặt, khiến cho đầu óc Phương Thiên Long nhất thời lâm vào cảnh hoảng loạn. Chớp lấy cơ hội hắn đang yếu ớt lấy đi sinh mạng của hắn, Dương Tiêu tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Muốn tôi đi gặp Diêm Vương có đúng không? Nguồn khinh nhờn Đường Mộc Tuyết có phải không? Dương Tiêu lúc này tóm chặt lấy cổ áo của Vương Thiên Long, sau đó liên tiếp tung ra từng cú đấm lên sườn mặt của hắn. Dưới tình huống chịu đựng mười mấy cú đấm, Vương Thiên Long ngay tại hiện trường bị đánh thành đầu heo, đầu óc ong ong, e rằng đã có dấu hiệu chấn động não rồi. Nhìn chằm chằm Vương Thiên Long trước mặt, trong bụng Dương Tiêu dâng lên một ngọn lửa cuồn cuộn. Lần trước khinh nhờn Đường Mộc Tuyết không thành, lần này vậy mà lại dám trước mặt mình nói những lời ô uế như vậy. Ba tát trên đầu Bồ Tát còn có lửa giận, chứ đừng nói là Dương Tiêu, bất kỳ ai dám khinh nhờn Đường Mộc Tuyết, hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhìn lão đại nhà mình bị Dương Tiêu đánh đập tàn nhẫn như vậy, cả đám thuộc hạ của Vương Thiên Long đều chết lặng, cằm rơi đầy đất. Không ai nghĩ đến rằng lão đại mà bọn họ luôn kiêu ngạo tự hào, vậy mà lại không phải là đối thủ của Dương Tiêu này. Lý Thân Chiên năm bắt cơ hội hét lên, dê hệt cho tôi. Giết, Vương Thiên Long đã bị đối phương áp chế, Lý Thần Chiến nhanh chóng cầm đầu dẫn theo một đám thuộc hạ, giống như ăn phải thuốc kích thích vô cùng hưng phần. Tiêu đời rồi, nhanh chạy khỏi đây. Mắt thấy lão đại của mình đã tiêu đời, đám người này làm sao còn dám tiếp tục ứng chiến, vội vàng ba chân bốn cẳng đào thoát khỏi hiện trường. Tất nhiên hiện trường vẫn còn một đám thuộc hạ trung thành của Vương Thiên Long. Bọn họ vẫn muốn tiếp tục phản kháng nhằm giải thoát cho hắn. Dương Tiêu một tay áp chế, khóa chặt Vương Thiên Long như chó chết, hét lên, lão đại các người đã bị tôi hạ gục, các người còn chưa buông tay chịu trói. Nhận thức được Vương Thiên Long thật sự đã bị Dương Tiêu hạ gục, đám người này mặt mũi xám ngoét như cho. Chính vào lúc đám người bọn họ đang có ý muốn chống cự, thì thốt viện binh thứ hai của Lý Thần Chiến đã đến hiện trường, lại thêm khoảng 1-200 người cùng gia nhập chiến đấu. Chết chắc rồi, chết chắc rồi, chết chắc rồi, anh em, giữ mạng sống quan trọng, chạy thôi. Trong đám người có một người hét lên. Đỉnh đang, đỉnh đang, đỉnh đang. Cả đám người kia vứt hết toàn bộ thanh đao trong tay, ôm đầu chạy trốn. Mặc dù bọn họ trung thành với Vương Thiên Long, nhưng đối diện với sinh tử, bọn họ triệt để cảm thấy sợ hãi. Vương Thiên Long dù sao cũng không phải là cha ruột của bọn họ hoàn toàn không cần vì Vương Thiên Long mà nộp mạng. Giết, giết. Giết Long Ngũ gặp máu trở nên hưng phán, liên tiếp chém thêm vài người. Mẹ ơi, nhìn thấy Long Ngũ vẫn còn tiếp tục chém người, cả đám người đạp lên nhau mà chạy trồn. Cả đám người hận không thể cầu mong cha mẹ sinh cho mình thêm hai đôi chân, không lâu sau, cả đám thuộc hạ của Vương Thiên Long đều chạy mất dạng. Phù, sau khi xác định được người của Vương Thiên Long toàn bộ đã giải tán, hai chân Long Ngũ lúc này mềm nhũn ngã quy trên mặt đất. Long Hiên, anh không sao chứ? Anh đừng hù dọa y mồ. Nhìn thấy Long Ngũ ngã trên mặt đất, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Vận lập tức hoảng hốt, chạy đến trước mặt Long Ngũ. Dương Tiêu nhìn Long Ngũ đang thở hổn hển, bước lên trước mỉm cười nói, chị Đường Vận, Long Ngũ đại ca chỉ mệt mỏi quá độ thôi, không sao cả. Liếc mắt nhìn hiện trường xung quanh, khung cảnh đập vào mắt lúc này có chút đáng sợ. Trên nền đất có ít nhất hơn 100 thi thể, có thuộc hạ của Vương Thiên Long, cũng có tinh nhuệ của Lý Thần Chiến. Tổng thể mà nói, trận chiến này, thuộc hạ Lý Thần Chiến thiệt mạng khoảng 10 người, còn đối phương ngược lại thiệt mạng gần 80 người. Trừ những điểm này, cộng thêm số người Long Ngũ đã trừ khử trước đây, đêm nay Long Ngũ gần như đã tiêu diệt được gần 100 thuộc hạ của Vương Thiên Long. Dương Tiêu có chút âm thầm nói không nên lời, Long Ngũ này cũng thật đáng sợ. Không uổng là bá chủ mạnh nhất thành phố Trung Nguyên 10 năm trước, sức chiến đấu quả thật kinh người. Mặc dù Dương Tiêu nhuộm máu tươi, kẻ chết trong tay hắn nhiều vô số kể, nhưng từ sau khi ẩn thân ở thành phố Trung Nguyên, Long Ngũ chính là người hung hãn nhất mà Dương Tiêu gặp được. Không phải mãnh long không quá giang, câu nói này chính là nói đến Long Ngũ. Lại nhìn trên người Long Ngũ lúc này không ít hơn 20 vết đao, trong lòng Dương Tiêu vô cùng khâm phục Long Ngũ. Nước, nước, mang nước đến đây, Dương Tiêu hét lên. Lý Thần Chiến lập tức cầm lấy một bình nước mở ra để trước miệng Long Ngũ. Long Ngũ ửng ực uống từng ngụm lớn, sắc mắt mới trở nên dễ chịu hơn một chút. Nhìn thấy tình cảnh trước mặt, dù cho Lý Thần Chiến đã từng là lính đánh thuê, gặp qua vô số cảnh sống chết, nhưng hắn chưa từng gặp qua kẻ có sức chiến đấu dũng mãnh như Long Ngũ. Nếu như đổi thành hắn, có lẽ hiện tại đã trở thành một cỗ thi thể lạnh lẽo rồi. Dương Tiêu vội vàng lên tiếng, bác sĩ,
nhanh, bác sĩ, nhanh băng bó vết thương. Phân khu của Lý Thần Chiến có vài vị bác sĩ, những người này lập tức cởi quần áo, tiến hành băng bó xử lý vết thương cho Long Ngũ. Từ đầu đến cuối, Long Ngũ không hề rên lên một tiếng nào, chỉ là mồ hôi trên trán rơi không ngừng. Đường Vận nhìn vết thương toàn thân Long Ngũ, nước mắt không nhịn được tuôn rơi, Long Hiên, anh tại sao lại ngốc như vậy? Anh tại sao lại ngốc như vậy? Nghĩ đến Long Ngũ vừa rồi suýt chút nữa vì mình mà tự sát, trong lòng Đường Vận dâng lên một cảm giác chua xót vô hạn. Nếu như vừa rồi Long Ngũ thật sự vì bảo vệ cô mà tự sát, vậy thì cô tuyệt đối không tiếp tục sống trên đời này. Vận Vận, em đừng khóc, chỉ cần nghe tiếng em khóc anh liền cảm thấy đau lòng. Long Ngũ miễn cưỡng dặn ra một nụ cười. Sau khi đã băng bó vết thương, bác sĩ kinh sợ nói, toàn thân có hơn 20 bón vết thương, không nhưng mạnh mẽ chống cự được, hoàn toàn không hề ngất xỉu, phần ý chí này cũng thật đáng kinh ngạc. Trong lòng Dương Tiêu cũng không nhịn được cảm thấy chấn động, bị chém hơn 24 vết đao vậy mà vẫn có thể hừng hực chiến đấu, Long Ngũ này quả thật mang lại bất ngờ lớn cho Dương Tiêu. Nếu như đổi thành chiến hữu trong đội đặc công, Dương Tiêu cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc đến như vậy, nhưng Long Ngũ này lại không phải là lính đặc công. Dương huynh đệ, tại sao cậu lại đến đây? Long Ngũ nhìn thấy Dương Tiêu cười khổ một tiếng. Dương Tiêu hứng thú nói, nếu em còn không tới, chị Đường Vận không phải sẽ phát điên hay sao? Một khúc đoạn trường, thiên nhai này biết tìm đâu chi âm. Nghe thấy câu nói này của Dương Tiêu, Long Tiêu nhìn không được sảng khoái cười một tiếng, hay cho một khúc đoạn trường, thiên nhai này biết tìm đâu chi âm. Dương huynh đệ, không uổng công tôi xem cậu làm anh em nhiều năm, quả thật không khiến tôi thất vọng. Hai người đàn ông châu đầu nhìn nhau, bao nhiêu tình nghĩa đều trong tiếng cười lời nói. Dương Tiêu cùng Long Ngũ đều là những kẻ cô độc, hơn nữa còn có thân phận đặc thù của riêng mình, vô hình đã khiến hai người trở thành bằng hữu đặc biệt của nhau. Đúng vậy, tình cảm giữa Dương Tiêu cùng Long Ngũ vô cùng đặc biệt, không giống với những người bạn khác. Dương Tiêu cầm lên một thanh đao đưa về phía Long Ngũ, không có vấn đề gì chứ. Hắn hiểu rõ, Long Ngũ hôm nay nhất định phải giải quyết sạch sẽ ân oán với Vương Thiên Long. Tất nhiên, Long Ngũ đứng dậy, đón lấy thanh đao, sau đó hướng về phía Vương Thiên Long. Vương Thiên Long lúc này đã bị người Lý Thần Chiến khống chế, cảm giác được hàn ý trên người Long Ngũ, hắn hoảng hốt nói, đại ca, đừng giết tôi vừa rồi chỉ là bị ma quỷ mê hoặc, hiện tại vô cùng cảm thấy hối hận trước hành động của mình, tôi biết sai rồi, đại ca, xin hãy cho tôi một cơ hội. Nhìn chằm chằm Vương Thiên Long, trong mắt Long Ngũ tràn ngập lửa giận. Long Ngũ vô cùng rõ ràng, nếu như đêm nay không phải do Dương Tiêu kịp thời đến cứu giúp, e rằng bản thân hắn đã bị Vương Thiên Long ép phải tự vẫn tại chỗ. 10 năm nay, hận thù 10 năm trước Vương Thiên Long chưa từng buông xuống, có thể tưởng tượng được Vương Thiên Long là một con người ưa ghi hận đến mức nào. Thả hổ về rừng, hậu họa khôn lường. Long Ngũ tuyệt đối không cho phép diễn ra tình cảnh như, vậy tái diễn. Nếu như thả Vương Thiên Long, vậy thì lần sau Vương Thiên Long báo thù sẽ càng mạnh mẽ hiểm ác hơn lần này. Long Ngũ nhìn Vương Thiên Long lạnh giọng nói, Ương Thiên Long, vừa rồi tôi cũng đã nói qua, tôi đã không làm đại ca từ nhiều năm rồi. Đại ca, xin anh niệm tình nghĩa xưa cũ, các anh em cũng anh mở mang giang sơn, tha cho tôi lần này. Vương Thiên Long hốt hoảng nói. Dương Tiêu biết rằng Long Ngũ không phải là kẻ lòng dạ mềm yếu, thái độ Long Ngũ đối với Vương Thiên Long vô cùng kiên quyết. Cho nên, đêm nay Vương Thiên Long chết không còn gì nghỉ ngờ. Dương Tiêu kéo Đường Vận nói, chị Đường Vận, chúng ta đổi sang một chỗ khác nói chuyện. Đường Vận cũng hiểu rằng Vương Thiên Long cùng Long Ngũ nhất định phải có một kết thúc, cô có chút do dự, cuối cùng vẫn gật đầu rời khỏi. Sau khi Đường Vận rời khỏi, Long Ngũ liền nhìn Lý Thần Chiến nói, mau buông hắn ra, đưa một thanh đao cho tôi. Chuyện này, Lý Thần Chiến nhìn sang Dương Tiêu. Dương Tiêu gật đầu đồng ý. Lúc này hai tên thủ hạ của Lý Thần Chiến lập tức buông Vương Thiên Long ra, còn đưa một thanh đao cho hắn. Long Ngũ nhìn Vương Thiên Long lạnh giọng nói, Ương Thiên Long, anh không phải vẫn luôn muốn giết tôi hay sao? Anh vừa rồi không phải nói nên niệm tình xưa nghĩa cũ sao? Được, hiện tại tôi cho anh một cơ hội, đến đây, mau ra tay, nếu như tôi chết, không chút oán hận, nếu như, anh chết, vậy thì đừng trách tôi ra tay vô tình. Vương Thiên Long nắm chặt thanh đao trong tay. Hắn không cách nào ngờ được Long Ngũ vậy mà lại cho hắn một cơ hội quyết đầu sống chết. Được, Long Hiên, anh có bản lĩnh, vậy thì đừng trách tôi không khách khí với anh. Vương Thiên Long hung hãn hét lên một tiếng, sau đó ra tốc lao về phía Long Ngũ. Trong mắt Vương Thiên Long,
Long Ngũ chết không chút nghỉ ngờ. Đầu tiên, sức chiến đấu của hắn cũng không phải bốc phét, đầu tiên, Long Ngũ bản thân đã bị thương, hơn nữa cũng chỉ là sức cùng lực kiệt mà thôi. Soạt! Chính ngay giây phút thanh đao của Vương Thiên Long chuẩn bị chém lên người Long Ngũ, Long Ngũ đột nhiên vung lên thanh đao trong tay. Anh chấm ANS như thế nào lại nhanh như vậy? Giây kế tiếp, Vương Thiên Long ôm chặt cổ họng, cả khuôn mặt kinh ngạc ngã trên nền đất. Dương Tiêu cũng hoảng hốt trước hành động của Long Ngũ này vậy mà lại có thể sánh với tốc độ của Vương Thiên Long. Phải biết rằng, Long Ngũ thân thể đang bị thương nặng, Long Ngũ này vậy lại giết chết Vương Thiên Long. Thủ đoạn cũng thật khiến người ta khiếp sợ. Đao pháp thật nhanh gọn, Lý Thần Chiến hoảng hốt một phen. Nhìn thấy Vương Thiên Long nằm ngã trên nền đất, sắc mặt Long Ngũ không chút cảm xúc nào khác. Vương Thiên Long, đao pháo của anh là do tôi đích thân truyền dạy, không nghĩ rằng nhiều năm như vậy, anh vẫn không có chút tiền bộ nào. Dương Tiêu há hốc mồm kinh ngạc, Long Ngũ này thật sự đã mang lại cho hắn quá nhiều sự kinh ngạc. Nhìn Vương Thiên Long nằm trên nền đất, Dương Tiêu chỉ muốn nói một câu. Đại ca cuối cùng vẫn là đại ca, 10 năm trôi qua, nhưng không phải sức lực một mình bạn có thể địch lại được. Có điều, Dương Tiêu chú ý phát hiện ra rằng vết thương Long Ngũ vừa được băng bó đang rỉ máu. Lần này, Dương Tiêu không chút chần chừ, hắn lập tức nói, nhanh, nhanh đem Long Ngũ đến bệnh viện. Dương Tiêu dẫn theo người lập tức mang Long Ngũ đến bệnh viện nhân dân thành phố Trung Nguyên, sau đó sắp xếp Lý Thần Chiến ở lại xử lý chiến trường. Đồng thời, Dương Tiêu cũng gọi điện thoại thông báo cho Hình Kiến. Khu vực Lão Nhai xảy ra chuyện lớn như vậy, Hình Kiến sớm đã biết chuyện, nhưng Dương Tiêu cũng không hy vọng Hình Kiến sẽ gây phiền phức đến cho Long Ngũ. Long Ngũ vậy mà lại xuất hiện rồi sao? Sau khi nhận được tin tức, Hình Kiến cũng vô cùng bất ngờ. Đối với nhân vật xưng bá một tay khuấy đảo mưa gió 10 năm trước, Hình Kiến cũng vô cùng kiêng kỵ. May mắn 10 năm trước Long Hiên đột nhiên bật vô âm tích, nếu không, tuyệt đối chính là một hiểm họa nguy hiểm. Dương Tiêu trả lời, không sai, chuyện này xem thử có thể giải quyết hay không. Nếu như có thể dùng tiền để giải quyết chính là cách tốt nhất. Không có gì nghiêm trọng, Long Hiên này dù sao cũng là một nhân vật xưng bá 10 năm trước, nhưng bản thân hắn ta cũng chưa từng làm ra bất kỳ chuyện phạm pháp nào. Hôm nay Long Hiên chỉ là tự vệ mà thôi, dựa theo luật pháp thì không có tội. Dương Tiên Sinh cùng Long Hiên đi với nhau, vẫn nên đề phòng người tên Long Hiên này. Tôi sợ hắn cho tàn lại cháy. Hình Kiến nhắc nhở vài câu. Đáng nhắc đến chính là, 10 năm trước, Long Ngũ mặc dù nổi danh ở thành phố Trung Nguyên, nhưng chưa từng làm ra bất kỳ chuyện phóng hỏa giết người nào. Hắn quản thúc thủ hạ, chuyện phạm pháp tuyệt đối không làm, nguồn kinh tế đều dựa vào việc trông coi địa bàn cho người khác. Vương Thiên Long chết, chuyện này khiến cho Hình Kiến vô cùng kinh ngạc. So sánh mà nói, Hình Kiến ước gì Vương Thiên Long chết mắt xác, đối với người đàn ông này. 10 năm nay ở thành phố Trung Nguyên danh tiếng cực kỳ xấu xa, không biết đã gây ra bao nhiêu chuyện thất đức. Sau khi tìm hiểu được Long Ngũ không hề có bất kỳ bản án nào, Dương Tiêu không nhịn được thở phào nhẹ nhõm một hơi, ấn tượng trong lòng dành cho Long Ngũ càng thêm tốt hơn. Hắn từng là bảo đao của quốc gia, bảo vệ vinh quang cho đất nước, trong lòng mà nói, hắn cũng không hy vọng Long Ngũ đã gây ra những chuyện thương thiên hại lý. Sau khi đến bệnh viện, mất hơn cả tiếng đồng hồ mới có thể xử lý ổn thỏa vết thương. Bác sĩ nói rằng, Long Ngũ vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ là mất máu quá nhiều, cần phải truyền máu. Đợi sau khi Long Ngũ khôi phục, Dương Tiêu cùng Đường Vận lúc này mới đến phòng bệnh. Huynh đệ, lần này phải cảm ơn cậu rồi. Long Ngũ vô cùng cảm kích nói. Dương Tiêu cười nhạt một tiếng, đã nói rằng chúng ta là bạn bè, vậy thì không cần phải nói những lời này. Đúng rồi, em nên xưng hô anh là Long Ngũ hay Long Hiên? Long Hiên là tên thật, trong nhà anh đứng thứ 5, 4 người anh trai kia từ nhiều năm trước lăn lộn ngoài xã hội sớm đã mất mạng, trong nhà hiện tại chỉ còn lại một mình anh, cho nên, mọi người cũng gọi anh là Long Ngũ, cậu cứ gọi anh là Long Ngũ là được rồi, đột nhiên gọi anh là Long Hiên, anh thật sự có chút không quen. Long Ngũ cười bất lực nói. Dương Tiêu nói, được, vậy thì sau này em sẽ gọi anh là Long Ngũ đại ca. Chuyện đêm nay thật là vượt khỏi dự đoán của em, không ngờ rằng anh chính là đại ca xưng bá thành phố Trung Nguyên 10 năm trước. Tiểu tử cậu đừng kể khổ trước mặt anh đây, tiểu tử cậu còn ẩn thân sâu hơn cả anh, vừa rồi bộ quyền pháp quân nhân kia cũng đủ chứng minh cậu không phải người bình thường rồi, vậy mà cậu lại ẩn thân ở đường ra hơn 5 năm, bị người khác mắng nhiếc 5 năm, tên tiểu tử cậu làm sao có thể chống chọi được chứ? Long Ngũ bối rồi nói. Long Ngũ sớm đã biết Dương Tiêu không phải người bình thường.
nhưng lại không ngờ rằng Dương Tiêu trừ thân thủ bất phàm, vậy mà còn có thể ra lệnh với Lý Thần Chiên, chuyện này khiến cho Long Ngũ vô cùng kinh ngạc. Dương Tiêu liếc mắt nhìn thời gian, sau đó cười nhạt một tiếng, được rồi, Long Ngũ đại ca, thời gian cũng được kha khá rồi, em cũng phải chuẩn bị phải quay về rồi, chị Đường Vận, Long Ngũ đại ca đành giao cho chị chăm sóc vậy, tiền thuốc men em vừa rồi cũng đã thanh toán rồi. Hả, tôi, sắc mặt Đường Vận lại một lần nữa chìm vào sự phức tạp. Mặc dù vào thời khắc sống chết, cô đã tháo dỡ được hút mắt, cũng lựa chọn tha thứ cho Long Ngũ, nhưng hiện tại hai người đều sống sót, điều này khiến cho nội tâm Đường Vận vô cùng phức tạp. Đam Mỹ hay, nước biếc vốn không lo nghĩ, vì một cơn gió nhíu chặt mày, núi xanh vốn không yêu buồn, bạc đầu vì tuyết trắng. Dương Tiêu thì thầm nói, chị Đường Vận, trong lòng chị rõ ràng vẫn còn yêu sâu đậm Long Ngũ đại ca, chỉ là chị không cách nào buông xuống được sự lừa gạt Long Ngũ đại ca đã từng gây ra. Nhưng Long Ngũ đại ca thật sự rất yêu chị, 10 năm nay, những gì Long Ngũ đại ca làm không lẽ không đủ khiến chị cảm động sao? Có rất nhiều chuyện, rõ ràng mất đi mới biết trân trọng. Chí Tôn bảo nếu không mang vòng kim cô không cách nào cứu được Tử Hà tiên tử, nhưng mà mang vòng kim cô lên thì không thể yêu được cô ấy. 1000 năm quá lâu, chỉ một lòng muốn vĩnh viễn, nhưng một đường trải qua mới phát hiện được rằng không có gì là vĩnh viễn với đất trời. Chúng ta từ từ sẽ hiểu được những người từng rời xa khỏi chúng ta, một khi đã bỏ lỡ, dù cho sau này chuyển mình thành tuyệt thế anh hùng, thân mang áo giáp vàng, chân đạp mây ngũ sắc, một cú lắc mình đi được 108.000 dặm, cũng chưa chắc đuổi kịp. Điều quan trọng nhất chính là, mạng sống của hai người là do em cứu về, em chỉ yêu cầu hai người phải sống thật tốt. Dương Tiêu đặc biệt nhấn mạnh điểm này. Đường Vận im lặng, cô cũng rõ ràng, đêm nay nếu như không phải Dương Tiêu không kịp thời đòi giết tới. E rằng cô cùng Long Ngũ phải lâm vào cảnh uyên ương yểu mạng. Trong mắt Long Ngũ lấp lánh ám áo, hắn biết rằng Dương Tiêu đang giúp hắn. Trước khi rời khỏi, Đường Vận vẫn nhìn sang Dương Tiêu hỏi, anh chấm ANS thật sự chính là chồng của Mộc Tuyết sao? Dương Tiêu biết rằng Đường Vận muốn hỏi điều gì, danh tiếng phế vật của bản thân e rằng Đường Vận sớm đã nghe nhắc đến, đêm nay bản thân lại dẫn theo Lý Thần Chiến hóa giải vòng vây, tất nhiên sẽ khiến cho Đường Vận cảm thấy kinh ngạc không thôi. Chị Đường Vận, Long Ngũ đại ca đã làm ông chủ cửa hàng thuốc lá được 10 năm, em ở rẻ đường ra 5 năm, hiện tại công đức vẫn chưa viên mãn, đợi 10 năm sau, chị nhất định sẽ biết được thân phận của em. Dương Tiêu cười nhạt một tiếng. Dương Tiêu chân thành đối đãi, khiến cho trong lòng Đường Vận cảm thấy vô cùng cảm động. Dù sao, thủ đoạn của Dương Tiêu cô cũng đã từng chứng kiến qua, nhân vật như vậy, tất nhiên không phải là người đơn giản. Án thân tại đường ra 5 năm, tất nhiên có nguyên nhân. Trước đây, Đường Vận xem Đường Mộc Tuyết như em gái ruột của mình, chỉ là sau này gặp đả kích quá nghiêm trọng, dẫn đến tình cảm hai người càng trở nên xa cách. Đường Vận gật đầu, bất kể như thế nào, tôi đều hy vọng Mộc Tuyết có thể hạnh phúc, bất kể thân phận của cậu như thế nào, tôi cũng hy vọng cậu sẽ không làm tổn thương đến Mộc Tuyết. Chị Đường Vận, xin hãy yên tâm, em nhất định sẽ không. Dứt lời, Dương Tiêu liền rời khỏi. Thời gian đã không còn sớm, đợi lát nữa bản thân xử lý xong mọi chuyện. Khi về nhà nhất định đã muộn, hắn cũng không muốn Đường Mộc Tuyết lo lắng cho bản thân mình. Để lại chút tiền, cũng lưu lại vài người canh gác, Dương Tiêu liền đi tìm Lý Thần Chiến. Vương Thiên Long đã bị Long Hiên xử lý, hiện tại thành phố Trung Nguyên nổi lên một trận sao động, không khác gì với động đất cấp 10. Dù sao Long Ngũ cũng đã từng là nhân vật khét tiếng một tay che trời, còn Vương Thiên Long cũng là nhân vật cấp bậc đại lão hô mưa gọi gió hiện tại. Rất nhiều người cho rằng Long Ngũ đã sớm mất mạng. Nhưng không ngờ đến lại một lần nữa xuất hiện tại thành phố Trung Nguyên. Những người biết rõ sự tình không ngừng cảm thán, tên Vương Thiên Long này thật sự tự tạo nghiệt, không những động đến bản thân Long Ngũ, còn đụng đến người trong lòng của người ta, đây không phải là tự tìm đường chết điển hình hay sao? 10 năm trước, Long Ngũ đột nhiên mai danh ẩn tích, tin tức lan truyền rằng vì một người phụ nữ, triệt để quy ẩn giang hồ. Sự việc đến hiện tại, Vương Thiên Long đụng chạm đến người trong lòng của Long Ngũ. Tên Long Ngũ này không liều mạng với hắn mới là kỳ lạ. Trên thế gian này, có hai thứ tồn tại không thể đụng chạm đến, thứ nhất chính là nhân tình, thứ hai chính là vợ của người khác, nhân tình nợ rồi khó trả, vợ người đụng vào liền mất mạng. Trong phòng bệnh, Long Ngũ nhìn sang Đường Vận đang sắc mặt phức tạp nói, A Thái, không lẽ em vẫn không tha thứ cho anh sao? Tên ở nhà của Đường Vận chính là A Thái, cũng là tên gọi thân mật năm đó Long Ngũ đặt cho Đường Vận. Nghe thấy Long Ngũ gọi tên ở nhà của mình, thân thể yêu kiều của Đường Vận khẽ run rẩy, hai mắt đỏ ửng,
cô không dám nhìn thẳng Long Ngũ, chỉ sợ rằng không khống chế được cảm xúc xao động trong cơ thể. Mắt thấy Đường Vận không để ý đến mình, Long Ngũ miễn cường ngồi dậy, vẫn chưa ngồi dậy hoàn toàn thì vết thương liền có dấu hiệu nứt rỉ máy. Long Ngũ phát ra tiếng rên nhỏ, trên lớp vải trắng nhuộm đỏ máu. Long Hiên, anh đang làm gì vậy? Long Hiên, anh đừng làm chuyện ngốc nghếch. Nhìn thấy trên tấm vải băng bó hóa thành màu đỏ, Đường Vận không cách nào bình tĩnh được, hốt hoảng nói. Chính vào lúc Đường Vận đang chuẩn bị gọi bác sĩ, Long Ngũ nhất thời tóm chặt lấy cánh tay cô, hắn hạnh phúc cười nói, A Thái, anh biết rằng trong tim em có anh, nếu như em thật sự không mang đến, vậy thì cứ để anh chảy. Máu chết đi, người nhà anh từ nhiều năm trước sớm đã không còn sống trên đời, chỉ còn lại một mình anh, nếu như em vẫn không đồng ý tha thứ cho anh, vậy thì anh sống không bằng chết. Được rồi, em tha thứ cho anh, em thật sự đã tha thứ cho anh. Long Hiên, anh tuyệt đối không được làm chuyện ngốc nghếch, em hiện tại gọi bác sĩ đến. Đường Vận gấp gáp nói. Long Ngũ lúc này nằm trên giường, lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Hắn biết rằng, Đường Vận đã thật sự tha thứ cho hắn. Long Ngũ khép hai mắt lại, thở phào nhẹ nhõm một tiếng, trong chốc lát, cuối cùng liền có thể an ổn ngủ một giấc. Trải qua chuyện này, Long Ngũ cùng Đường Vận đã hòa hợp như ban đầu, chuyện này chắc chắn như chuyện viết trên thép tắm. Vợ chồng là duyên, thiện duyên ác duyên không gặp, con cái là nợ, đòi nợ trả nợ, nếu không nợ sẽ không đến. Trong lòng Long Ngũ cùng Đường Vận đều vô cùng yêu thương đối phương, nhưng Đường Vận không cách nào buông xuống được quá khứ, nên mới dẫn đến việc hai người lạnh lùng xa cách 10 năm. Trong tình cảm, lừa gạt cùng phản bội chính là khiến người khác không cách nào chấp nhận được, đặc biệt chính là khi người con gái đặt toàn bộ tâm trí lên người bạn. Nếu như để đối phương phát hiện ra rằng bạn đang lừa gạt hoặc phản bội cô ấy nhất định sẽ điên cuồng, khiến cho cả thế giới đều sụp đổ. Cũng vì, trong thế giới của cô ấy, chỉ có duy nhất bóng hình của bạn Dương Tiêu rất nhanh đã tìm đến Lý Thần Chiến, chuyện này đã được giải quyết ổn thỏa rồi, không cần phải lo lắng đến những vấn đề phiền toái khác, bên anh xử lý như thế nào rồi. Thuộc hạ toàn bộ đều đã xử lý sạch sẽ, Lý Thần Chiến cung kính nói. Ánh mắt Dương Tiêu nhìn thẳng về phía Lý Thần Chiến, khiến cho hắn không nhịn được dâng lên một trận run rẩy. Hắn tất nhiên cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ từ Dương Tiêu. Dương Tiêu hừ lạnh một tiếng nói, cho đến hiện tại, anh vẫn không có dự định cho tôi một lời giải thích sao. Bùn rùn một tiếng, Lý Thần Chiến sợ đến mức toàn thân mồ hôi lạnh, lập tức quỳ xuống nền đất. Thuộc hạ biết siêu Lý Thần Chiến khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Trước đây Dương Tiêu ra lệnh cho hắn điều tra thân phận của Long Ngũ, hắn sớm đã điều tra được, chỉ là thân phận Long Ngũ quá đặc thù, Lý Thần Chiến đây chính là sợ Long Ngũ sẽ cướp đi vị trí vốn có của mình, cho nên vẫn luôn che giấu không bẩm báo lại Dương Tiêu. Dương Tiêu lạnh giọng nói, anh cho rằng chút tâm tư này của anh tôi không nhận ra hay sao? Xem ra 5 năm nay anh cũng sống an nhàn quá lâu rồi, Long Ngũ dù sao 10 năm trước cũng quy ẩn không tái xuất giang hồ, lại nói, nếu như Long Ngũ thật sự muốn tái xuất, chỉ dựa vào một đao anh ta chém Vương Thiên Long, anh nghĩ bản lĩnh của mình có thể chống lại được sao? Nếu như không phải hôm nay Long Ngũ xảy ra chuyện, Dương Tiêu thật sự đã quên chuyện này. Thời gian này, Dương Tiêu vẫn luôn vây quanh Đường Mộc Tuyết, cộng thêm Cung Linh Nhi tùy thời gây phiền phức đến cho mình, khiến cho Dương Tiêu mỗi ngày đều không có thời gian rảnh rỗi. May mắn đêm nay Đường Mộc Tuyết quay lại công ty lầy quần áo, nếu không hôm nay Long Ngũ thật sự gặp phải nguy hiểm rồi. Nghe đến câu nói này của Dương Tiêu, trên khuôn mặt hiện lên nét chua xót. Tốc độ đao pháp của Long Ngũ khi chém Vương Thiên Long nhanh đến cực điểm, thân thủ hắn tự nhận không bằng, chỉ sợ rằng cũng không cách nào chống cự được một đòn kích sát của Long Ngũ. Hắn biết rõ Long Ngũ thời kỳ đỉnh cao mạnh đến mức biến thái, nhưng không nghĩ đến Long Ngũ có thể khủng bố đến mức độ này. Nếu như Long Ngũ thật sự muốn tái xuất giang hồ, vậy có lẽ hắn căn bản không phải là đối thủ của Long Ngũ. Thuộc hạ biết sai, Lý Thần Chiến đổ mồ hôi ròng ròng nói. Dương Tiêu chắp tay sau lưng, nhìn Lý Thần Chiến lạnh giọng nói, Lý Thần Chiến, anh theo tôi cũng đã nhiều năm rồi đúng không? Vâng thưa điện hạ, Lý Thần Chiến thấp giọng trả lời. Lý Thần Chiến, anh có biết rằng, chuyện này anh xử lý khiến tôi vô cùng thất vọng. Dương Tiêu chỉ để lại một câu nói, sau đó xoay người rời khỏi. Lý Thần Chiến trong lòng chết lặng, hắn biết rằng, Dương Tiêu thật sự thất vọng đối với hắn, e rằng sau này vị trí của hắn trong tim Dương Tiêu đã có sự suy giảm lớn. Giây phút đó, trên khuôn mặt Lý Thần Chiến tràn ngập nét hồi hận. Hắn biết rằng, chỉ cần Dương Tiêu cảm thấy thất vọng đối với mình, nếu muốn bù đắp lại là chuyện vô cùng khó khăn.
Trong lòng Dương Tiêu đã hạ quyết tâm, nếu như Long Ngũ thật sự muốn tái xuất giang hồ, vậy thì Lý Thần Chiến kia có thể nhường ngôi cho người hiền rồi. Hắn tuyệt đối không cho phép một người có lòng tư làm việc cho mình, người như vậy ngay thời điểm quan trọng nhất rất dễ xảy ra hậu quả khó lòng lường trước được. Tất nhiên, niệm tình Lý Thần Chiến đã theo mình hơn 10 năm nay, Dương Tiêu tất nhiên sẽ không nổi giận với hắn. Đêm đã khuya, khi Dương Tiêu quay trở về nhà cũng đã gần rạng sáng. Trong phòng vẫn sáng đèn, Dương Tiêu có chút bối rối, đã khuya như vậy rồi, Đường Mộc Tuyết như thế nào vẫn chưa ngủ. Mết, khi vừa bước đến gần cánh cửa, Dương Tiêu liền nghe thấy từ bên trong vang lên từng tràn âm thanh ma tính. Dương Tiêu tinh thần nhát thời chấn động, há hốc mồm, đây, âm thanh này như thế nào lại tiêu hồn như vậy? Dương Tiêu nhẹ nhàng đẩy cửa lấp ló đầu nhìn vào bên trong, khung cảnh trước mắt khiến hắn kinh ngạc không thôi. Đường Mộc Tuyết vậy mà lại ở trong phòng, cô đang tập trung nhìn kỹ lại thì phát hiện ra Đường Mộc Tuyết vậy mà lại cầm điện thoại đang xem video clip, hơn nữa nữ chính vậy mà lại cô giáo vỡ lòng của Dương Tiêu, diễn viên Aoi Sora. Soạt, tận mắt chứng kiến khung cảnh trước mắt, Dương Tiêu không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong ấn tượng của hắn, Đường Mộc Tuyết chính là hình tượng nữ thần thời thường dịu dàng tao nhã. 5 năm chung sống, Dương Tiêu chưa từng phát hiện ra Đường Mộc Tuyết làm ra bất kỳ chuyện xấu hổ gì. Điều khiến cho Dương Tiêu không ngờ đến chính là, Đường Mộc Tuyết vậy mà lại lén lút ở phía sau mình xem những video khiêu dâm như vậy. Ôi trời, phát hiện ra phía cánh cửa đột nhiên xuất hiện thêm một cái đầu người, Đường Mộc Tuyết giống như gặp được quỷ hoảng hốt không ngừng, điện thoại trong tay cũng hoảng loạn lập tức tắt đi. Bị Đường Mộc Tuyết phát hiện, Dương Tiêu khẽ ho một tiếng, giả vờ như không có chuyện gì bước vào trong phòng. Khi nhìn thấy Dương Tiêu, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Đường Mộc Tuyết nhất thời ửng đỏ không gì sánh bằng, cô lập tức tắt điện thoại, vừa phẫn nộ vừa xấu hổ nhìn Dương Tiêu, anh.ans như thế nào lại đột nhiên tiến vào đây? Anh.ans như thế nào lại không gõ cửa? Gõ cửa, Dương Tiêu dở khóc dở cười. Mộc Tuyết, đây hình như cũng là phòng của anh. Anh vào phòng mình còn cần phải gõ cửa hay sao? Dương Tiêu gãi mũi nói. Đường Mộc Tuyết xấu hổ đến mức, hận không thể tìm một vết nứt trốn vào bên trong, đây cũng là lần đầu tiên cô xem phim kiêu dâm, vậy mà lại bị Dương Tiêu bắt gặp. Xấu hổ, quá xấu hổ rồi. Quả thật, đây là phòng ngủ chung của bọn họ, Dương Tiêu trước khi tiền vào không cần gõ cửa. Bình thường mà nói, nếu như Đường Mộc Tuyết muốn thay quần áo trong phòng, cô đều sẽ đánh tiếng trước với Dương Tiêu hoặc khóa trái cửa lại. Dương Tiêu cả đêm không quay về, cô trong lúc chờ anh trở về, cộng thêm việc vừa rồi xem quá nhập tâm, đến mức quên mất việc khóa trái cửa. Hiện tại bị Dương Tiêu bắt gặp, Đường Mộc Tuyết giống như một cô gái nhỏ làm sai chuyện, có chút bối rồi, cô thật sự không biết nên làm như thế nào. Đường Mộc Tuyết miễn cưỡng khống chế sáu hồ, cô nhìn sang Dương Tiêu hỏi, anh.ans vừa rồi không nhìn thấy gì cả đúng không? Hả, nhìn thấy cái gì chứ? Mộc Tuyết em vừa rồi đang xem phim truyền hình sao? Dương Tiêu giả vờ ngây ngốc nhìn cô trả lời. Lòng tự tôn của Đường Mộc Tuyết vô cùng lớn, Dương Tiêu chỉ đành giả vờ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nếu không, cô sẽ xấu hổ đến chết mát. Dương Tiêu làm sao có thể ngờ được Đường Mộc Tuyết vậy mà lại âm thầm xem loại phim đó chứ, chuyện này thật sự vượt khỏi suy nghĩ của hắn rồi. Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu nghi ngờ hỏi, anh xác định vừa rồi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hừ, Mộc Tuyết, không lẽ vừa rồi em làm chuyện mờ ám hay sao? Có phải tiền thưởng hôm nay rất nhiều, nhưng em chỉ nói với anh tiền thưởng chỉ có 200.000 nhân dân tệ. Dương Tiêu bối rối hỏi. Nhìn dáng vẻ Dương Tiêu không giống như đang nói dối, Đường Mộc Tuyết lúc này như chút được gánh nặng. Nếu như Dương Tiêu vừa rồi cái gì cũng nhìn thấy, vậy thì bản thân sẽ xấu hổ chết mắt. Đường Mộc Tuyết dù sao cũng là một cô gái bảo thủ, cô không cho phép cuộc sống của mình có chút phét bẩn nào. Có lẽ... xem những đoạn video này đối với những cô gái trưởng thành khác căn bản không có gì đáng ngại. Nhưng đối với một Đường Mộc Tuyết tính cách bảo thủ, đây chính là một chuyện vô cùng mất mặt. Đam Mỹ Hài. Đường Mộc Tuyết vội vàng nói, không có. Chỉ có tiền thưởng 200.000 nhân dân tệ mà, có lẽ cũng vì đơn hàng của Đông Hải Lý ra, không lâu trước đây, thì được chuyển khoản thêm 200.000 nhân dân tệ, có lẽ là tiền bà nội bồi thường cho chai rượu vang Sato Lafite Rothschild lần trước. Anh tại sao lại về trễ như vậy? Mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa hay chưa? Ổn thỏa rồi, thật là mệt chết đi được. Dương Tiêu có chút mệt mỏi. Hắn 5 năm nay chưa từng đánh đấm trận nào, hôm nay. Hành hạ vài tiếng đồng hồ, Dương Tiêu đến một hớp nước cũng chưa kịp uống,
không mệt mỏi nhất định là lừa gạt người khác. Đường Mộc Tuyết gật đầu, đỏ mặt nói, vậy anh nhanh chóng tắm rửa. Sau đó lên giường nghỉ ngơi sớm. Được, Dương Tiêu cởi giày, sau đó chuyển sang đôi dép đi trong nhà, bước về phía phòng tắm. Trong phòng mặc dù có nhà vệ sinh, nhưng lại không có nơi tắm rửa. Nhìn thấy Dương Tiêu đã bước ra ngoài cửa, Đường Mộc Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng, cô liền mở điện thoại lên, tắt đi màn hình phim khiêu dâm vừa rồi. Chính ngay giây phút Đường Mộc Tuyết mở lên điện thoại, cửa phòng lại một lần nữa bị Dương Tiêu mở ra, chính ngay lúc âm thanh hưng phấn kia vang lên, Đường Mộc Tuyết lập tức ngây người. Cô nhanh chóng tắt điện thoại, sau đó đem điện thoại giấu sau lưng, hoảng hốt nói, anh chấm ANS không phải đã đi tắm rồi sao? Anh chấm ANS như thế nào lại quay trở lại? Nhìn thấy dáng vẻ chim sợ cành cong của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu có chút không được tự nhiên nói, Mộc Tuyết, không có chuyện gì, khi em xem nên chỉnh nhỏ tiếng một chút, vừa rồi âm thanh có chút lớn, anh sợ ba mẹ nghe thấy sẽ hiểu lầm. Rút lời, Dương Tiêu liền đóng lại cửa phòng ngủ, bước về phía phòng tắm. Nghe thấy câu nói này của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết lại lần nữa đỏ bừng mặt. Được lắm Dương Tiêu, anh vừa rồi rõ ràng đã thấy, có ý khiến em mất mặt có đúng không? Đường Mộc Tuyết xấu hổ ổ tức giận đan sen nói. Em sẽ không để ý đến anh nữa, anh là tên đáng ghét. Đường Mộc Tuyết lập tức tắt trang web vừa rồi, khuôn mặt nóng bừng vừa xấu hổ vừa tức giận cuộn mình vào trong chăn. Cô biết rằng, hình tượng của bản thân trong lòng Dương Tiêu e rằng đã bị sụp đổ. Dương Tiêu cứng họng bước vào nhà vệ sinh, hắn thật sự không ngờ rằng Đường Mộc Tuyết vậy mà lại âm thầm sau lưng mình xem loại phim đó. Chỉ cần nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, Dương Tiêu không nhịn được cảm thấy nóng ran cả người. Phải biết rằng, Dương Tiêu chính là một người đàn ông nhiệt huyết, mặc dù nhiều năm trước đây Dương Tiêu chỉ muốn trở nên mạnh mẽ quay về để đô cướp lại những thứ thuộc về bản thân. Nhưng chấp hành bao nhiêu nhiệm vụ như vậy, có tình huống gì mà Dương Tiêu chưa từng chứng kiến qua, chỉ là nhất thời bản thân hắn không suy nghĩ nhiều mà thôi. Hiện tại thì không giống như vậy, hắn đã quy ẩn, còn có vợ, càng là một người đàn ông bình thường thì càng phải có nhu cầu của bản thân. 5 năm nay, canh giữ bên cạnh trung nguyên đệ nhất mỹ nhân Đường Mộc Tuyết, đừng nhắc đến Dương Tiêu có bao nhiêu đêm khó lòng an giấc. Khi vừa mới bắt đầu, mỗi lần đến đêm khuya, Dương Tiêu chỉ cần ngửi thấy mùi hương sữa bò nhạt trên người Đường Mộc Tuyết, liền cảm thấy vô cùng khó khăn chìm vào giấc ngủ. Vừa rồi bị kích thích một trận, Dương Tiêu liền biết rằng, đêm nay e rằng bản thân lại mất ngủ. Dùng chăn trùm chặt đầu mình lại, Đường Mộc Tuyết suy nghĩ, không ngừng tự lẩm nhẩm, không được, tuyệt đối không được. Đợi lát nữa nhất định phải tận dụng cơ hội cùng Dương Tiêu gạo sống nấu thành cơm. Không thể không nói, đây cũng là lần đầu tiên Đường Mộc Tuyết xem thể loại phim đó. Mục đích chính là nhằm hiểu rõ bí mật giữa nam và nữ, đồng thời học tập một chút chuyện giữa nam và nữ nên tiến hành như thế nào. Cô từ lâu đã chấp nhận Dương Tiêu, chỉ là hai bên vẫn chưa thực hiện chuyện vợ chồng. Thời gian trước đây, cô cũng đã âm thầm nhiều lần đưa ra tín hiệu với Dương Tiêu. Nhưng tên Dương Tiêu đầu gỗ này căn bản không thể hiểu được ý muốn của cô, khiến cho Đường Mộc Tuyết tức giận không thôi. Đêm nay, Dương Tiêu trong tiệc cuối năm liên tục giúp cô giải quyết xác rồi, khiến cô được nở mày nở mặt, điều này khiến cho Đường Mộc Tuyết cảm động bội phần. Cho nên, Đường Mộc Tuyết chuẩn bị nhân cơ hội đêm nay cùng Dương Tiêu làm chuyện vợ chồng, đem toàn bộ bản thân giao cho Dương Tiêu. Hơn nữa, hai ngày nay trong thời kỳ dụng chứng của cô, nếu như may mắn có lẽ có thể có được kết tinh giữa hai người. Chỉ cần nghĩ đến sau này có thể cùng Dương Tiêu bên nhau đến già, có thể vì Dương Tiêu sinh con dưỡng cái, Đường Mộc Tuyết cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sau khi tắm rửa xong xuôi, Dương Tiêu liền quay trở về phòng, vừa đặt lưng xuống giường, ngửi thấy mùi hương sữa bò nhàn nhạt từ người Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Đường Mộc Tuyết biết rằng đêm nay mình phải nắm chắc cơ hội lần này, cô cảm nhận được hô hấp gấp gáp của Dương Tiêu, cô chuẩn bị rèn sắt ngay còn nóng. Dương Tiêu, em, khuôn mặt Đường Mộc Tuyết nóng bừng. Dương Tiêu kỳ quái hỏi, Mộc Tuyết, có chuyện gì sao? Em muốn sinh con cho anh. Rút hết can đảm nói hết câu, Đường Mộc Tuyết giống như bị rút hết sinh lực trong người, liền ngã nằm trên giường. Cô nhẹ nhàng khép hờ mắt, yên tĩnh chờ đợi giây phút thần kỳ xuất hiện. Cái gì, muốn sinh con cho hắn? Những lời này đang ra ám hiệu cho mình sao? Trong nhất thời, Dương Tiêu không cách nào bình tĩnh được. Không lẽ đêm nay bản thân cuối cùng có thể thỏa thích được rồi sao? Chỉ cần nghĩ đến đây, Dương Tiêu không nhịn được nuốt nước bọt, hai tay không cách nào khống chế được bắt đầu mò mẫm lên cơ thể của Đường Mộc Tuyết. Có điều,
Dương Tiêu không thể không hoài nghi đây có phải là thử thách mà Đường Mộc Tuyết đưa ra để khảo nghiệm định lực của mình hay không. Chính vào giây phút hai tay của hắn chuẩn bị chạm vào cơ thể yêu kiều của Đường Mộc Tuyết, chính vào giây phút Dương Tiêu muốn vượt ranh giới, hắn chỉ cảm thấy bàn tay của mình giống như bị khóa chặt, không cách nào tiếp tục. Mộc Tuyết, em không nói đùa với anh đúng không? Dương Tiêu khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Không nghi ngờ gì về vẻ đẹp của Đường Mộc Tuyết, hơn nữa là vẻ đẹp không cách nào nói nên lời, nếu nói trong lòng Dương Tiêu không có chút tâm tư nào tất nhiên là giả. Năm năm nay, không biết bao nhiêu ngày đêm Dương Tiêu đều không ngừng hoang tưởng suy nghĩ đến việc cùng Đường Mộc Tuyết tiến hành chuyện cá nước thân mật, trong hắn từ tận trong xương cốt lại e sợ cô. Mặc dù trong năm năm này Đường Mộc Tuyết không hề xem thường hắn, nhưng dáng vẻ lạnh lùng xa cách người khác đến ngàn dặm đã khắc sâu trong lòng Dương Tiêu, không cách nào xóa nhòa. Không thể không nói rằng, bản chất Dương Tiêu có chút sợ vợ, hắn không dám chủ động chạm vào Đường Mộc Tuyết, chỉ sợ rằng cô sẽ hung dữ với hắn. Nếu như Đường Mộc Tuyết nổi trận lôi đình với mình, vậy thì Dương Tiêu thật sự không biết nên giải quyết như thế nào. Đường Mộc Tuyết biết rõ tâm trạng Dương Tiêu lúc này vô cùng thấp thỏm, Đường Mộc Tuyết chậm rãi mở to hai mắt, vầng trán cô đặc biệt nóng bừng. May mắn, đèn trong phòng đã tắt, nếu không cô chỉ có thể xin vợ úp hồ tê 6 euro ựa sờ e, sâu hỗ đến mức cả khuôn mặt cũng có thể ve ra nước. Dương Tiêu, phủ sinh 3000, tình yêu của em chỉ có 3 thứ. Trời, trăng cùng người. Trời là ngày, trăng làm đêm, anh chính là sớm tối bên nhau. Anh phải nhớ rằng, anh đã từng thề với em, cả đời này sẽ đối xử tốt với y mồ giọng điệu Đường Mộc Tuyết dịu dàng cắt lời yêu thương. Những lời này của Đường Mộc Tuyết không khác nào chất xúc tác, triệt để khiến cho Dương Tiêu cảm thấy mất khống chế. Hắn giống như một con dã thú phát cuồng, nhất thời ôm chặt lấy thân hình yêu kiều của Đường Mộc Tuyết, máu huyết trong người không ngừng cuộn trào. Năm năm rồi, Dương Tiêu đã chờ ngày này đến năm năm rồi. Dù cho Dương Tiêu là một chính nhân quân tử, như đối mặt với tình huống như thế này, khiến hắn không cách nào không động lòng được. Lời nói của Đường Mộc Tuyết đã trực tiếp đến như vậy, nếu như bản thân không chút biểu hiện nào, vậy thì hắn đến cầm thú cũng không bằng. Anh chấm ans dịu dàng một chút, Đường Mộc Tuyết bị hành động mạnh bạo của Dương Tiêu làm hoảng sợ. Dương Tiêu dù sao cũng là một kẻ tay mơ, hắn làm sao biết như thế nào gọi là dịu dàng. Mộc Tuyết xin lỗi. Là do anh thô lỗ quá. Nghe thấy câu nói này của cô, Dương Tiêu lúc này mới bình tĩnh lại vài phần. Đường Mộc Tuyết thút thít nói, anh chấm ans đến đi. Em chuẩn bị tốt tâm lý rồi. Vừa rồi cô một mình ngồi trong phòng xem thể loại phim kia, cũng chỉ vì nhen nhóm cảm xúc trước khi hành sự, hiện tại cảm xúc của Đường Mộc Tuyết cũng đã được nhen nhóm kha khá. Đường Mộc Tuyết muốn nắm chặt cơ hội lần này, đem bản thân hoàn toàn hòa vào trong xương cốt của Dương Tiêu. Cô nhẹ nhàng khép hờ đôi mắt, đôi môi đỏ ửng, chờ đợi sự ân sủng của Dương Tiêu. Mặc dù trong phòng một mảng tối đen, nhưng hai mắt Dương Tiêu giống như chim ưng, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy hàng mi căng thẳng của Đường Mộc Tuyết không ngừng rung động. Dương Tiêu hiểu rõ, Đường Mộc Tuyết chưa từng làm qua chuyện này, đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô, tất nhiên vô cùng căng thẳng. Đồng thời, trong lòng Dương Tiêu cũng vô cùng cảm động. Hắn hiểu rằng, vừa rồi Đường Mộc Tuyết xem loại phim khiêu dâm kia không phải vì thỏa mãn nhu cầu nhơ nhất của mình, mà chỉ vì muốn nhen nhóm cảm xúc. Chỉ là điều khiến Đường Mộc Tuyết không ngờ đến chính là, ngay vào lúc cô đang nhập tâm, thì bản thân Dương Tiêu lại đột nhiên quay trở lại, điều này khiến cho cục diện nhất thời trở nên ngượng ngùng. Trước đây Đường Mộc Tuyết cũng đã từng ra hiệu cho hắn, chỉ là lúc đó vẫn còn trong thời kỳ sinh lý của Đường Mộc Tuyết, bản thân suy nghĩ lo lắng đến sức khỏe của cô, nên không cách nào xuống tay được. Nhưng vào giây phút này, cảm nhận được độ đàn hồi kinh người trên cơ thể yêu kiều của Đường Mộc Tuyết, cảm nhận được mùi hương sữa bò trên người cô, Dương Tiêu hạnh phúc đến mức suýt ngắt đi. Hắn thật sự khát vọng ngày hôm nay, khát vọng rất lâu rồi, cuối cùng ngày này cũng đã đến. Anh chấm ans chuẩn bị bắt đầu đây. Hai tay Dương Tiêu không ngừng run rẩy. Nghe thấy âm thanh run rẩy của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết thút thít nói, được thôi. Đoạn thời gian này, Dương Tiêu làm bất cứ chuyện gì cũng khiến cho Đường Mộc Tuyết cảm thấy vô cùng cảm động. Trong lòng cô sớm đã công nhận Dương Tiêu, chỉ là trong lòng Đường Mộc Tuyết vô cùng kiêu ngạo, cô đối với Dương Tiêu chỉ hận rèn sắt không thành thép, năm năm nay cô căn bản không cho phép Dương Tiêu chạm đến mình. Tất nhiên, nếu như Dương Tiêu cưỡng ép cô, bị Dương Tiêu cưỡng ép thân thể, vậy thì Đường Mộc Tuyết cũng không chút oán hận. Dù sao, Dương Tiêu cũng là chồng của cô. Giữa vợ chồng với nhau làm những chuyện như thế này quả thật không có gì khác lạ. Chỉ là,
nếu như Dương Tiêu trong 5 năm này thật sự làm ra chuyện vượt quá giới hạn với cô, vậy thì cô tuyệt đối đối với hắn chỉ càng cảm thấy thất vọng. Đường Mộc Tuyết từ nhỏ đã hy vọng, một nửa của mình nhất định phải là một nam tử đỉnh thiên lập địa, sau đó trong một không khí vô cùng lãng mạn đem toàn bộ bản thân giao cho đối phương. Đêm nay trong tiệc cuối năm Đường gia, bá khí của Dương Tiêu không những không để lại chút mặt mũi nào cho Đường Lão Thái Thái, còn khiến cho thể diện của Đường Hạo cùng Đường Dĩnh mắt sạch, điều này khiến cho Đường Mộc Tuyết cảm thấy vô cùng cảm động. Cô hiểu rõ, đêm nay nếu như không phải có Dương Tiêu thay mình hóa giải, chỉ e rằng bản thân sẽ mất mặt tại tiệc cuối năm Đường gia. Nhận được sự chấp thuận của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu nhìn về phía Đường Mộc Tuyết tràn ngập mỹ vị, đôi môi từ từ hướng về phía đôi môi đỏ mọng của Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu nhớ rất rõ, lần trước vào đêm Đường Mộc Tuyết trong buổi họp lớp, bị người ta hạ dược, lúc đó mặc dù chỉ là một nụ hôn nhẹ. Mặc dù chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến Dương Tiêu không ngừng nhớ mãi. Đối với nụ hôn đó, trong ấn tượng của Dương Tiêu, nụ hôn đó có vị ngọt. Đây cũng là tiếp xúc khoảng cách gần mà Đường Mộc Tuyết chính thức dành cho mình. Sự việc đến hiện tại, bản thân cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại chạm vào đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương trước mặt này, trong lòng Dương Tiêu kích động không ngừng. Cho đến thời điểm hiện tại, hai tay của Dương Tiêu vẫn không ngừng run rẩy. Hơi thở của Dương Tiêu càng ngày càng áp sát đến, trái tim Đường Mộc Tuyết không ngừng đập mạnh, cô biết rằng Dương Tiêu đây là muốn hôn mình. Cạch cạch. Chính vào giây phút đôi môi của Dương Tiêu gần dán gần lên đôi môi anh đào của Đường Mộc Tuyết, cánh cửa đột nhiên bị người gõ mạnh mẽ, từ bên ngoài truyền đến giọng nói của Triệu Cầm, "Mộc Tuyết, con đã ngủ chưa?" Nghe thấy giọng nói của Triệu Cầm vang lên, Đường Mộc Tuyết giống như chuột con chạy trốn mèo già, vội vàng nhanh tay đẩy Dương Tiêu ra ngoài, sau đó chỉnh trang lại, "Hả? Mẹ, con vẫn chưa ngủ, có chuyện gì sao?" Cơ thể Dương Tiêu nhất thời căng cứng, cả người rơi vào tình huống hoảng loạn. Tôi nói này, có thể chọn thời điểm được hay không? Cứ lựa vào thời điểm này xông vào, rõ ràng cố ý phá hư, chuyện tốt của tôi. Lập tức có thể chạm đến Đường Mộc Tuyết, ai nghĩ rằng vào thời điểm này Triệu Cầm lại xông vào, khiến cho Dương Tiêu suýt chút nữa khóc ngắt đi ngay tại chỗ. Không có gì, mẹ chỉ muốn thông báo với con một tiếng, ngày mai dì nhỏ của con sẽ ghé qua, con nhớ xin nghỉ phép, cả nhà chúng ta cùng ăn một bữa cơm. Triệu Cầm nói. Ồ. Con biết rồi, Đường Mộc Tuyết đỏ bừng mặt trả lời. Vừa dứt lời, Triệu Cầm liền đóng lại cánh cửa, sau đó bước về phòng mình. Đường Mộc Tuyết giống như được ân xá, nếu như vừa rồi bị Triệu Cầm bắt gặp được bản thân mình đang cùng Dương Tiêu vui vẻ với nhau, chỉ sợ rằng cô sẽ xấu hổ chết mắt. Đường Mộc Tuyết đỏ mặt tía tai nhìn Dương Tiêu nói, em không nghĩ đến mẹ lại đột nhiên tiến vào, không sao rồi, chúng ta tiếp tục vậy. Được, Dương Tiêu hít sâu một hơi. Sau đó ôm lấy phần eo thon thả của Đường Mộc Tuyết, bờ môi lại một lần nữa tiến đến đôi môi anh đào gợi cảm của cô. Lạch cạch. Chính vào lúc gần chạm đến đôi môi anh đào gợi cảm của Đường Mộc Tuyết, cửa phòng lại lần nữa được mở ra. Triệu Cầm gấp gáp nói, đúng rồi, vừa rồi mẹ quên một chuyện, Mộc Tuyết con cùng mẹ ra ngoài một lát, đem nhãn hiệu của tất cả món đồ trong nhà nói với qua với mẹ một lần, ngày mai nếu như gì nhỏ của con có hỏi đến, nếu mẹ không trả lời được thì cũng quá mất mặt rồi. Đường Mộc Tuyết lại lần nữa vô tình đẩy Dương Tiêu ra ngoài, sau đó bị Triệu Cầm kéo tay ra khỏi phòng. Trong nhất thời, Dương Tiêu cảm giác như bị hất vào người một chậu nước lạnh, khiến cả người không còn chút lưu luyến gì nằm trên giường. Vào giây phút này, trong lòng Dương Tiêu triệt để sụp đổ vô hạn. Thật muốn lật bàn mà. Mắt thấy sắp có thể cá nước thân mật cùng Đường Mộc Tuyết, vậy mà lại mang đến cho hắn điều này. Người phá rối lại là mẹ ruột của Đường Mộc Tuyết, Triệu Cầm. Dương Tiêu muốn tức giận cũng không có cách nào chút giận được. Nằm trên giường, hai mắt Dương Tiêu đờ dẫn, mặc kệ máu huyết sục sôi bắt lực. Giây phút này, Dương Tiêu thật sự không chút lưu luyến nào. Tôi thật khổ quá đi. Dì nhỏ của Đường Mộc Tuyết ghé thăm, chuyện này khiến cho Triệu Cầm kích động không thôi. Cũng vì, đây chính là một cơ hội tốt cho cả gia đình bà được dịp huênh hoang một phen. Những năm nay, Triệu Cầm gả cho Đường Kiến Quốc. Sinh được hai người con gái là Đường Mộc Tuyết cùng Đường Đường, con gái lớn Đường Mộc Tuyết thì gả cho một tên phế vật, chồng của mình Đường Kiến Quốc ngược lại xảy ra tai nạn xe cộ. Từ sau khi Đường Kiến Quốc xảy ra tai nạn xe cộ, gia cảnh trong nhà càng trở nên không tốt, bọn họ vẫn luôn phải chui rúc trong một căn nhà cũ kỹ trong khu chung cư nghèo nàn, máy lạnh đã cũ cũng không có tiền thay. Bình thường, Triệu Cầm bình thường hay đăng những tấm hình đồ đạc mới mua trong nhà, quần áo hàng hiệu, các loại túi sách, son môi hàng hiệu.
nhưng trong lòng Triệu Cầm đặc biệt chua xót. Cũng vì con gái lớn gả cho một tên phế vật, chồng của mình lại là một kẻ tàn phế, bà không biết đã phải chịu đựng bao nhiêu sự chê cười từ người khác. Năm đó Triệu Cầm lựa chọn gả cho Đường Kiến Quốc, cũng vì năm đó nhìn chúng xuất thân gia tộc hạng hai của Đường gia tại thành phố Trung Nguyên, hy vọng sau khi gả cho Đường Kiến Quốc có thể trải qua cuộc sống vinh hoa phú quý. Nhưng ai có thể ngờ được rằng, Đường Kiến Quốc tại Đường gia không hề có bất kỳ địa vị gì, hơn nữa sau khi tàn phế, địa vị tại Đường gia càng ngày càng tuột dốc, những năm nay cơ bản đều trở thành người vô hình. Cũng vì vậy, năm đó khi biết rằng Triệu Cầm muốn trèo cao, người trong nhà toàn bộ đều chê cười bà mắt chó không bằng, gặp không được người tốt. Đáng nhắc đến chính là, nhà mẹ ruột của Trình Cầm cũng được xem như một gia tộc nhỏ, mặc dù không có bao nhiêu tài sản, nhưng nhân khẩu cũng không ít. Tất cả mọi người Triệu gia đều thích so đo tính toán, hận không thể chà đạp những họ hàng khác dưới chân. Triệu Cầm lúc trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, không màng đến sự ngăn cản của nhà mẹ đẻ nhất quyết phải gả cho Đường Kiến Quốc. Những ngày tháng ban đầu vẫn xem như có thể trải qua, dù sao Đường Kiến Quốc cũng làm việc trong nội bộ tập đoàn y dược Đường Nhân, mỗi tháng đục khoét vơ vét, ít nhất cũng có được 2 đến 30 ngàn nhân dân tệ, so ra không cao nhưng cũng có dư. Còn thành phố quê quán của Triệu gia cùng lắm chỉ là một huyện nhỏ tuyến 18 không hơn không kém, một tháng lương kiếm được 2 đến 30 nhân dân tệ cũng đã được tính là không ít rồi, năm đó Triệu Cầm gả vào Đường gia, không biết đã khiến cho bao nhiêu người hâm mộ. Từ ngày Đường Kiến Quốc lái xe đụng vào người khác, tiền tích cóp trong nhà cũng đã xài hết, Triệu Cầm nhất thời bị cả đám người trong gia tộc chê cười, càng quá đáng hơn chính là nói Triệu Cầm không có mắt nhìn người, nói bà có số khắc phu. Nhiều năm nay, trong lòng Triệu Cầm vô cùng chua xót, bà chính là một người phụ nữ ham thích hư vinh, bị người khác chê cười như vậy làm sao có thể chịu đựng được, chứ đừng nói là bị người trong nhà chê cười. Nếu như không phải hai đứa con gái đều đã trưởng thành, Triệu Cầm sớm đã cùng Đường Kiến Quốc ly hôn, bà chính là không muốn cùng ông ta trải qua những ngày tháng vô dụng, cả ngày bị người khác coi thường. Sau này Đường Mộc Tuyết đi làm, một tháng lương kiếm về được 7, 8 ngàn nhân dân tệ, miễn cưỡng có thể duy trì cuộc sống sinh hoạt trong gia đình, cộng thêm Đường Kiến Quốc trên phương diện kia cũng có thể thỏa mãn được Triệu Cầm, nên mới khiến cho bà ta kiềm lại xúc động muốn ly hôn cũng Đường Kiến Quốc. Ngôn tình tổng tài. Hiện tại, bà đã không còn như xưa, bà hiện tại sống trong một căn biệt thự trên đảo trị giá 100 triệu. Đồ dùng trong nhà đều là nhãn hiệu quốc tế, trong nhà còn có siêu xe, những chuyện này khiến cho Triệu Cầm nhát thời hồng hách kiêu ngạo. Lần này cả nhà em gái bà đều đến thành phố Trung Nguyên, Triệu Cầm sớm đã có chủ ý phải khoe khoang một phen, khiến cho toàn bộ người nhà Triệu ra tận mắt thấy cuộc sống hiện tại của bà có bao nhiêu đặc sắc, đủ bỏ xa bọn họ cả 18 con đường, bà phải khiến cho tất cả những người từng cười nhạo mình năm đó phải sáng mắt ra nhìn. Lòng hư vinh của Triệu Cầm chỉ làm khổ Đường Mộc Tuyết cùng Dương Tiêu. Dương Tiêu nằm trên giường, huyết mạch trong cơ thể dần dần khôi phục lại như cũ, cuối cùng tất cả đều trở nên tĩnh lặng, hoàn toàn không có chút kích động như lúc ban đầu. Đường Mộc Tuyết phía bên này cũng ngây người, cũng vì đồ đạc trong nhà có rất nhiều hãng hiệu cô đều không biết, chỉ có thể lên mạng tra cứu. Cũng vì tránh bản thân mất mặt, giả vờ bản thân là vợ của gia đình hào môn, Triệu Cầm gần như đến Bu Long, ốc vít của từng món đồ trong nhà cũng phải điều tra rõ ràng. Đợi đến khi Đường Mộc Tuyết tra cứu rõ ràng các nhãn hiệu, cũng đã đến 3 giờ sáng. Sau khi trở về phòng mình, qua quầng thâm mắt của Đường Mộc Tuyết cũng đã xuất, anh vẫn chưa ngủ sao. Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu cười khổ một tiếng. Dương Tiêu cười nhạt nói, Mộc Tuyết em vẫn chưa ngủ, anh như thế nào dám ngủ chứ? Trên thực tế, khi Đường Mộc Tuyết vừa bước vào, Dương Tiêu lập tức trở nên hưng phấn. Mặc dù hiện tại là 3 giờ sáng nhưng chuyện này tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc phát huy của Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết vừa liếc mắt liền có thể nhận ra Dương Tiêu lúc này đang có tâm tư gì, cô đỏ mặt nói. Con người của mẹ em, anh cũng biết rõ, rất trọng thể diện, cho nên vừa rồi có chút quấy phá, vậy thì, hiện tại thời gian cũng không còn sớm nữa, em có chút mệt, chúng ta vẫn nên nghỉ ngơi sớm thôi. Ngày mai cả nhà dì nhỏ sẽ đến đây, phải đảm bảo trạng thái tốt nhất. Hả? Ngủ, đi ngủ sao? Ngủ như vậy sao? Ánh mắt Dương Tiêu dần trở nên ngây ngốc. Bản thân đợi Đường Mộc Tuyết hơn 2-3 tiếng đồng hồ, Đường Mộc Tuyết vừa quay trở lại liền muốn mình đi ngủ, đừng nhắc đến trong lòng Dương Tiêu có bao nhiêu sụp đổ. Đường Mộc Tuyết đỏ mắt tắt đèn ngủ, ngủ đi, em có chút mệt mỏi rồi. Cảm xúc mà Đường Mộc Tuyết vừa nhen nhóm vừa rồi sớm đã tan biến, cộng thêm việc bị Triệu Cầm liên tục phá hỏng 2 lần, trong lòng Đường Mộc Tuyết sớm đã có tâm lý ám ảnh.
cô không muốn khi hai người cá nước thân mật lại bị người khác làm phiền. Điều quan trọng nhất chính là, Đường Mộc Tuyết sớm đã nghe người khác nói qua con gái vào lần đầu tiên rất đau đớn, có người đến ngày thứ hai cũng không bước xuống giường được. Nếu như đêm nay còn hành hạ một đêm không nói, bản thân ngày mai còn phải đi làm, cô nếu muốn xin nghỉ phép, Đường Hạo tuyệt đối sẽ không dễ dàng đồng ý. Nếu như cả nhà dì nhỏ phát hiện ra điều gì bất thường, bản thân nhất định sẽ trở thành trò cười trong mắt người khác. Đường Mộc Tuyết là một người ưa mặt mũi, cô không muốn trước mặt cả nhà dì nhỏ xấu mặt. Được thôi, Dương Tiêu không chút lưu luyến nói. Nhưng ai biết được rằng vừa nhắm mắt lại, từ trong phòng ngủ chính truyền đến âm thanh kia của Triệu Cầm, âm thanh này thật là kích thích đến Dương Tiêu. Mắt thấy đã qua nửa đêm, Triệu Cầm vậy mà cùng Đường Kiến Quốc cùng nhau thỏa thích một trận, thật sự không suy nghĩ đến cảm nhận của người khác mà. Đặc biệt nhất chính là Triệu Cầm, bà kêu lớn tiếng như vậy để làm gì? Rõ ràng cách âm tốt như vậy, nhưng Dương Tiêu vẫn có thể nghe rõ âm thanh vang lên từ phòng ngủ chính, điều này khiến cho Dương Tiêu nhịn đến cực khổ. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết đỏ bừng, cô thật sự không ngờ rằng Triệu Cầm giày vò vài tiếng đồng hồ vậy mà thể lực vẫn đầy đủ như vậy. Dương Tiêu nhịn không được cảm thán, phụ nữ 40 tuổi quả nhiên như lang như hổ, cũng không biết đến khi Đường Mộc Tuyết 40 tuổi bản thân hắn có thể chịu đựng được không. Trái tim Đường Mộc Tuyết rộn ràng không ngừng đập mạnh, cô vô thức nhắm chặt đôi mắt, chỉ sợ Dương Tiêu không nhịn được, động tay động chân với mình. Dương Tiêu mặc dù nhiệt huyết sôi trào, nhưng định lực của hắn rất tốt, kiên cường nhẫn nhịn đến khi tiếng rên trong phòng ngủ chính kết thúc. Đường Mộc Tuyết nhìn thấy Dương Tiêu không hề có ý đụng tay đụng chân với mình, trong lòng mỉm cười vui vẻ, cô biết rằng Dương Tiêu vĩnh viễn sẽ không khiến cho thất vọng, từ trước đến nay luôn tôn trọng cô. Đường Mộc Tuyết quả thật mệt mỏi đến không chịu đựng được, chưa được bao lâu liền thiếp đi. Dương Tiêu nhìn người đẹp ngủ say Đường Mộc Tuyết, không kìm chế được nuốt nước bọt. Đêm nay, Dương Tiêu chỉ có thể khó khăn trải qua. 5 giờ 30 phút, trời vẫn còn nhá nhem tối, Dương Tiêu liền bật dậy đi tắm nước lạnh, nếu không, hắn thật sự không chịu đựng nổi. Sau đó, Dương Tiêu bước ra ngoài chuẩn bị đến chợ rau mua thức ăn làm bữa sáng, trước khi rời đi Triệu Cầm còn đặc biệt dặn dò không cần mua thức ăn buổi trưa, vì buổi trưa mọi người sẽ đến khách sạn cùng nhau ăn trưa. Sau khi ăn sáng xong, Đường Kiến Quốc nói, Cầm Cầm, không thì tôi lái xe đi đón bọn họ. Triệu Cầm dứt khoát từ chối, không được, ông cũng không nhìn xem quần áo ông đang mặc trên người quê mùa như thế nào, chúng ta hiện tại là người nhà hào môn giàu có, làm sao có thể mặc quần áo rách nát. Đi, sáng nay tôi sẽ mua cho ông vài bộ quần áo, Dương Tiêu tên phế vật nhà cậu ở nhà dọn dẹp vệ sinh, nhất định không còn một hạt bụi nào, nếu không chờ bà đây quay về phát hiện ra có chỗ nào không sạch sẽ, thì cậu cứ chờ ăn tát đi. Con biết rồi, Dương Tiêu lạnh nhạt trả lời một tiếng. Sau khi tiễn Đường Mộc Tuyết đến công ty, Dương Tiêu liền bắt tay dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, khoảng 9 giờ 30 phút Dương Tiêu liền xuất phát đến trạm xe lửa đón người. Không bao lâu sau, cả nhà em gái Triệu Cầm, cả Đường Phong Trần mệt mỏi vừa xuống xe lửa liền nhìn thấy Dương Tiêu. Dương Tiêu tỉ mỉ quan sát dì nhỏ Triệu Cầm, quần áo cũng không được tươm tắt cho lắm, đặc biệt chính là cách mặc quần áo của người thanh niên càng khiến cho Dương Tiêu dở khóc dở cười. Chỉ thấy đôi giày người thanh niên kia đang mang chính là một đôi giày nhái hiệu Nike, quần là chiếc quần nhái hãng Adidas, trên người thì mặc một chiếc áo phông trị giá vài chục nhân dân tệ đã qua tái chế, tóc nhuộm vàng, tai bám lỗ tai, có chút không ra làm sao. Nhìn thấy Dương Tiêu không ngừng soi mói mình, người thanh niên kia liếc mắt nhìn Dương Tiêu khinh thường, anh chính là tên phế vật Dương Tiêu. Nhìn cái gì mà nhìn, có biết rằng, một thân quần áo này của tôi toàn bộ đều là hàng hiệu, trị giá đến mấy ngàn nhân dân tệ đó. Người thanh niên này tên Tôn Bằng, cũng là con trai độc nhất của nhà dì nhỏ Đường Mộc Tuyết. Dì nhỏ của Đường Mộc Tuyết tên là Triệu Liên, dượng nhỏ tên là Tôn Phú Quý. Triệu Liên cười khinh thường một tiếng, thứ mắt cháu nhìn người thấp, đừng cho rằng cậu ở rể Đường ra thì có thể trong mắt trong chứa ai, cậu phải biết rằng, cậu chỉ là một tên ăn bám mà thôi. Đối với lời mắng nhiếc của Triệu Liên, sắc mặt Dương Tiêu căng cứng. Bản thân mình vẫn chưa nói bất cứ điều gì, như thế nào lại trở thành mắt chó nhìn người thấp rồi. Người nhà bọn họ, thật không biết là thứ kỳ lạ hay là lòng tự tôn quá cao. Đột nhiên, Tôn Bằng nhìn thấy chiếc xe Maserati giống như nhìn thấy mỹ nữ, vô cùng kích động nói, "Âu oa, vậy mà lại là xe Maserati, quả thật chính là siêu xe, ít nhất cũng phải đến vài chục ngàn nhân dân tệ." Nhìn thấy thật sự là hãng Maserati, ánh mắt Triệu Liên cùng Tôn Phú Quý đều không ngừng điên cuồng.
bọn họ như thế nào lại không nghĩ đến việc lái siêu xe chứ? Tôn Bằng cười nham hiểm một tiếng, đột nhiên chỉ thị Dương Tiêu nói, tên phế vật kia, nhanh chóng leo xuống xe cho tôi muốn lái siêu xe. Nhanh lên, còn chậm chạp, có tin ông đây đâm một phát chết tươi không? Nhìn thấy tên Tôn Bằng kia hung hách như vậy, Dương Tiêu đối với cả nhà bọn họ triệt để cạn lời. Chiếc xe Maserati này là hắn đặc biệt mua cho Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu không hề hy vọng sẽ có người khác chạm đến, nếu như có người chạm đến, trong lòng Dương Tiêu sẽ vô cùng khó chịu. Mặc dù chiếc xe này đối với Dương Tiêu mà nói, không hề có giá trị bao nhiêu, nhưng chiếc xe Maserati này là món quà đầu tiên hắn chính thức tặng cho Đường Mộc Tuyết, hắn thật không muốn món quà đầu tiên tặng cho cô xảy ra bất kỳ tổn thất nào. Tôn Phú Quý nhìn Dương Tiêu vẫn chưa bước xuống xe, tức giận quát lên, như thế nào? Trong lỗ tai của cậu có nhét lông lừa sao? Con trai của tôi muốn lái xe thì như thế nào? Cậu không phục sao? Đúng vậy, nếu không bỏ xuống, ông đây đánh gãy chân cậu. Tôn Bằng khinh thường nói. Từ khi bắt đầu đến nay, người nhà bọn họ chưa từng đem Dương Tiêu đặt vào mắt. Trước khi đến đây, bọn họ sớm đã nghe ngóng, tên Dương Tiêu này chỉ là một tên vô dụng, bất kể đánh mắng, không có chút tiền đồ nào. Triệu Liên cười lạnh một tiếng, tiểu tử, còn không bò xuống xe, cậu có tin tôi lập tức gọi điện thoại cho cháu gái không? Cháu gái trong lời nói của Triệu Liên tất nhiên chính là Đường Mộc Tuyết, Đường Mộc Tuyết lúc này đang làm việc, nếu như Triệu Cầm lúc này gọi điện thoại đến cho Đường Mộc Tuyết, nhất định sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô ấy. Đường Mộc Tuyết cũng chỉ nghỉ ngơi được vài tiếng đồng hồ, Dương Tiêu không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà làm ảnh hưởng đến Đường Mộc Tuyết. Đợi lát nữa lái xe chậm một chút, Dương Tiêu nhắc nhở nói. Nhìn thấy Dương Tiêu đã bước xuống xe, Tôn Bằng nhanh như tên bắn lao về phía chiếc xe Maserati, sau đó khinh thường nói, phế vật chính là phế vật, chửi mắng anh hai câu thì thật sự liền bước xuống xe, đúng là thứ vô dụng. Tôn Phú Quý cùng Triệu Liên nhìn thấy Dương Tiêu thật sự bước xuống xe, cả hai đều cười lạnh không ngừng. Con trai, mẹ muốn ngồi siêu xe. Triệu Liên lập tức bước lên ngồi trên ghế lái phụ, vội vàng liên tục chụp vài tấm hình gửi vào vòng bạn bè. Dương Tiêu càng cạn lời, người nhà Triệu gia như thế nào lại có đức tính này? Trước đây Triệu Cầm cũng như vậy, chỉ cần gặp phải đồ đạc quý giá chuyện đầu tiên làm chính là đăng vào vòng bạn bè, chuyện này có cần phải ham hư vinh đến vậy không? Tôn Phú Quý cũng muốn ngồi vào ghế lái phụ, nhưng ông ta sợ Triệu Cầm hung dữ với mình, chỉ đành thành thật ngồi vào băng ghế sau. Lần mò trong túi áo, Tôn Phú Quý lấy ra một bao thuốc lá hồng kỳ cử chỉ có 5 đồng bắt đầu châm thuốc hút, phun thuốc phì phèo. Dương Tiêu nhíu mày nói, dượng này, trong xe hạn chế đừng nên hút thuốc. Đường Mộc Tuyết không thích ngửi phải mùi thuốc, Dương Tiêu mỗi lần hút thuốc đều đứng hút bên ngoài, sau khi về nhà liền đánh răng, tránh cho mùi thuốc làm ảnh hưởng đến cô. Người đàn ông Tôn Phú Quý này ở trong xe hút thuốc, nếu như để Đường Mộc Tuyết ngửi thấy mùi thuốc lá, cô nhất định sẽ cảm thấy phản cảm. Cùng Đường Mộc Tuyết ở bên nhau 5 năm, Dương Tiêu vô cùng rõ ràng Đường Mộc Tuyết bị dị ứng với khói thuốc lá. Phì, muốn kiếm chuyện đúng không? Cậu có tư cách nói chuyện ở đây sao? Tôn Phú Quý tức giận nói với Dương Tiêu. Triệu Liên cười lạnh một tiếng, làm như đây là xe của cậu vậy, lo nhiều chuyện chết càng sớm, có biết hay không? Dương Tiêu triệt để cạn lời, người một nhà bọn họ thật sự không phải là kiêu căng hồng hách bình thường. Mặc dù người từ xa đến là khách, Dương Tiêu cũng không muốn bọn họ quá khó coi, hắn liếc mắt nhìn Tôn Bằng cùng Triệu Liên một ánh mắt nhắc nhở, sau đó nói, trước khi lái xe các người vui lòng thắt dây an toàn. Ngậm miệng lại cho tôi tên phế vật kia, tôi mẹ nó còn cần cậu nhắc nhở hay sao? Ông đây không thắt dây an toàn thì như thế nào? Tôi hôm nay không thắt dây an toàn ai có thể làm được gì tôi? Tôn Bằng khi nghe thấy giọng nói của Dương Tiêu, vô cùng phẫn nộ, tức giận hét lên. Triệu Liên cũng phẫn nộ nói, phế vật, cậu hiện tại tốt nhất ngoan ngoãn ngậm miệng lại cho tôi, còn phí lời bà đây tát anh nát mặt. Hoảng loạn, Dương Tiêu thật sự hoảng loạn. Không uống là người cùng một gia tộc với Triệu Cầm, bản chất cùng tính cách thật sự giống nhau như đúc. Tục ngữ nói đúng, không phải là người một nhà, không vào chung cửa, câu nói này quả thật không siêu. Tôn Bằng vô cùng kích động, đạp mạnh vào chân ga sau đó phóng đi, Triệu Liên cảm thán nói, siêu xe chính là ngồi thoải mái như vậy. Cả nhà ba người không ngừng bình luận về chiếc xe Maserati này có bao nhiêu tốt, càng nói càng hài lòng, giống như chiếc xe này thật sự là của nhà bọn họ vậy. Dương Tiêu trong suốt quá trình không nói chuyện, mặc kệ nhà bọn họ bình luận bàn tán. Không tốt, phía trước có cảnh sát, sắc mặt Tôn Bằng đột nhiên thay đổi. Sắc mặt Triệu Liên cũng thay đổi, vội vàng nói,
nhanh, mau thắt dây an toàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai người gần như lấy tốc độ nhanh như chớp, nhanh chóng thắt dây an toàn, khóe môi Dương Tiêu không nhịn được co rút một trận. Các người vừa rồi không phải rất hống hách hay sao? Không phải từng câu từng chữ đều nói rằng không thắt dây an toàn sao? Trước mắt nhìn thấy cảnh sát giao thông, hiện tại mới học cách làm người sao? Vừa đi ngang qua một ngã tư, Tôn Bằng mặt mày hớn hở. Nói, nhưng hắn ta lại quên mắt đèn xanh đèn đỏ, nhất thời chạy vượt qua. Sắc mặt Tôn Phú Quý điên cuồng gấp gáp hét lên, con trai, nhanh thắng xe. Khoảng cách gần như vậy, Tôn Bằng cũng là lần đầu tiên lái loại xe tự động như vậy, Tôn Bằng nhất thời ngây người, vô thức đạp chân tăng tốc, xông lên phía trước. Dương Tiêu ngồi ở băng ghế phía sau, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp nữa rồi. Dầm! Trong giây phút đó, chiếc xe Maserati như hóa thành một đạo hư ảnh hung hãn tông thẳng vào chiếc xe Rolls Royce Phantom trước mặt. Chiếc xe Rolls Royce Phantom bị đụng nghiêm trọng, ngay tại hiện trường liên tục lăn vài vòng, người trong xe bị tông phải cũng không nhẹ. Giây phút đó, chiếc xe Maserati đã thăng lại trên đường. Đầu óc Tôn Bằng hóa thành một khoảng trống, hắn hoảng hốt nói, tiêu tùng rồi, con đụng chúng người rồi, con đụng phải người khác rồi, lát nữa nhất định chết chắc. Xí rồi, Rolls Royce Phantom sao, chiếc xe này nhất định phải ít nhất mấy chục triệu nhân dân tệ một chiếc. Tôn Phú Quý nhìn logo chiếc xe phía trước, khiếp sợ nói. Cái gì, hãng xe Rolls Royce Phantom? Có thể lái loại siêu xe như thế này, chắc chắn chính là nhân vật lớn, Tôn Bằng càng khiếp sợ hơn. Chẳng lẽ bản thân chỉ vừa đến thành phố Trung Nguyên, liền đắc tội phải nhân vật lớn nào ở đây sao? Bọn họ chỉ là những người dân quê đến từ một huyện nhỏ tuyến 18 ở vùng ven Hà Nam mà thôi, làm sao có thể đắc tội được với nhân vật lớn nào chứ? Nếu như bị người khác điều tra ra được, người ta không phải muốn lột da hắn ra hay sao? Điều quan trọng nhất chính là, Tôn Bằng không có bằng lái xe, hắn bình thường ở nhà cũng chỉ lái xe máy cày, nếu lái xe trên đường thật sự không ổn. Triệu Liên há hốc mồm nói, hơn mấy chục triệu nhân dân tệ. Đây nhất định là xe tư nhân của nhân vật lớn nào đó. Loại người này chúng ta không đắc tội được đâu, hơn nữa bằng còn không có bằng lái xe, tiêu rồi, cả nhà chúng ta đều tiêu đời rồi. Con trai, nhanh chạy đi, Tôn Phú Quý lập tức nói. Dương Tiêu nhất thời hoảng loạn. Đụng trước người khác còn muốn chạy trốn, không lẽ người nhà bọn họ thật sự không biết hậu quả hay sao? Dương Tiêu muốn ngăn cản Tôn Bằng, nhưng Tôn Bằng hiện tại đã khiếp sợ, chỉ biết không ngừng tăng tốc, nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường vụ án. Dựa theo vị trí Triệu Cầm đã gửi trước đây, chiếc xe Maserati tăng tốc chạy đến khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh. Ba người bọn họ vẫn chưa định thần hồn lại, sau khi chạy trốn vào khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh, ánh mắt Tôn Bằng có chút ngây dại, ba, mẹ. Làm sao bây giờ? Như thế nào bây giờ? Con đụng trúng người rồi. Lỡ đâu người trong xe không may chết đi, con không phải ăn cơm tù cả đời hay sao? Con không muốn ngồi tù, con thật sự không muốn ngồi tù. Triệu Liên cùng Tôn Phú Quý đối mắt nhìn nhau, sau đó lại liếc mắt nhìn sang Dương Tiêu, thống nhất gật đầu. Không sao con trai, tội danh này sẽ có người thay con gánh lây. Tôn Phú Quý an ủi nói. Có người thay con gánh tội sao? Tốt quá. Thật sự quá tốt rồi, Tôn Bằng nhất thời không còn cảm thấy căng thẳng, liền chạy xe tiến vào biệt thự trung tâm trên hòn đảo nhỏ. Chính vào giây phút này, Triệu Cầm đã đứng sẵn trước cửa biệt thự nghênh đón cả nhà Triệu Liên. Có điều, khi chiếc xe Maserati bước vào bên trong nội khu, sắc mặt Triệu Cầm lập tức căng cứng, bà nhìn thấy rõ ràng đầu xe phía trước của chiếc xe Maserati đã bị đụng nát, một chiếc đèn xe cũng bị lõm vào bên trong. Chuyện này là như thế nào? Triệu Cầm cả đầu đầy dấu chấm hỏi. Tôn Phú Quý lập tức bước, xuống xe, tức giận nói, chị vợ này, chị không biết tên Dương Tiêu này quá đáng đến mức nào đâu, hắn ta vậy mà lại lái xe đụng trúng người khác còn chạy trốn. Đúng vậy, chị gái, tên phế vật này đụng trúng người khác không nói, còn muốn chạy trốn, còn muốn vụ oan giá họa cho bằng, chị nói tên phế vật này có đáng ghét hay không? Triệu Liên cũng tức giận nói. Dương Tiêu vừa bước xuống xe. Liền nghe thấy những lời này của hai người bọn họ, toàn thân nhất thời hóa đá. Những người trong gia đình này vậy mà lại vụ oan giá họa bản thân hắn lái xe đụng trúng người. Thật sự chưa từng thấy loại người vô liêm sỉ như vậy. Tôn Bằng trong lòng vui mừng không thôi, chỉ cần đem bát nước bản này đổ lên người Dương Tiêu, như vậy chuyện này tuyệt đối không còn chút liên quan gì đến bản thân. Đúng vậy đó gì,
chính là do tên phế vật này đụng trúng người khác, may mắn cháu đem xe cướp lại, nếu không không biết tên phế vật này còn đụng trúng ai khác nữa không. Còn có, tên phế vật này vừa rồi đụng phải chiếc xe Rolls Royce Phantom, giá trị lên đến 10 triệu nhân dân tệ. Tôn Bằng nhắn mạnh nói. Đúng đúng đúng, Tôn Phú Quý cùng Triệu Liên liên tục gật đầu. Giống như chuyện này không hề có chút liên quan gì đến bọn họ, tất cả đều do Dương Tiêu gây ra. Nghe đến đây, Triệu Cầm tức đến mức thất khiếu bốc khói, bà tức giận nứt mắt, chỉ sang Dương Tiêu nói. Được lắm, tên phế vật Dương Tiêu này, bà đây kêu cậu đi đón người, cậu vậy mà lại gây ra tai nạn xe, đem người đụng trúng, còn là chiếc siêu xe đắt như vậy, cậu có đền nổi không? Còn gây chuyện chạy trốn, cậu tiêu đời rồi. Chính vào giây phút này, Triệu Cầm hận không thể một đao chém chết Dương Tiêu gây chuyện chạy trốn, giống như cố ý khiến cho bà mất mặt trước mặt người nhà em gái của bà. Cậu chết chắc rồi, đợi lát nữa cứ chờ người đến tìm cậu gây rắc rồi đi. Chúng tôi không trả giá vì đồ ngốc như cậu đâu, đợi lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại đến cho Mộc Tuyết. Ly hôn, hôm nay nhất định phải ly hôn. Triệu Cầm thật sự căm hận Dương Tiêu. Vậy mà lại đụng phải chiếc xe trị giá hơn 10 triệu nhân dân tệ, dù có đem bà bán đi cũng không đủ tiền đền. Dương Tiêu nhíu mày nói, mẹ, con không có gây chuyện rồi chạy trốn, người gây chuyện chạy trốn chính là bọn họ. Tôn Phú Quý gấp gáp tố cáo, thả dám. Rõ ràng chính là cậu gây chuyện bỏ chôn, người một nhà ba người chúng tôi còn có thể vu oan cho cậu hay sao? Đúng vậy, chị gái, tên phế vật này thật sự quá đáng ghét, nếu em là chị, em sớm đã một chân đá thứ chướng mắt này ra khỏi cửa. Cả khuôn mặt Triệu Liên lạnh lẽo nói. Tôn Bằng xắn tay áo lên, nhìn Triệu Cầm nói, dì à, không bằng cháu giúp dì giáo huấn tên phế vật này một trận. Chính vào ngay lúc này, Đường Kiến Quốc từ bên ngoài khu biệt thự cũng bước đến. Nhìn thấy đầu chiếc xe Maserati bị đụng nát, sắc mặt ông lập tức đông cứng. Sau khi biết được chuyện Dương Tiêu gây chuyện bỏ trốn, Đường Kiến Quốc liền tung chân đá lên người Dương Tiêu. Được lắm, cái thứ đồ vô dụng nhà anh, gây chuyện còn bỏ trốn. Có bản lĩnh rồi đúng không? Kêu cậu đi rước người vậy mà còn gây ra tai nạn xe, sớm biết như vậy, tôi đã không để cậu đi rồi. Đá chết hắn, đem tên phế vật này đá chết đi. Tôn Bằng sắc mặt nham hiểm lên tiếng. Sau khi bị Đường Kiến Quốc đá lên người, Dương Tiêu nắm chặt nắm đấm, trong lòng có gắng kiềm chế lửa giận. Rõ ràng bản thân không phải là người gây chuyện bỏ trốn, dựa vào cái gì để tô nước bẩn đổ lên người mình chứ? Dựa vào điều gì khiến bản thân phải gánh tội thay cho người khác chứ? Không lẽ bản thân trong lòng Triệu Cầm cùng Đường Kiến Quốc không có một chút tín nhiệm nào hay sao? Đường Kiến Quốc chỉ thẳng vào mũi Dương Tiêu tức giận nói, tôi nói cho cậu biết, đợi lát nữa có người tìm đến tận cửa, không ai đứng ra giải quyết hậu quả cho cậu đâu, cậu cứ chờ mà ngồi tù đi. Năm đó, Đường Kiến Quốc lái xe đụng người, chuyện này khiến cho trong lòng Đường Kiến Quốc vẫn luôn cảm thấy sợ hãi. Hiện tại sau khi biết được Dương Tiêu lái xe đụng trúng người, còn gây chuyện chạy trốn, chuyện này khiến cho Đường Kiến Quốc tức giận vô cùng. Nhìn Dương Tiêu bị giáo huấn, cả nhà Tôn Bằng đều vui đến mức nở hoa. Triệu Liên cùng Tôn Phú Quý liếc mắt nhìn nhau, từ ánh mắt của đối phương có thể nhận ra được ý cười đắc ý âm mưu đã thành. Phê vật chính là phê vật, chỉ bị đá một cú liên không dám lên tiếng, thật sự là vô dụng. Nếu đã như vậy, vậy thì tên phế vật cậu cứ ngồi tù thay cho con trai chúng tôi vậy. Con đã nói rằng con không hề gây chuyện bỏ trốn, xe cũng không phải do con lái, là do Tôn Bằng lái xe. Dương Tiêu lại một lần nữa lặp lại. Nghe thấy Dương Tiêu vẫn còn đang ngụy biện, Đường Kiến Quốc tức đến mức không nói nên lời, phế vật, sự việc đã đến nước này cậu vẫn còn ngụy biện sao? Trong lòng Triệu Cầm cùng Đường Kiến Quốc, Dương Tiêu không có bất cứ thứ gì, bọn họ thà lựa chọn tin tưởng cả nhà Tôn Bằng cũng không lựa chọn tin tưởng Dương Tiêu. Trong lòng Dương Tiêu không ngừng cảm thán, hắn không thể lên tiếng, phải giữ im lặng. Chính vào giây phút này, Dương Tiêu xem như đã nhận ra được. Triệu Cầm cùng Đường Kiến Quốc từ đầu đến cuối đều không hề tin tưởng bản thân hắn ở căn nhà này chính là dư thừa. Lúc ban đầu, Dương Tiêu còn cho rằng bản thân hắn trong lòng Triệu Cầm cùng Đường Kiến Quốc còn có chút địa vị, nhưng hiện tại xem ra, cũng do bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi. Xét cho cùng, Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm là bố mẹ ruột của Đường Mộc Tuyết, cho dù Triệu Cầm hung hăng, cho dù Đường Kiến Quốc đá anh cũng không đáp trả. Vì anh yêu Đường Mộc Tuyết, nên đương nhiên sẽ chấp nhận mọi khuyết điểm xung quanh Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu không tức giận, nở nụ cười gượng gạo, trong lòng cảm thấy có chút mất mát. Anh đã quen với cách đối xử bất công như vậy từ lâu rồi,
trước đây Triệu Cầm dùng cán lăn để đuổi anh, Dương Tiêu chưa bao giờ phản kháng, bởi vì Triệu Cầm là mẹ ruột của Đường Mộc Tuyết, anh phải kính trọng trưởng bối. Phế vật đúng là phế vật, Tôn Bân chế nhạo. Cả Tôn Phú Quý và Triệu Liên đều cười nhạo, bọn họ biết Dương Tiêu sẽ phải nhận bát nước bẩn này. Dương Tiêu thở dài, dù sao nhà Triệu Liên này cũng là họ hàng thân thích của Đường Mộc Tuyết, nếu anh phát điên lên thì sợ rằng Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc sẽ càng tức giận. Không cần thiết phải tức giận với một người như vậy, một chút cũng không cần thiết. Khiển trách Dương Tiêu xong, Triệu Cầm cố gắng kéo một nụ cười trên mặt, em gái, em rẻ, bằng bằng đừng so đo với loại phế vật này. Loại người này sống chỉ lãng phí không khí, chết cũng chỉ lãng phí đất đai. Ngồi 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 đi, vào trong ngồi. Ba người bọn họ đã nóng lòng muốn vào biệt thự lớn từ lâu. Nghe xong lời nói của Triệu Cầm, ba người hào hứng đồng ý tiền vào bên trong biệt thự lớn. Qua, nhìn thấy cách trang trí xa hoa trong biệt thự lớn, cả ba người đều ngắn ra. Bọn họ có thể thề rằng sau khi sống cả đời như vậy, họ chưa bao giờ nhìn thấy một thứ đồ vật trang trí nào xa hoa hơn thế này. Đại sảnh nguy nga không kém đại điện hoàng cung, đây đâu phải biệt thự đâu, đây đơn giản là chốn tiên cảnh trên trần gian. Nhìn ba người sửng sốt, trong lòng Triệu Cầm vô cùng thỏa mãn. Ba người sửng sốt hồi lâu mới có phản ứng, Triệu Liên nhìn về phía Triệu Cầm nói, chị, trang trí như này ít nhất cũng phải tốn nhiều tiền đúng không? Ha, không đáng bao nhiêu, chỉ mấy chục triệu, dưới 100 triệu NDT. Triệu Cầm giả vờ cho rằng 100 triệu NDT là số tiền nhỏ. Tôn Hữu Bằng sửng sốt nói, 100 triệu, vậy là bao nhiêu, có phải phòng ở của chúng ta còn chưa đến không? Bọn họ đến từ tuyến 18 của vùng nông thôn, một tòa nhà nhỏ 2 tầng được xây dựng trong nhà của họ, được trang trí đơn giản. So sánh với biệt thự lớn này, tòa nhà nhỏ của bọn họ chỉ đơn giản là một cái chuồng chó, hoàn toàn không thể so sánh được. Nghĩ đến cuộc sống của chị gái tốt hơn mình nhiều như vậy, Triệu Liên tức giận giẫm lên chân Tôn Phú Quý, nhìn gia đình chị gái sống như thế nào, lại nhìn gia đình chúng ta sống như thế nào, gả cho ông, tôi thật sự mắt khô máu tám đời. Hồi đó tôi nên nghe lời chị gái, đến thành phố lớn phát triển. Nhìn mọi thứ tráng lệ trước mặt, Triệu Liên không khỏi tiếc nuối. Nhà họ Triệu tuy đông người nhưng đều là nông dân, Triệu Liên nghỉ học sớm, kết hôn với Tôn Phú Quý. Vào thời của họ, đàn ông có thể kiếm được hơn 100 nhân dân tệ mỗi ngày bằng nghề thủ công của họ, điều này đã rất tốt ở vùng nông thôn cách đây 20 năm. Tôn Phú Quý cũng là người đầu tiên xây dựng một tòa nhà nhỏ 2 tầng trong làng, khi đó, Triệu Liên gả cho Tôn Phú Quý đã có nhiều người ghen tị, trong đó có Triệu Cảm. 20 năm trước, có khả năng xây dựng một tòa nhà nhỏ 2 tầng trong làng là một điều rất tốt. Hiện tại so với chị gái Triệu Cầm, Triệu Liên chỉ cảm thấy cả đời này bà ta đã sống như một con chó. Khụ khụ, Tôn Phú Quý cười gượng cũng không dám nói. Triệu Cảm giả bộ rất hào phóng nói, chà, đều là người một nhà, em muốn ở đây bao lâu thì ở bấy nhiêu đó, không cần phải khách sáo. Nhìn em gái kém cỏi hơn mình, rồi lại nhìn đến tài đức của Tôn Phú Quý và Tôn Bằng. Lòng Triệu Cầm sảng khoái đến tận trên trời. Ai bảo hồi đó các người dửng dưng với tôi, bây giờ tôi khiến các người muốn trèo cao cũng không được. Không ở trước mặt tôi cứng như sắt nữa à? Tuy nhiên, những điều khiến Triệu Liên suy sụp mới dần dần bắt đầu. Khi nghe những gì Triệu Cầm nói, Triệu Liên càng cảm thấy chua xót hơn, nhà bọn có 2 người là bà ta và Triệu Cầm là chị cả còn bà ta là em. Triệu Liên có tính cách nổi loạn từ khi còn nhỏ, nhưng vẻ đẹp của cuộc sống đột nhiên bị Tôn Phú Quý mê hoặc. Trong những năm đầu Tôn Phú Quý là một nhà thầu, ông ta đã có thể làm công việc kỹ thuật trên các công trường xây dựng, thu nhập của ông ta là đỉnh cao trong thị trấn tuyến 18 của họ. Mặc dù Tôn Phú Quý không đẹp trai, hơn bà ta nhiều tuổi, nhưng Triệu Liên đã chọn kết hôn với Tôn Phú Quý chỉ vì cao hơn một bậc, bỏ xa chị gái Triệu Cầm cách 18 con phó. Không thể không nói Triệu Cầm và Triệu Liên đều là người kiêu căng ngạo mạn, mới 1 tuổi rưỡi đã đánh nhau. Đánh tới đánh lui từ khi còn nhỏ. Triệu Liên kết hôn với Tôn Phú Quý, Triệu Cầm không phục đi đến tỉnh Trung Nguyên, muốn tìm một tương lai tốt hơn, gả cho một gia đình giàu có và trở thành một người vợ giàu có. Về gen của nhà họ Triệu, phải công nhận rằng phụ nữ nhà họ Triệu ngoài tính cách và các yếu tố khác, ngoại hình của mỗi người phụ nữ có thể đạt từ 80 điểm trở lên. Triệu Cầm trẻ trung và xinh đẹp đã thu hút được Đường Kiến Quốc ngay khi bà ta đến thành phố Trung Nguyên, dưới sự dỗ dành của Đường Kiến Quốc. Triệu Cầm đã lên giường với Đường Kiến Quốc, không lâu sau thì có Đường Mộc Tuyết. Khi đó Triệu Cầm chỉ cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời,
Đường Kiến Quốc có xuất thân không tồi, còn có cả tài năng, có thể so sánh với em gái, cũng đủ để so sánh tất cả con cháu của nhà họ Triệu. Sau đó, Triệu Cầm biết được địa vị của Đường Kiến Quốc ở trong nhà họ Đường không cao, phần lớn sự thành thục và nho nhã trước đây của ông ta đều là giả vờ. Mặc dù hơi đáng tiếc nhưng thu nhập của Đường Kiến Quốc vẫn ổn định, sống trong một tiểu khu mới được xây dựng ở Trung Nguyên. Ai biết được, vừa mới vài năm trước, Đường Kiến Quốc xảy ra tai nạn xe cộ, cả nhà lâm vào cảnh khốn cùng, Triệu Cầm hoàn toàn bị coi là trò cười trong mắt người nhà họ Triệu. Đường Kiến Quốc biết Triệu Cầm đã giữ lửa trong bụng bao năm qua, ông ta đồng ý, phải đấy phải đấy. Thiềm khi các người mới tới đây một lần, ở lại lâu hơn một chút, vui chơi ở thành phố Trung Nguyên, thưởng thức phong cảnh của Trung Nguyên. Đúng, đúng, anh Dễ nói đúng. Trong lòng Tôn Phú Quý cảm thấy áy náy. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng Triệu Cầm giả vờ sống trong biệt thự, nhưng không ngờ tất cả đều là sự thật. Triệu Liên nhìn chằm chằm Tôn Phú Quý hận không thể rèn thép thành sắt, nhìn anh Dễ xem, rồi nhìn lại ông, không có cái gì tốt cả. Tôi nói với ông, không biết những tháng ngày còn lại trong cuộc đời tôi có thể sống ở một nơi như này không? Trong những năm đầu, ngành xây dựng mang lại rất nhiều lợi nhuận, Tôn Phú Quý đã kiếm được rất nhiều tiền. Ngành công nghiệp này hoạt động ì ạch trong gần 2 năm qua, Tôn Phú Quý tin tưởng vào người khác, bị lừa một số tiền lớn. Sau 2 năm tạm hoãn, cuộc sống của gia đình họ khá hơn, nhưng họ vẫn chưa thể mua được một căn nhà ở trong thành phố. Phú Quý là người làm chuyện lớn, sau này chắc chắn sẽ khiến người khác lau mắt mà nhìn. Nghe được lời nói của Triệu Liên, Đường Kiến Quốc cũng rất đắc ý. Ngồi trên một biệt thự lớn như vậy, sau này ông ta sẽ lưu lại thể diện trước mặt nhà họ Triệu. Má ấy năm nay vì vụ tai nạn xe cộ, Đường Kiến Quốc cũng bị người nhà họ Triệu coi thường, người nhà họ Triệu đánh giá ông ta gần như có thể so sánh với đồ phế vật Dương Tiêu. Nhìn thấy nhà chị gái sống tốt như vậy, Triệu Liên có vô cản cảm xúc lẫn lộn. Bà ta nhìn Đường Kiến Quốc hỏi, anh rẻ, biệt thự này không rẻ phải không? Không đáng bao nhiêu tiền lắm, hòn đảo nhỏ này thuộc về chúng tôi, chỉ tính riêng chi phí đã gần 200 triệu NDI. Nếu bán đi, có thể tăng gấp đôi lần nữa, Đường Kiến Quốc đứng núi này trông núi nọ nói. Nhìn Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc tràn đầy phù phiếm, Dương Tiêu lắc đầu. Anh là một người quen thuộc với vấn đề này, người không biết sẽ cho rằng hai vợ chồng này thực sự mua được biệt thự này. Trời ạ, nếu gấp đôi là 400 triệu NDT, Triệu Liên kêu lên. Triệu Cầm liếc nhìn Dương Tiêu vừa vào đại sảnh, tức giận mắng, phế vật, mày còn lề mè làm gì? Mau đi rót trà sao sao sao? Ỏi Dương Tiêu lạnh lùng đáp, nhanh chóng pha trà. Triệu Cầm nói, nào nào nào, ngồi xuống trước đi. Ngồi trên ghế sofa, hai mắt Tôn Bân sáng lên, gì à? Cái sofa này quá mềm rồi. Cái ghế sofa này là nhãn hiệu gì vậy? Bằng bằng, đây là ghế sofa Robben, Triệu Cầm cao giọng nói. Ghế sofa Robben có danh tiếng rất cao ở châu Âu. Chức năng mạnh mẽ và hình thức kết hợp có thể thay đổi được là những đặc điểm chính của Rob, thiết kế của nó cũng được bảo tàng thiết kế New York sưu tầm. Vì vậy, đây là cơ hội tốt để Triệu Cầm thể hiện. Triệu Liên ngạc nhiên, chị, Mercedes-Benz không phải là xe sao? Chuyển sang làm sofa từ khi nào vậy? Tôn Bằng tức giận nói, mẹ. Mẹ không biết thì đừng nói nhảm. Sofa Robben là thương hiệu sofa số 1 thế giới, một bộ ít nhất cũng phải mấy trăm vạn. Cái gì, mấy trăm vạn, cả Triệu Liên và Tôn Phú Quý đều kinh ngạc. Nếu một bộ ghế sofa trị giá mấy trăm vạn, chẳng phải chỉ trang trí nội thất cho căn biệt thự này đã là vô giá hay sao? Triệu Cầm giả vờ như chẳng đáng là bao, chỉ mấy trăm vạn mà thôi. Tiền không phải vấn đề gì, cái chính là ngồi thoải mái. Dì oách ghê, Tôn Bằng rút ra một ngón tay cái, sau đó nhìn về phía trên bàn trà, lại kêu lên, dì, nếu cháu nhìn không nhầm, đây là một cái bàn trà liên bang đúng không? Là cái bàn trà liên bang có thương hiệu số 1 ở trong nước. Và chiếc bàn trà này vẫn là kiểu mới nhất, ít nhất phải trăm vạn, phải không? Triệu Cầm lại nói, trăm vạn mà thôi, bây giờ tạm thời chưa thấy cái bàn trà nào thích hợp, đợi khi nào thấy được bàn trà thích hợp thì sẽ ném cái này đi. Vẻ mặt của Dương Tiêu ở bên cạnh cực kỳ cứng nhắc, Triệu Cầm thật sự cho rằng bà ta đã trả tiền cho những thứ này. Uống trà, Đường Kiến Quốc cười nhẹ. Đúng lúc này, Tôn Bằng cầm một tách trà lên, tay không cầm vững liền làm rơi xuống sàn. Chén trà bị vỡ khiến một nhóm người có mặt tại phòng vô cùng ngạc nhiên. Nhìn ký hiệu trên tách trà, Tôn Bằng sửng sốt nói, gì? Gì, cái tách trà này khá đắt đúng không?
ít nhất cũng phải mấy chục vạn đúng không? Bằng bằng, gấp cái gì? Dì của con có tiền, mấy chục vạn tính là gì đâu, đúng không chị? Triệu Liên nhìn Triệu Cầm hỏi. Sắc mặt Triệu Cầm trở nên cứng ngắc, sau đó nói, đúng đúng, mấy chục vạn mà thôi, tính là gì đâu. Kỳ thật trong lòng Triệu Cầm đang rỉ máu, bà ta biết tách trà này do một vị đại sư ở châu Âu đánh bóng, trị giá 50 vạn. Tách trà quý giá 50 vạn bị vỡ nát như vậy, nếu không phải vì thể diện thì Triệu Cầm đã nổi điên. Nghe vậy, Triệu Liên bình tĩnh lại, nói, bằng bằng, mẹ đã nói rồi mà, dì của con có tiền, hỏng một cái là chuyện nhỏ thôi, chẳng may làm vỡ đồ, con xem, mẹ làm rơi một cái, đồ tốt có đôi. Bang! Ngay sau đó, dưới sự chú ý của mọi người, Triệu Liên đập mạnh tách trà quý xuống sàn, tách trà bị vỡ ngay. Chị, chẳng may làm vỡ đồ, đồ tốt thì có đôi, chị thấy chuyện này có ý tốt không? Triệu Liên nhìn Triệu Cầm hỏi. Triệu Cầm nắm chặt tay, trong mắt hiện lên một tia tơ máu. 100 vạn bị vỡ như vậy, mất hết 100 vạn. Tôn Bằng kinh ngạc hỏi, gì sao vậy? Chẳng lẽ gì đau lòng sao? Trường hợp này, chúng ta phải đền tiền sao? Bằng bằng, cháu nói gì vậy? Dì của cháu biết mọi người sẽ đến, bà ấy đã không ngủ ngon sau cơn phấn khích đêm qua. Đường Kiến Quốc làm giảm bầu không khí. Triệu Cầm vội vàng nói, đúng đúng đúng, dì vui vẻ, thất thần rồi, chẳng may làm vỡ, vỡ rất tốt, vỡ rất tốt. Triệu Cầm nhẫn nhịn cơn lửa giận trong lòng, vì thể diện, cái gì cũng là vì thể diện. Hôm nay vì thể diện, tôi Triệu Cầm sẽ nhịn. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Cầm có thể chịu đựng được, nhưng Dương Tiêu lại không thể bình tĩnh được. Hai tách trà này do nghệ nhân bậc thầy Master đeo người Ý làm ra. Giá thị trường là 50 vạn, hai cái cộng lại lên đến 100 vạn, hơn nữa nó còn có giá trị vô giá. Nếu làm vỡ chúng, thì không thể mua chúng tiếp nữa. Dương Tiêu thấp giọng nói. Cái gì, hai cái cộng lại 100 vạn. Nghe đến đây, cả ba người trong gia đình Tôn Bằng đều thay đổi sắc mặt, bọn họ không ngờ hai tách trà lại đắt đến vậy. 100 vạn đủ để bọn họ mua hai căn nhà ở thị trấn Tuyến 18. Triệu Liên khinh thường liếc nhìn Dương Tiêu nói, tôi và chị đang nói chuyện, ai mượn đồ phế vật mày xen vào, mày biết cái gì gọi là trên dưới không? Đúng vậy, gì, cần phải dọn dẹp thằng phế vật này rồi phải không? Tôn Bằng tức giận nói. Bọn họ làm vỡ hai tách trà thì làm sao? 100 vạn thì như thế nào? Vừa rồi không nghe Triệu Cầm nói sao? Cái bàn trà 100 vạn này còn chuẩn bị vứt đi để lấy cái mới, 100 vạn này không là gì đối với đám người Triệu Cầm. Triệu Cầm lập tức khiển trách, Dương Tiêu, mày là cái thá gì mà lên tiếng? Ai mượn mày xen vào? Chỗ này có chỗ cho mày xen vào à? Tao nói cho mày biết, khi Mộc Tuyết quay về tao sẽ bảo con bé ly hôn với mày ngay lập tức, nhìn thấy mày như nhìn thấy một con ruồi kinh tởm. Cút về phòng cho tao, không biết gì lại làm mất mặt. Đường Kiến Quốc cũng hung hăng khiển trách. Dương Tiêu không nói nên lời, bọn họ đã hoàn toàn bị đánh bại bởi sự vô liêm sỉ của Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc. Cái nhà này xứng đáng là người một nhà, tất cả đều ham mê phù phiếm không ngừng so sánh, nhìn Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc giả bộ ở đây, Dương Tiêu thật sự không nói nên lời. Vì tách trà bị vỡ, không còn cách nào nữa, Dương Tiêu không muốn tự tìm nhàm chán, bước về phòng. Vênh váo cái gì mà vênh váo, chỉ là cái đồ phế vật ăn bám nhà vợ mà thôi. Tôn Phú Quý khinh thường nói. Dương Tiêu không trở về phòng, anh đến trước cửa phòng, cầm chìa khóa đi ra khỏi biệt thự. Mặt trước xe Maserati bị va quẹt cần đến cửa hàng 4S sửa lại, cửa phòng phải đóng lại, nếu không thì không biết gia đình ba người như ăn cướp này sẽ làm nên con thiêu thân nào. Căn phòng thuộc về anh và Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu nhìn gia đình ba người họ đã chán ghét, huống chỉ là ba người này vào trong đó. Đường Kiến Quốc chế nhạo nói. Tôi đã chướng mắt cái thằng phế vật này từ lâu rồi. Nếu không phải mặt mũi của bà cụ nhà họ Đường thì tôi đã sớm để nó ly hôn với Mộc Tuyết. Đồ phế vật này chỉ biết làm xấu mặt gia đình chúng ta, lãng phí tuổi trẻ thanh xuân của Mộc Tuyết. Mọi người nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu đang rời đi, đều chế nhạo, đều khinh thường Dương Tiêu đến cực điểm. Sau khi nếm trà, Triệu Cầm hăng hái nói, đến đây, mọi người đi chọn phòng, ở cùng anh chị hai ngày này, cảm nhận không khí ở chỗ anh chị. Thế thì quá tốt rồi, cả ba người nhà Triệu Liên đều phấn khích. Bọn họ đã muốn chọn một căn phòng để tận hưởng cuộc sống của người có tiền từ lâu rồi. Nhìn thấy ba người đi chọn phòng, Triệu Cầm nhìn hai tách trà trên sàn, đau lòng nói, 100 vạn mất như thế, thật quá đáng. Đối với một người keo kiệt như Triệu Cầm,
hủy hoại tài sản chính là giết chết bà ta. Được rồi, cầm cầm, 100 vạn thì 100 vạn, về sau tuyên truyền thì sẽ có mặt mũi. Đường Kiến Quốc an ủi. Triệu Cầm gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy thôi, về phần thể diện, bà ta nhịn, để sau này khi trở về nhà họ Triệu, bà ta có thể đứng thẳng thắt lưng khiến ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ. Lúc này, Triệu Liên kêu lên, trời ạ, chị, phòng ngủ của chị sang trọng quá, tối nay bọn em ở phòng của chị, không có vấn đề gì chứ. Triệu Cầm sững sờ tại chỗ, Triệu Liên muốn ngủ ở phòng chính. Mặc dù bà ta nói để ba thành viên trong gia đình này tùy ý chọn, nhưng bà ta không nói sẽ cho bọn họ ở trong phòng ngủ chính của bà ta. Hơn nữa, bây giờ Triệu Cầm rất coi thường gia đình em gái mình. Trong mắt bà ta, em gái nhà mình này chỉ là con rùa vào. Thành phố, thân thể bản thiểu, nếu ở trong phòng mà làm bắn thì phải làm sao? Tôn Phú Quý liếc mắt nhìn phòng ngủ chính ông ta thích vô cùng, nhìn Triệu Cầm đang do dự, nghi ngờ nói, không phải hai người không nỡ chứ? Không ngờ hai người lại keo kiệt như vậy, chỉ ở một đêm cũng không cho, bỏ đi, bọn tôi không ở nữa, chúng ta đi tìm nhà trọ. Cầm cảm, mọi thứ đều là vì thể diện, Đường Kiến Quốc thấp giọng nói. Nhìn ba người một nhà này muốn đi, Triệu Cầm ngượng ngùng cười, sao lại không được ở? Chủ yếu là chị chưa thu dọn, sợ hai người chê bẩn. Chị nói cái gì vậy, không chê bẩn không chê bản đâu. Triệu Liên tỏ vẻ như âm mưu đã thành công. Không lâu sau, những chàng cảm thán lại vang lên. Chị, đây có phải là son thương hiệu lớn của Armani không? Đã vậy còn có hơn chục cái nữa. Em thấy màu đỏ cà chua này rất hợp với em, hay chị tặng em đi? Còn màu đỏ hồng này nữa. Chị, đây có phải túi Chanel không? Chị nhìn xem, em đeo rất hợp với khí chất của em, như được thiết kế riêng cho. Em vậy, chị, đây không phải là điều bất ngờ chị đặc biệt chuẩn bị cho em chứ? Vậy em sẽ không khách sáo nhận nói. Giờ phút này, ba người nhà Triệu Liên gần như là kẻ cướp chiếm đoạt đồ đạc của họ. Triệu Cầm như sắp nổ tung, vì thể diện, bà ta cố nặn ra một nụ cười, cho tất cả những đồ Triệu Liên để ý. Mà Tôn Bằng đi một vòng toàn bộ biệt thự, nhìn thấy Dương Tiêu khóa cửa phòng ngủ, Tôn Bằng đạp cửa khinh bỉ nói, mẹ kiếp, ai thèm ở trong chuồng heo của mày mà khóa cửa. Phi! Nói xong, Tôn Bằng khinh thường nhỏ nước bọt vào cửa. Dù sao thì đó cũng không phải đồ vật của nhà bọn họ. Ba người nhà này đang nghĩ đến việc phá hoại. Không lâu sau, một số thứ có giá trị đã bị một nhà ba người này phá hủy. Triệu Cầm không chịu được nữa, vội vàng nói, vậy, cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn cơm đi, tôi đã đặt khách sạn rồi. Là khách sạn 5 sao phải không? Tôn Bằng rất mong đợi. Triệu Cầm gật đầu, đúng, khách sạn 5 sao. Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm nhẫn nhịn không chửi bới. Đây đâu phải họ hàng thân thích đâu, rõ ràng là một nhóm cướp. Không lâu sau, mấy người đến khách sạn 5 sao sang trọng nhất gần đó. Để làm nổi bật sự vinh váo, tăng thể diện, hôm nay Triệu Cầm đã chảy máu rất nhiều, tối hôm qua bà ta đã lấy tất cả 40 vạn tiền gửi ngân hàng của Đường Mộc Tuyết. Xe hỏng không nghiêm trọng lắm, cửa hàng 4S có đầy đủ phụ kiện, không mất nhiều thời gian sửa chữa, Dương Tiêu vừa đưa Đường Mộc Tuyết đến khách sạn. Vừa nhìn thấy Đường Mộc Tuyết, hai mắt Tôn Bằng sáng lên, trong mắt hiện lên một tia khinh thường rồi biến mất. Chị họ, cuối cùng chị cũng đến, em nói cho chị biết, là Dương Tiêu đổ phế vật này đi đón bọn em, đụng phải xe của người ta. Tôn Bằng tố cáo. Đúng đúng đúng, tên này đụng xe người khác, còn muốn bôi nhọ Bằng Bằng. Triệu Liên phụ họa. Nhắc lại chuyện này Triệu Cầm còn tức giận nói, Mộc Tuyết, đợi ăn xong con đến cục dân chính ly hôn đi, nếu không ly hôn, mẹ sẽ bị tức chết khi nhìn thấy thằng phế vật này. Đường Mộc Tuyết kinh ngạc nhìn Dương Tiêu, xảy ra tai nạn xe cộ. Anh không bị thương chứ? Nghe thấy Đường Mộc Tuyết không tức giận mà quan tâm đến Dương Tiêu, mấy người tại hiện trường đều kinh ngạc. Không sao, Dương Tiêu cười dịu dàng. Đường Mộc Tuyết không hề tin Dương Tiêu sẽ đâm người khác, đối với người nhà Triệu Liên này Đường Mộc Tuyết cũng không phải không rõ, chắc trong đó có gian trá. Tôn Bằng ngắn người nói, chị họ, chị làm gì vậy? Thằng phế vật này đụng phải xe của người ta, còn chạy trốn. Chẳng lẽ chị không tức giận sao? Cậu chắc chắn là tôi gây ra tai nạn rồi bỏ trốn không? Sắc mặt Dương Tiêu âm trầm nhìn Tôn Bằng. Vừa nãy anh không định kể chuyện này, vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của Đường Mộc Tuyết, không ngờ bọn họ lại nhắc đến chuyện cũ, vậy nên Dương Tiêu sẽ nói ra. Tôn Phú Quý chế nhạo nói, phế vật, là mày gây tai nạn rồi bỏ trốn, mày còn mặt mũi chất vấn Bằng Bằng. Đúng vậy,
Tôn Bằng không ý thức được mình đã làm sai. Ông chủ, là thằng nhóc đó, chính là thằng nhóc đó, hôm nay vượt đèn đỏ tông vào tôi. Nếu không có túi khí an toàn, sợ là tôi phải vào bệnh viện rồi. Lúc này, một tài xế mặc một đồ vest bước vào khách sạn, tức giận chỉ vào Tôn Bằng. Nhìn thấy người lái xe mặc vest, người Tôn Bằng run lên, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Mí mắt của Tôn Phú Quý và Triệu Liên đều nhảy loạn, vợ chồng hai người bọn họ đều biết chủ nhân chiếc xe Rolls Royce tìm tới cửa, có lẽ sắp gặp phải đại họa. Tuy nhiên, Triệu Liên và Tôn Phú Quý nhìn nhau, nghiêm túc gật đầu một lần nữa, ánh mắt của bọn họ đều khóa chặt vào Dương Tiêu. Thời điểm nên đến sớm muộn gì cũng đến, dù sao có Dương Tiêu đội bát nước bản này, bọn họ cũng không sợ, cái gì. Đường Kiến Quốc nhìn tài xế đi tới cùng một người đàn ông to béo, ông ta chột dạ nói, cầm cầm, xem ra là chủ xe tìm tới cửa rồi. Vừa rồi bọn họ đều biết chiếc xe bị đụng trúng là Rolls Royce Phantom hàng nghìn vạn, không cần phải nói, chủ nhân của chiếc xe hạng sang có thân phận như vậy, bọn họ cũng không dám đắc tội loại người này. Đợi lát nữa không cần quan tâm đến thằng phế vật Dương Tiêu này, Mộc Tuyết, chiều nay đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn, thằng phế vật này là sao chổi của nhà chúng ta. Triệu Cầm trầm giọng nói. Cho đến bây giờ, Triệu Cầm vẫn tin chính Dương Tiêu đã gây tai nạn rồi bỏ trốn, bà ta không tin tất cả những điều này là do gia đình em gái bà ta làm. Đường Mộc Tuyết cau mày, cô biết mọi chuyện có thể không dễ dàng xử lý, đồng thời Đường Mộc Tuyết cũng tin Dương Tiêu không làm tất cả những chuyện này. Dựa vào sự hiểu biết của Đường Mộc Tuyết về Dương Tiêu luôn là một người có trách nhiệm, cho dù Dương Tiêu đụng phải người ta, Dương Tiêu cũng sẽ không thực hiện hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn. Triệu Liên nhìn chằm chằm Dương Tiêu, giễu cọt, phế vật, mày xong rồi, còn không mau đứng ra nhận lỗi với người ta. Đúng vậy, mày còn mặt mũi đứng đây, mau nhận lỗi với người ta đi. Tôn Bằng giả vờ bình tĩnh chỉ vào mũi Dương Tiêu quát lớn. Trên mặt Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm xuất hiện những vạch đen, bọn họ cho rằng Dương Tiêu gây tai nạn rồi bỏ trốn là làm mất mặt bọn họ. Chẳng mấy chốc, tài xế mặc vest liền cùng một người đàn ông to béo bụng phệ đi tới. Người đàn ông to béo kia không phải ai khác ngoài, mà là người đàn ông Kim mập mạp mấy ngày không gặp Kim Đại Trung. Kim Đại Trung đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Dương Tiêu, yo. Đây không phải là Dương lão đệ sao? Nhìn thấy đó là Kim Đại Trung, Dương Tiêu dở khóc dở cười, đều nói không phải là oan gia không gặp nhau, cho nên bây giờ chúng ta là oan rồ. Kim Đại Trung bật cười ha ha. Cách đây không lâu, anh ta biết chiếc xe của mình đã bị va chạm. Chiếc Maserati đã gây tai nạn rồi bỏ trốn, điều này khiến Kim Đại Trung tức giận. Vì vậy, Kim Đại Trung lập tức phái một lượng lớn quan hệ đến điều tra dấu vết của Maserati. Dù sao thì Kim Đại Trung cũng là một nhân vật có tiếng ở thành phố Trung Nguyên, nếu xe bị tông mà người bên kia còn bỏ chạy, chẳng phải anh ta sẽ trở thành trò cười cho những người khác sao? Người phải có chí vươn lên để không thua kém người khác. Hôm nay Kim Đại Trung nhất định phải tìm lại địa vị. Để cho hung thủ chạy trốn bị đưa ra trước công lý. Dương lão đệ, đừng nói, tôi nghe nói là Maserati người đầu tiên tôi nghĩ đến là cậu, ai mà biết được, thật sự là cậu. Kim Đại Trung cũng dở khóc dở cười. Lần gần đây nhất Dương Tiêu mua xe ở đại lý, Kim Đại Trung tình cờ đi ngang qua, cho nên Kim Đại Trung biết rõ Dương Tiêu lái chiếc Maserati. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn thấy Kim Đại Trung lại quen biết Dương Tiêu, một đám người tại hiện trường đều trở nên cứng ngắc. Ông trùm kinh doanh lái chiếc Rolls Royce Phantom trị giá hàng nghìn vạn lại quen biết phế vật Dương Tiêu, còn gọi Dương Tiêu là Dương lão đệ. Chuyện này, làm sao có thể xảy ra? Tất cả mọi người chỉ cảm thấy như họ đang mơ, điều này. Quá viễn vông. Tuy Đường Mộc Tuyết kinh ngạc nhưng cũng không quá thất lễ, cô biết thân phận của Dương Tiêu rất thần bí, phế vật cũng chỉ là danh xưng giả mà thôi. Phải biết rằng trong cuộc họp thường niên, Dương Tiêu quen biết Hình Kiến nhà họ Hình. Một trong 10 người có tiếng hàng đầu ở Trung Nguyên. Nói Dương Tiêu là phế vật, Đường Mộc Tuyết là người đầu tiên khinh thường. Đường Kiến Quốc khó hiểu hỏi, cầm cầm, sao thằng phế vật này có thể biết kiểu người lái xe sang hàng nghìn vạn này? Tôi và ông biết nhiều như nhau, Triệu Cầm hỗn loạn nói. Trong mắt hai người bọn họ, Dương Tiêu chỉ là phế vật, sau khi rời khỏi nhà của bọn họ, cái loại vô dụng như anh có thể sẽ chết đói trên đường phố. Người tài xế tức giận nói, ông Tổng. Không phải anh này đụng vào tôi. Ồ, không phải Dương lão đệ sao? Kim Đại Trung ngạc nhiên hỏi. Triệu Liên lo lắng, nếu người lái xe nhớ mặt Tôn Bằng, chắc chắn không phải chuyện tốt đối với bọn họ. Trên mặt Tôn Bằng lộ ra vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ đối phương thực sự nhớ cậu ta trông như thế nào?
người lái xe tức giận chỉ vào Tôn Bằng nói, là cậu ta, chính là thằng nhóc này. Tôi có thể thấy rõ tại thời điểm chiếc xe bị lật là thằng nhóc này đã đâm vào xe của ông Tổng, còn may là có túi khí an toàn, nếu không hôm nay ông Tổng sẽ phải thay đổi tài xế. Nhìn chằm chằm Tôn Bằng, hai mắt tài xế như tách ra, anh ta muốn hung hăng đánh Tôn Bằng một trận. May mắn Maserati không tông phải phía trước của chiếc xe, mà là trọng tâm của chiếc xe, nếu không, đầu của anh ta đã bị thổi bay bởi Tôn Bằng. Dù vậy, chiếc Rolls Royce Phantom đã bị lật nhào, phần đầu của anh ta bị chấn động mạnh. Cho đến bây giờ, khi nghĩ đến cảnh tượng đó, người lái xe vẫn còn sợ hãi một lúc. Tôn Bằng hoảng sợ khi bị tài xế chỉ thẳng mặt, cậu ta lập tức nhìn về phía Triệu Liên, mẹ. Triệu Liên giả vờ bình tĩnh nói, Bằng Bằng, đừng sợ, không phải con là người tông thì con sợ cái gì. Nói xong, Triệu Liên nhìn tài xế với vẻ không hài lòng, cậu nhận nhầm sao? Cơm có thể ăn bừa bãi, nhưng lời nói không được nói lung tung. Đúng vậy, cậu nhìn rõ đi rồi nói, sao con trai tôi có thể tông vào cậu? Tôn Phú Quý phụ họa nói. Lai lịch của bên kia rất lớn, nếu bị phát hiện, hậu quả chắc chắn sẽ rất khủng khiếp. Vì vậy, Triệu Liên và Tôn Phú Quý có thái độ là không chịu thừa nhận, đều vu oan cho Dương Tiêu. Tài xế tức giận nói, ai nói lung tung, làm sao tôi có thể nhìn nhầm người khi ở khoảng cách gần như vậy? Cho rằng đầu tôi bị đụng hỏng à? Chắc chắn là cậu nhìn nhầm, Triệu Liên tự tin nói. Thực ra, Triệu Liên rất muốn nói đầu của anh ta bị đụng hỏng, nhưng Kim Đại Trung đang ở đó bà ta không dám nói. Như người xưa nói, đánh chó cũng phải xem chủ, dù bọn họ coi thường người lái xe nhưng bọn họ không dám đắc tội Kim Đại Trung. Triệu Cầm cũng tiến lên nói, chắc chắn là thằng phế vật Dương Tiêu này tông phải cậu. Tôi nhớ rõ Bằng Bằng còn không có bằng lái xe. Sao có thể lái xe tông vào cậu? Cái gì, không có bằng lái xe? Người lái xe nghe vậy, mũi gần như bốc khói. Anh ta trừng mắt nhìn Tôn Bằng, được lắm. Thằng nhóc mày không có bằng lái mà dám chạy xe. Mày hoàn toàn không phải là kẻ giết người trên đường, mà là một tên kẻ giết người điển hình có ý sát hại người khác. Nếu không phải xe của ông Tổng tôi tốt, có lẽ lúc này tôi đã ở trong lò hỏa táng rồi. Tôi không. Tôn Bằng hoảng sợ. Triệu Cầm tức giận. Tôi đã nói không phải Bằng Bằng tông, mà là phế vật Dương Tiêu này, các người uy hiếp đứa trẻ nhà tôi làm gì? Nghe xong, tài xế càng thêm tức giận, Tôn Bằng trước mặt anh ta ít nhất cũng phải 20 tuổi. Đứa trẻ, đây là đứa trẻ to xác à? Mẹ không có bằng chứng dựa vào đâu mà nói là Dương Tiêu tông người ta. Đường Mộc Tuyết giận sôi máu. Triệu Cầm hừ lạnh nói, chính là Dương Tiêu, chỉ có Dương Tiêu mới có thể lái xe, chắc chắn là cậu ta. Triệu Cầm khăng khăng nói là Dương Tiêu, không hề tin Tôn Bằng đã lái xe tông người khác. Kim Đại Trung cũng rất không nói nên lời đối với thái độ của Triệu Cầm, anh ta biết tình huống của Dương Tiêu ở trong nhà họ Đường. Sau cùng, Kim Đại Trung nhìn Dương Tiêu, Dương lão đệ, là công 24. Lão Kim, chuyện nào ra chuyện đó, xe của anh bị đụng, đương nhiên phải công ra công rồi. Dương Tiêu cười nhẹ. Nhà Tôn Bằng thật không biết xấu hổ. Không thể vì lý do gì mà Dương Tiêu lại phải đội bát nước bẩn cho bọn họ được. Tốt, Kim Đại Trung hiểu ý của Dương Tiêu, lập tức nhìn Tôn Bằng với vẻ mặt uy nghiêm, nhóc con, rốt cuộc có phải cậu tông vào không? Tôi nói cho cậu biết, nếu hôm nay cậu không nói thật, cậu sẽ phải trả giá lớn, đợi lát nữa lấy ra bằng chứng, cậu sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi không, là anh ta, chính là anh ta làm. Tôn Bằng mắng chỉ vào Dương Tiêu với vẻ mặt hoảng sợ. Chuyện đã như vậy, ngay cả khi đối mặt với Kim Đại Trung, Tôn Bằng cũng không chịu thừa nhận. Kim Đại Trung gật đầu, tốt, tốt lắm. Nếu cậu không thừa nhận cũng không thành vấn đề, nhưng cậu phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nói xong, Kim Đại Trung đã lấy điện thoại ra bấm gọi vào một dãy số, Diệp đội, phiền anh qua đây một lát, tôi đã tìm được người rồi. Gọi điện thoại xong Kim Đại Trung chế nhạo, chưa thấy sông Hoàng Hà cậu sẽ không bỏ cuộc đúng không? Được rồi, đợi lát nữa đưa bằng chứng ra. Cậu đừng khóc như đứa trẻ. Ông chủ Kim, một tiếng động lớn khiến giám đốc khách sạn kinh động. Dù sao ở đây cũng là khách sạn 5 sao, việc giữ gìn trật tự rất quan trọng, đột nhiên phát ra tiếng ồn ào rất chói tai, khiến nhiều khách không hài lòng. Nhìn thấy đó là Kim Đại Trung, vẻ mặt u ám của giám đốc đại sảnh ngay lập tức chuyển thành xu nịnh. Kim Đại Trung là một trong số ít nhân vật lớn ở thành phố Trung Nguyên, anh ta thường xuyên nán lại ở các khách sạn 5 sao lớn. Đương nhiên giám đốc đại sảnh sẽ biết anh ta. Kim Đại Trung biết giọng nói của mình vừa rồi có chút gay. Gắt nên bước tới chào hỉ anh bạn,
chúng ta có chuyện cần giải quyết. Hôm nay, tôi sẽ trả mọi chi phí ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của anh. Ông chủ Kim nói đùa, không sao đâu, chuyện của ông chủ Kim cũng là chuyện của chúng tôi, anh tùy ý xử lý đi. Giám đốc đại sảnh cười thoải mái. Anh ta không thể đắc tội Kim Đại Trung, ngay cả những nhà đầu tư của khách sạn 5 sao này cũng không thể đắc tội Kim Đại Trung. Dường như Đường Kiến Quốc đã đoán ra điều gì đó, ông chủ Kim. Hình như trong thành phố Trung Nguyên có một cái tên nổi tiếng gọi là Kim Đại Trung. Người béo này là Kim Đại Trung sao? Kim Đại Trung rất giỏi à? Hai Triệu Liên lo lắng hỏi. Đường Kiến Quốc suy nghĩ một chút, nghiêm nghị nói, đây không phải là vấn đề giỏi hay không giỏi. Kiểu người như Kim Đại Trung rất đặc biệt, không chỉ giàu mà còn có mạng lưới quan hệ rộng rãi. Tóm lại, ảnh hưởng của Kim Đại Trung không kém gì 10 nhà giàu đứng đầu ở thành phố Trung Nguyên, hiểu không? Cái gì, ảnh hưởng không kém 10 nhà giàu đứng đầu sao? Nghe đến đây, sắc mặt Triệu Liên thay đổi tại chỗ. Trước khi đến, họ đã nghe nói 4 gia tộc quyền lực nhất và 10 nhà giàu có nhất thành phố Trung Nguyên đều có thế lực, gia cảnh khủng nhất cũng lên tới gần chục tỷ. Nếu sức ảnh hưởng của Kim Đại Trung không yếu hơn 10 nhà giàu hàng đầu, thì chẳng phải Kim Đại Trung có giá gần mấy chục tỷ sao? Tôn Bằng là người đầu tiên hoảng sợ khi nghĩ đến điều này. Đắc tội một nhân vật lớn như vậy, hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Triệu Cầm không phải kẻ ngốc, bà ta không khỏi hỏi Tôn Bằng với vẻ mặt sợ hãi, Bằng Bằng, chẳng lẽ vừa rồi cháu thật sự tông trúng người ta? Gì, cháu, Tôn Bằng sợ đến mức không biết phải trả lời như thế nào. Triệu Liên lập tức ngăn Tôn Bằng lại, chị, không phải chị không biết Bằng Bằng là đứa trẻ ngoan. Sao Bằng Bằng có thể tông trúng người ta được, là Dương Tiêu tông phải, Bằng Bằng chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy nên bị dọa sợ. Đúng, gì, cháu bị dọa sợ, Tôn Bằng lau mồ hôi lạnh trên trán. Ba thành viên trong gia đình này giữ tâm lý không thừa nhận khoản nợ, muốn đổ hết tội cho Dương Tiêu. Triệu Cầm nghe vậy gật đầu, sau đó nhìn Dương Tiêu mắng, Dương Tiêu, nhìn thấy chuyện tốt mày làm đi, khiến Bằng Bằng sợ hãi thành như thế này, mày còn không mau nhận lỗi với ông chủ Kim. Mày còn định nán lại đến khi nào? Mẹ, đợi lát nữa Kim Đại Trung lấy bằng chứng ra chúng ta không biết chuyện gì thì sẽ biết hết sao? Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Anh không làm chuyện đó. Không lý do gì, anh phải đội cái nồi mà gia đình của Triệu Liên đội lên đầu anh. Bát nước bẩn này Dương Tiêu sẽ không đội. Hơn nữa, ba người nhà này phải bị trừng phạt. Nếu gây ra chuyện, không có chuyện gây tai nạn rồi bỏ trốn, nếu anh đánh tiếng gặp Kim Đại Trung để nhận bảo hiểm. Vấn đề không phải là lớn. Tuy nhiên, ba người nhà này quá vô liêm sỉ, không chỉ vu oan cho anh mà còn khiến cho Triệu Cẩm phát cáu mắng anh, bị Đường Kiến Quốc đá, muốn Dương Tiêu này đổi bát nước bản này cho bọn họ à, không có cửa đâu. Đường Kiến Quốc tức giận nói, Dương Tiêu, mày là cái đồ vịt chết còn mạnh miệng. Chắc chắn là do mày làm. Tôn Bằng không có bằng lái xe, theo quan điểm của Đường Kiến Quốc, người không có bằng lái xe không thể lái xe trên đường. Tôn Bằng là người trưởng thành, nên không thể không biết điều này. Bố mẹ, hai người đủ rồi, chẳng lẽ sống với nhau 5 năm, hai người còn không biết Dương Tiêu là loại người gì sao? Đường Mộc Tuyết thật sự tức giận. Cô đã sớm biết Tôn Bằng được cưng chiều từ nhỏ sinh hư, thường xuyên đánh nhau trong làng, thậm chí còn trêu chọc những cô gái khác, bản tính ngang bướng. Nguyên nhân chính trong chuyện này hẳn là do Tôn Bằng thấy Maserati là một chiếc xe sang trọng, nóng lòng muốn thử lái một chiếc xe sang trọng. Triệu Cầm phản bác nói, Mộc Tuyết, mẹ nói cho con biết, biết người, biết không biết lòng, phế vật Dương Tiêu này không phải đồ tốt gì, có thể trong lòng cậu ta có ý đồ xấu, không chừng ngày nào đó cậu ta sẽ báo thù nhà chúng ta. Đúng vậy, Mộc Tuyết, mẹ cháu nói không sai, lòng người cách lớp bì dày, rõ ràng là đồ phế vật này tông trúng người ta, vậy mà cậu ta lại không thừa nhận. Triệu Liên tràn đầy phẫn nộ. Nhìn mẹ ruột mình, sau đó nhìn gì của mình, Đường Mộc Tuyết thực sự tức giận. Cô tin vào nhân phẩm hành vi của Dương Tiêu không lái xe tông trúng người ta, cô vừa nhìn liền có thể nhận ra. Điều khiến Đường Mộc Tuyết thất vọng là Triệu Cầm hoàn toàn không tin Dương Tiêu, cho rằng Dương Tiêu tông trúng người ta. Đường Mộc Tuyết biết người nhà của dì là loại người gì, thậm chí còn tôn thờ sự phù phiếm hơn cả bố mẹ cô, một kẻ hợm hĩnh đúng tiêu chuẩn. Ban đầu chính là nhà dì coi thường nhà bọn họ trước, ba người nhà này quá nghèo lại yêu thích giàu có. Đường Mộc Tuyết đã không thích nhà này từ khi còn nhỏ. Bởi vì cô đã kết hôn với Dương Tiêu, ba người nhà Triệu Liên đã cười nhạo cô vì gả cho một tên phế vật, đời này cô sẽ không bao giờ có được cuộc sống tốt đẹp. Dương Tiêu cười nhạt, Mộc Tuyết, lẽ phải ở trong tâm mọi người,
đợi lát nữa sự thật sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Vâng, nhìn thấy sự dịu dàng của Dương Tiêu như mọi khi, trong lòng Đường Mộc Tuyết cảm thấy tốt hơn nhiều. Cộp cộp cộp. Không lâu sau, ba chiếc xe cảnh sát dừng ở lối vào khách sạn, mấy cảnh sát giao thông đi vào. Đội trưởng Diệp, bên này, nhìn thấy người dẫn đầu đội cảnh sát giao thông Kim Đại Trung cười đắc ý. Đội trưởng của đội là Diệp Thu, đội trưởng của đội 6, Diệp Thu quen biết Kim Đại Trung cách đây rất lâu. Diệp Thu đã rất tức giận khi biết xe của Kim Đại Trung bị tông, đối phương gây tai nạn rồi bỏ trốn. Điều họ ghét nhất khi làm cảnh sát giao thông là kiểu người này, bọn họ không có tinh thần trách nhiệm khi đâm phải người khác, cách đầu tiên là chọn bỏ chạy. Diệp Thu lập tức tập trung vào Tôn Bằng gật đầu, là thằng nhóc này. Chúng tôi đã điều tra camera giám sát đường xá, rất mất thời gian mới tìm ra thằng nhóc này. Diệp đội, không cần nhiều lời, công ra công, bắt người. Kim Đại Trung nén giận nói. Kim Đại Trung rất ghét thái độ chết cũng không chịu nhận tội của Tôn Bằng và dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của Triệu Liên. Quan trọng nhất là Dương Tiêu là anh em của anh ta, anh em bị kỳ thị, khiến người anh như Kim Đại Trung phát hoài. Diệp Thu nghiêm nghị nói, yên tâm, thứ mà chúng tôi ghét nhất chính là loại kẻ xấu gây tai nạn rồi bỏ trốn này. Mẹ, cảnh sát giao thông đến rồi, cảnh sát giao thông đến rồi. Tôn Bằng kinh hãi nhìn Diệp Thu. Triệu Liên thấp giọng nói, con sợ cái gì? Chỉ cần không có chứng cứ kết luận, thì chính là Dương Tiêu đã làm. Dưới sự dòm ngó của mọi người, Diệp Thu đi tới trước mặt đám đông, trực tiếp đưa ra giấy tờ tùy thân của mình, nói, tôi là Diệp Thu, đội trưởng đội 6 của thành phố Trung Nguyên. Người này bị nghi ngờ là vượt đèn đỏ gây tai nạn rồi bỏ trốn. Không biết cậu có bằng lái xe không? Hãy phối hợp đi với chúng tôi một chuyến. Vớ vẩn, sao con trai tôi có thể vượt đèn đỏ được? Cảnh sát giao thông các người khi nói chuyện phải chú ý đến chứng cứ chứ? Triệu Liên tức giận nói. Diệp Thu lấy điện thoại ra, mở một đoạn video, chúng tôi sẽ không bắt người khi không có chứng cứ, đây, đây là chứng cứ mà các người muốn. Đoạn video chính xác là cảnh Tôn Bằng lái xe tông vào Rolls Royce, lúc đó chính Tôn Bằng là người cầm lái, mọi người có thể xem rõ trong video. Oanh! Nhìn đoạn video giám sát đoạn đường này, không khác gì sấm sét giáng xuống đầu gia đình ba người Triệu Liên. Đồng tử của Tôn Bằng co rút lại, hai chân mềm nhũn ngã liệt xuống. Ngay sau đó, một mùi hương nồng nặc bay ra. Nhìn kỹ lại, vậy mà tên Tôn Bằng này lại sợ đến mức tè ra quần. Đây, đây! Nhìn hình ảnh bên trong video, dường như Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm đã bị mấy chục nghìn điểm trọng thương, cả hai người đều lập tức chết lặng. Lúc đầu khi nhận được tin tức, bọn họ xác định ngay Dương Tiêu là người lái xe tông phải người ta, nhất định không chịu thừa nhận, nhưng không ngờ chính Tôn Bằng là người lái xe tông vào người ta, hoàn toàn không phải Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết yên tâm, nhưng cô biết rất rõ bị bêu xấu rất khó chịu, cô cảm thấy bất công cho Dương Tiêu. Bây giờ, sự thật đã được phơi bày, chính là Tôn Bằng, không phải Dương Tiêu tông phải người ta. Đường Mộc Tuyết nhìn Tôn Bằng sợ hãi đến mức tè ra quần, trên mặt tràn đầy không thích. Tông phải người ta, không có chút trách nhiệm nào thì không nói làm gì, còn đổ hết lên người Dương Tiêu, thật sự quá đáng. Kim Đại Trung nói với Diệp Thu, Diệp đội, thằng nhóc này còn không có bằng lái xe, còn vụ oan cho anh em của tôi đụng phải, cậu nói xem nên trừng phạt loại người này như thế nào. Phải trừng trị nghiêm. Yên tâm, tôi sẽ công tư phân minh. Những người xấu như vậy trong xã hội cần phải bị dạy cho một bài học. Diệp Thu cũng rất tức giận. Dám lái xe mà không có bằng lái xe, đây không phải là mồi đe dọa đối với an toàn công cộng sao? Cũng may là không gây ra mạng người, nếu không dê tên nhóc này thì chắc vẫn là một cái chết nhẹ. Diệp Thu phát tay, dẫn người đi cho tôi. Vâng, hai cảnh sát giao thông lập tức bước tới. Triệu Liên làm sao có thể nhìn con trai mình bị bắt đi? Bà ta điên cuồng ngăn cản trước mặt hai người đàn ông, hét lớn, là giả, video của các người là giả, chắc chắn là thằng phế vật này mua chuộc các người, video này là giả. Vẻ mặt của Diệp Thu trở nên u ám khi thấy bộ dạng giống như đàn bà chanh chua của Triệu Liên, sau đó lại nghe Triệu Liên nói những lời nhận xét vô trách nhiệm như vậy. Vị nữ sĩ này, tôi nói cho bà biết, chúng tôi luôn thi hành pháp luật công chính và công bằng, tôi có thể gửi đoạn video này cho bà có thể cầm video này đi kiện tôi. Nhưng, tôi nói rõ cho bà biết, vu khống luật pháp là hành vi vi phạm pháp luật, chú ý ngôn từ của bà. Nghe xong, Triệu Liên liền ngậm miệng lại, bà ta không muốn ăn thức ăn trong tù. Tôn Bằng nhanh chóng nhìn Tôn Phú Quý, bố, mau. Mau cứu con không muốn ngồi tù. Tôn Bằng nghe nói lái xe khi chưa có bằng lái,
vượt đèn đỏ tông vào người ta, gây tai nạn rồi bỏ trốn thì tội này sẽ phải ngồi tù ít nhất vài năm. Cậu ta mới ngoài 20, nếu ngồi tù vài năm, chẳng phải cậu ta đã lãng phí cả tuổi thanh xuân tuyệt vời của mình sao? Tôn Bằng không muốn ngồi tù, cậu ta còn phải về nhà lấy vợ, sinh con nói dõi cho gia đình. Hơn nữa, không phải ai trong tù cũng nói năng tử tế, ai cũng tài giỏi, nghe nói trong tù toàn những người có tính cách tàn nhẫn, nếu bước vào với thân hình nhỏ bé như cậu ta chắc hẳn sẽ phải chịu tổn thất lớn. Bình thường cậu ta ở thị trấn tuyến 18 thì chẳng có vấn đề gì. Tuy nhiên, không có thứ gì đơn giản trong phòng giam, nếu đắc tội họ, sẽ bị đánh nhẹ. Điều đáng sợ nhất là một số phạm nhân nam tàn nhẫn như vậy, Tôn Bằng còn sợ hãi hơn khi nghĩ đến việc nhặt xà phòng trong phòng giam. Đối mặt với tình huống như vậy, Tôn Phú Quý không còn vẻ kiêu ngạo như vừa rồi, ông ta biết nếu chống lại pháp luật, ông ta cũng sẽ bị bắt. Bằng, hay con đi cùng họ đi, bố sẽ tìm cách cứu con, Tôn Phú Quý thuyết phục. Ông ta không dám chống lại pháp luật, nếu sau này bị bắt thì oan cho ông ta quá. Mặc dù nói hỗ dữ không ăn thịt con, nhưng cũng không thể bắt cả gia đình vào tù được. Triệu Liên tức giận mắng, Tôn Phú Quý, ông điên rồi sao? Thế mà ông để bọn họ bắt Bằng đi, nếu Bằng có mệnh hệ gì, bà đây sẽ lấy mạng của ông là đồ đàn ông vô dụng. Tôn Phú Quý sợ đến mức rùng mình, không dám đối đầu với Triệu Liên, nếu ông ta chọc Triệu Liên không vui, ông ta sẽ bị Triệu Liên đánh chết. Anh rể, mau tìm cách cứu Bằng. Nhà họ Đường của các người không phải có sản nghiệp lớn sao? Không phải các người ở biệt thự mấy trăm vạn sao? Không thể không giúp được em chuyện nhỏ như này chứ. Triệu Liên nhìn Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm bối rồi, họ không có địa vị gì trong nhà họ Đường, hơn nữa biệt thự này là của Đường Mộc Tuyết. Nhiều nhất là bọn họ giả thành sói đuôi lớn, khi gặp chuyện thì mỗi người đều chết lặng. Đường Kiến Quốc thở dài, hồ đồ, các người hồ đồ cả rồi. Biết rõ Bằng tông chúng người ta, lại còn hất bát nước bẩn gây tai nạn rồi bỏ trốn lên người Dương Tiêu, đổi thành người khác, không ai có thể cứu được Bằng. Đúng thế, đây là phạm tội, chúng tôi không thể biết các người đang vi phạm pháp luật hay biết luật pháp mà vẫn phạm pháp. Triệu Cầm chột dạ nói. Bọn họ thật sự không biết làm thế nào, vừa không quen biết nhân vật lớn, vừa yêu sĩ diện, hiện tại chỉ có thể nhìn Tôn Bằng bị bắt đi. Kim Đại Trung cười khẩy. Vừa rồi thằng nhóc này chết cũng không chịu thừa nhận. Bây giờ con của ông không chỉ phải đối mặt với án tù mà gia đình ông còn phải đối mặt với số tiền bồi thường cao ngất ngường. Tông vào xe của ông đây thành thế kia, ít nhất cũng phải 100-200 vạn mới đủ. Cái gì, 100-200 vạn? Nghe thấy điều này, Triệu Liên và Tôn Phú Quý suýt ngất xỉu. Tổng số tiền tiết kiệm của họ không vượt quá 10 vạn. 100-200 vạn đối với họ mà nói là một con số thiên văn. Mang đi. Diệp Thu không thèm lãng phí thời gian ở đây. Không được, các người không thể mang con trai tôi đi. Triệu Liên cố hết sức ngăn cản. Diệp Thu nghiêm nghị nói, các ngươi đang cản trở chúng tôi thi hành công vụ. Nếu các ngươi lại ngăn cản chúng tôi không ngại mang các người đi theo. Triệu Cầm nhận ra vấn đề đang trở nên lớn, bà ta nhanh chóng lôi kéo Triệu Liên, em gái, đừng kích động. Chỉ cần người vẫn còn thì sẽ tìm ra cách. Đúng. Liên, bà đừng kích động, Tôn Phú Quý cũng lôi kéo Triệu Liên. Diệp Thu phát tay, hai người cảnh sát giao thông trực tiếp đưa Tôn Bằng đi về phía bên ngoài khách sạn. Bố, mẹ, cứu con, Tôn Bằng hét lên một cách cuồng loạn. Nhưng đáng tiếc, cậu ta phạm sai lầm phải đối mặt với sự trừng phạt, cho dù cậu ta kêu loạn như nào cũng không có tác dụng gì. Bằng, Triệu Liên vùng vẫy liên tục nhưng bị Triệu Cầm và Tôn Phú Quý kéo lại. Không lâu sau, Tôn Bằng bị Diệp Thu bắt đi. Xác nhận con trai mình đã bị bắt đi, Triệu Liên giống như bị trút hết sức lực đôi chân mềm nhũn ra, nằm liệt xuống. Bằng, lòng Triệu Liên như cho tàn lắm bẩm một mình. Dương Tiêu xem tất cả chuyện này mặt không có một chút dao động, tự tạo nghiện không thể sống, càng không thể trách người khác. Lúc đó, tông vào người khác, nhưng vợ chồng hai người đã bỏ chạy, anh không ngăn cản được, nếu đã phạm sai lầm thì phải trả giá cho hành vi ngu ngốc của mình. Đường Kiến Quốc tỏ vẻ buồn bã, bước tới trấn an nói, đừng buồn, các người nên tìm cách cứu Bằng, các người cũng thật hồ đồ. Bằng không có bằng lái xe, sao các người có thể để nó lái? Anh dễ, bây giờ nói gì cũng muộn, sắc mặt Tôn Phú Quý tái nhợt nói. Theo quan điểm của bọn họ, cho dù họ có bằng lái hay không bọn họ cũng có thể lái một chiếc máy kéo trong làng.
Sắc mặt Đường Mộc Tuyết lạnh lùng trong suốt quá trình, cô biết không phải Dương Tiêu làm ra chuyện này, là người khác vu khống Dương Tiêu. Dương Tiêu là chồng của cô, sự vu khống từ họ hàng càng quá đáng, Đường Mộc Tuyết không quan tâm đến hình phạt mà Tôn Bằng phải đối mặt. Kim Đại Trung chưa bao giờ nghĩ đến sẽ tha cho người nhà Triệu Liên, anh ta đen mặt N, đền tiền. Tiền sửa xe và bồi thường tinh thần cho tài xế của tôi, nề mặt Dương lão đệ, tôi cũng không lấy nhiều, 200 vạn, nhanh, đền tiền. Cái gì, 200 vạn? Nghe thấy con số này, mắt Triệu Liên tối sầm lại, cuối cùng bà ta đã ngất xỉu. Gia đình Triệu Liên xuất thân từ một trấn nhỏ trên tuyến 18, họ còn sống ở nông thôn, những năm qua chỉ sống qua ngày, kiếm được ít hơn 10 vạn. 200 vạn tiền bồi thường, đối với bọn họ dù có bán sắt cũng không kham nổi. Phải biết rằng đối với một người bình thường, phấn đấu cả đời mới kiếm được 200 vạn. Nhìn Triệu Liên ngất đi, dưới sức ép của Kim Đại Trung, Tôn Phú Quý cũng suýt ngất theo. Vốn dĩ bọn họ tưởng cái chậu phân này ném lên đầu Dương Tiêu thì sẽ không có chuyện gì, ai biết trên đường vẫn có camera giám sát, vừa hay ngay chỗ nơi xảy ra hiện trường vụ va chạm. Kim Đại Trung nhìn chằm chằm Tôn Phú Quý, cười khẩy, đừng nói với tôi là nhà các người không có tiền. Nếu các người không lấy ra được tiền, tôi sẽ lột da của các người. Kim Đại Trung không đùa với Tôn Phú Quý. Chiếc Rolls-Royce Phantom mới nhất mà anh ta vừa mua đã bị đập bỏ chỉ sau chưa đầy nửa tháng, Kim Đại Trung không tức giận mới là lạ. Nếu không phải nể mặt của Dương Tiêu, thì vừa nãy anh ta đã thu thập cả Triệu Liên và Tôn Phú Quý rồi. 200 vạn có quá nhiều không? 2 vạn được không? Tôn Phú Quý run rẩy nói. Kim Đại Trung nghe vậy, mũi sắp phát ra lửa, sải bước nắm lấy cổ áo của Tôn Phú Quý, 2 vạn. Mẹ nó ông đang đùa tôi à? Bô Kim Đại Trung tát vào mặt Tôn Phú Quý một cái tát khiến Tôn Phú Quý choáng váng. Kim Đại Trung không nói nhiều, tông nát chiếc Rolls-Royce hàng nghìn vạn của anh ta thành hình thù đó, suýt khiến người lái xe của anh ta chấn động não, đòi 200 vạn đã là ít rồi. Vốn Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bọn họ đã hoàn toàn sững sờ, bọn họ không dám xúc phạm đến uy nghiêm của Kim Đại Trung. Triệu Cầm hoảng sợ nói, Kim, ông chủ Kim, chuyện đó, dĩ hòa vi quý. Có gì thì từ từ nói, đừng đánh người. Dù thế nào đi nữa thì Tôn Phú Quý cũng là em dễ của mình, gia đình em dễ từ xa đến, họ không thể nhìn cả gia đình em dễ đều phải chịu sự sỉ nhục của Kim Đại Trung. Dĩ hòa vi quý, nói hay đấy, các người hãy trả cho tôi 200 vạn đi, cho rằng tiền của tôi đến như cơn gió lớn hả? Kim Đại Trung tức giận mắng. Triệu Cầm ngậm miệng ngay lập tức, bà ta không có 200 vạn, nếu Kim Đại Trung đòi bà ta 200 vạn. Bà ta đi đâu mà tìm? Kim Đại Trung nắm chặt cổ áo của Tôn Phú Quý, nhanh lên, đừng làm mất thời gian của ông đây, đền tiền. Tối nay, Kim Đại Trung sẽ không buông tha dễ dàng. Dù không quan tâm đến 200 vạn nhưng chắc chắn anh ta phải phát tiết, tông vào xe anh ta, đã vậy còn gây tai nạn rồi bỏ trốn, gan lớn đó. Mấu chốt quan trọng nhất là đám người này tông phải người ta mà lại đổ oan cho Dương Tiêu anh em của anh ta, thật sự quá đáng đến cực điểm. Đây là chuyện mà con người có thể làm sao? Thân phận của Dương Tiêu thần bí, có nỗi niềm khó nói không thể công khai với người nhà họ Đường. Nhưng điều này không có nghĩa là anh ta sẽ không nổi điên với những người này. 2 vạn không được thì tôi cho anh 5 vạn được không? Tôn Phú Quý nói với giọng điệu thương lượng. Tất cả số tiền tiết kiệm trong nhà ông ta còn chưa đến 10 vạn, 5 vạn đã lấy đi hơn một nửa rồi, điều này khiến trái tim ông ta chảy máu dữ dội. Bô Kim Đại Trung tát vào mặt Tôn Phú Quý một cái nữa, khuôn mặt của Tôn Phú Quý bị sưng tại chỗ. Kim Đại Trung tức giận nói, 5 vạn, mẹ nó ông đưa cho ăn xin hả? Nhưng mà, tôi thật sự không có tiền. Tôn Phú Quý như sắp muốn khóc, đột nhiên chỉ vào Triệu Cầm nói, đúng, anh muốn tiền thì hỏi bọn họ đi, bọn họ có tiền, nhà bọn họ có tiền. Bọn họ sống ở trong biệt thự mấy trăm vạn, nhà bọn họ có tiền. Vẻ mặt của Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc đều thay đổi một cách điên cuồng, nếu là 120 vạn vì thể diện, bọn họ thật sự có thể lấy ra, nhưng bọn họ thật sự không thể lấy ra 200 vạn. Phú Quý, ông không thể nói như vậy, người là các người đụng phải, chuyện này liên quan gì đến nhà chúng tôi? Nhà chúng tôi có tiền cũng là chuyện của nhà chúng tôi. Đường Kiến Quốc nghiêm mặt nói. Tôn Phú Quý ngẩn người nhìn Đường Kiến Quốc nói, anh rể, các người muốn thấy chết không cứu. Chúng ta là người một nhà mài. Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm đều cười khẩy trong lòng, năm đó một nhà các người cười nhạo nhà chúng tôi là rác rưởi,
tàn phế, lúc đó không thấy các người nói chúng ta là người một nhà. Tuy nhiên, hai người bọn họ thực sự không có tiền, chuyện này bọn họ chắc chắn không thể quản được. Người một nhà thì sao? Tiền của nhà chúng tôi dành dụm đang trong kỳ hạn, lấy đâu ra 200 vạn cùng một lúc? Triệu Cầm trầm giọng nói. Về mặt thể diện, Triệu Cầm chỉ có thể nói là tiền trong nhà đang trong kỳ hạn, nếu không bị Tôn Phú Quý phát hiện ra rồi về làng công khai, thanh danh của bà ta sẽ hỏng mát, sẽ bị cười nhạo có hình thức, có tiếng mà không có miếng. Tôn Phú Quý thực sự sợ Kim Đại Trung lột da của mình, vội vàng nói, tôi không quan tâm, tôi không quan tâm. Các người biết Bằng Bằng không có bằng lái xe mà vẫn để nó lái, là các người cố ý hại Bằng Bằng, Bằng Bằng xảy ra chuyện như thế, các người không thoát khỏi có liên quan. Dương Tiêu hoàn toàn không nói nên lời, lại tự nghĩ ra đổ lên đầu mình. Lúc đến ga tàu đón người, cả nhà này vênh váo tự đắc, không hề để anh vào mắt. Hơn nữa còn dám lái xe khi không có bằng lái, đây không phải là cố ý tìm kiếm kích thích sao? Hơn nữa, Dương Tiêu không có ấn tượng gì về gia đình này, không biết Tôn Bằng không có bằng lái xe. Kết hôn với Đường Mộc Tuyết 5 năm, nhà họ Triệu trở về quê hương được 2 lần, lần nào họ cũng bỏ anh ở nhà vì sợ anh làm mát mặt. Vì vậy, Dương Tiêu không quen ai trong nhà mẹ đẻ của Triệu Cầm. Thân thể thanh tú của Đường Mộc Tuyết run lên, chẳng lẽ chuyện này trách Dương Tiêu? Hai người thân là cha mẹ còn không biết Tôn Bằng không có bằng lái xe sao? Phẩm chất của Tôn Bằng hai người đều không rõ sao? Chuyện này không liên quan gì đến Dương Tiêu. Tôi không quan tâm, tôi không quan tâm, gia đình các người phải có trách nhiệm, là thằng phế vật này để Bằng Bằng lái xe. Tôn Phú Quý sóng chết cắn lấy Dương Tiêu. Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc không ngờ Tôn Phú Quý lại vô liêm sỉ như thế, vậy mà bây giờ còn cắn lại bọn họ. Kim Đại Trung nghe mà lỗ tai sắp nổi chai sạt, đủ rồi. Hai nhà các người ai trả tiền, ở đấy mà hắt mực đen, lát nữa ông đây còn có chuyện phải làm, nán lại mấy phút mắt hợp đồng mấy nghìn vạn không đơn giản như 200 vạn này đâu. Cảm nhận được cơn tức giận dữ dội của Kim Đại Trung, Triệu Cầm và Tôn Phú Quý đều im lặng. Bọn họ biết Kim Đại Trung không nói đùa, người ta thực sự có được hợp đồng trị giá nghìn vạn chỉ trong vòng mấy phút. Là người nhà bọn họ tông phải. Đương nhiên là nhà bọn họ tới bồi thường. Triệu Cầm lập tức chỉ vào Tôn Phú Quý. Tôn Phú Quý sững sờ, ông ta lập tức chỉ vào Dương Tiêu, là thằng phế vật này cố ý để Bằng Bằng lái xe, Bằng Bằng đâm phải người ta là do thằng phế vật này, muốn tiền thì đi tìm cậu tai. Dương Tiêu thật sự không nói nên lời, Triệu Liên đã ngất đi, những người này còn có tâm tư ở chỗ này trốn tránh. Máu chó nhất là bọn họ còn đổ lên đầu anh. Đối mặt với tình huống này, Dương Tiêu chỉ muốn nói một câu, cây không cần ra thì không nghi ngờ gì sẽ chết, con người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Lúc này, trên trán Tôn Phú Quý đổ đầy mồ hôi lạnh, hai mắt đỏ ngầu nhìn Triệu Cầm, không lẽ các người thật sự, thấy chết không cứu. Rút dao giúp đỡ là tình cảm, thấy chết không cứu là bổn phận. Triệu Cầm trả lời trực tiếp. 200 vạn là số tiền không nhỏ, cả nhà bọn họ tiết kiệm cả đời cũng chỉ được đến 60 vạn. Lúc đó bọn họ đang định mua một căn nhà mới, ai biết lúc này Đường Kiến Quốc đã lái xe đâm phải người ta, bỏ ra tất cả đồ đạc trong nhà, Đường Kiến Quốc không có tiền chữa trị chân, bị tật cho đến bây giờ. Đường Kiến Quốc trừng mắt nhìn Dương Tiêu, tao nghĩ là mày cố ý làm thế, mày không biết Tôn Bằng không có bằng lái xe sao? Tao thấy là do mày cố ý hãm hại Bằng Bằng. Dương Tiêu càng không nói nên lời, chuyện này không liên quan gì đến anh, đều là do một mình nhà này tạo ra. Tại sao lại luôn tự trách anh? Bố, sao bố có thể nói như vậy với Dương Tiêu? Đường Mộc Tuyết thực sự bị Đường Kiến Quốc chọc tức. Triệu Cầm hung ác nhìn Dương Tiêu, bảo mày đi đón người lại gây ra chuyện lớn như này, thật sự được việc thì ít hỏng việc thì nhiều. Đúng, đúng, chính là thằng phế vật này có ý hãm hại, chị, anh rể, tội này thằng phế vật này nhất định phải gánh chịu. Tôn Phú Quý sống chết không tha cho Dương Tiêu. Đối với hai nhà bọn họ mà nói 200 vạn không phải là số tiền nhỏ, đương nhiên cả hai nhà bọn họ đều không chịu chỉ. Quá đáng, các người thật quá đáng, sao có thể để Dương Tiêu gánh chịu trách nhiệm này? Đường Mộc Tuyết thất vọng đến cực điểm với cha mẹ và Tôn Phú Quý. Dương Tiêu cười nhẹ, Mộc Tuyết, đừng tức giận, anh sẽ nói chuyện với ông chủ Kim, xem có thể nhận bảo hiểm không? Kim Đại Trung hiểu ý Dương Tiêu, anh ta đá lên người Tôn Phú Quý một cái. Tôn Phú Quý mắt cảnh giác bị Kim Đại Trung đá như một con chó ăn cứt. Trò hề sắp kết thúc, Dương Tiêu hiểu, dù là ai thì cũng không ai chịu chỉ 200 vạn này. Càng ầm ĩ càng bát lợi cho Đường Mộc Tuyết,
đến lúc đó Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc không lấy được tiền ra, khi quay về làng nhất định Tôn Phú Quý sẽ rêu rao nhà Đường Mộc Tuyết bắt nhân bắt nghĩa, hoàn toàn bêu xấu danh tiếng của nhà Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu có ý dạy cho nhà Tôn Phú Quý một bài học, nhưng anh không có ý định lột ra bọn họ. Đi đến một chỗ yên tĩnh, Kim Đại Trung vòng tay qua cổ Dương Tiêu, cười nói, Dương lão đệ, thế nào? Anh đây diễn không tồi chứ, cậu cảm thấy thoải mái hơn chưa? Nghe những gì Kim Đại Trung nói, trái tim của Dương Tiêu ấm lên, anh biết Kim Đại Trung đang giúp đỡ mình phát tiết. Anh, chuyện hôm nay cảm ơn anh nhiều, nếu không, chuyện này bọn họ thật sự đổ lên đầu vào tôi. Dương Tiêu cười khổ nói. Qua sự việc hôm nay, Dương Tiêu đã hoàn toàn nhận định Kim Đại Trung là bạn. Không thể không nói Kim Đại Trung là một người thông minh, một người tốt, đáng để kết bạn. Vòng tròn quyết định cuộc sống, tiếp cận loại người gì, loại con đường sẽ đi, mọi thứ được tập hợp lại với nhau, mọi người được chia thành nhiều nhóm. Bạn bè chơi bài sẽ chỉ thúc giục bạn chơi bài, những người bạn uống rượu sẽ chỉ thúc giục bạn nâng ly, những người đáng tin cậy sẽ truyền cho bạn cách tiến bộ, giúp bạn khi bạn gặp khó khăn. Kim Đại Trung khá khó hiểu, Dương lão đệ, anh biết cậu không phải người bình thường, sao lại cam tâm như vậy? Nếu là tôi sẽ quay về. Anh, trên giang hồ không thể tự làm theo ý mình. Lại nói, bọn họ đều là bố mẹ và người thân của Mộc Tuyết, tôi cũng khó mà làm. Anh cũng biết đấy, tôi chỉ là phế vật, bọn họ sẽ không tin lời phế vật nói. Dương Tiêu bất lực nói. Kim Đại Trung nhún vai bất lực nói đùa, Dương lão đệ, anh thấy cậu rất tốt, tôi tin một ngày nào đó khi cậu tiết lộ danh tính của mình, tất cả bọn họ sẽ lau mắt mà nhìn. Nhìn Dương Tiêu, Kim Đại Trung càng thêm khâm phục, với loại khí phách này, biết quan tâm cảm xúc của Đường Mộc Tuyết, anh là một người đàn ông tốt. Kim Đại Trung đã từng ở trong nhiều loại vòng tròn khác nhau, đúc kết được một đạo lý, con người đắt giá có ba phẩm chất, đó là khả năng bình tĩnh, đứng thẳng thắt lưng, ngẩng cao đầu. Kim Đại Trung tin Dương Tiêu chắc chắn là quý nhân, chắc chắn không có thân phận tầm thường, chỉ là chưa phải lúc chưa đủ chín để thể hiện ra điều đó. Mà Dương Tiêu biết, muốn giải quyết tốt mối quan hệ giữa mọi người, cần phải nhớ ba điểm, nhìn vào ưu điểm của mình, giúp đỡ người khác, ghi nhớ lợi ích. Anh đã ghi nhớ kỹ tất cả những gì mà hôm nay Kim Đại Trung đã làm, nếu có cơ hội, anh sẽ báo đáp Kim Đại Trung. Anh quá lời rồi, tôi chỉ là một người bình thường. Dương Tiêu sờ sờ mũi, cười nhẹ. Kim Đại Trung vỗ vai Dương Tiêu, ha, Dương lão đệ, trước mặt anh đây không cần phải giả vờ, không nói thì không nói. Tôi đâu có hỏi, không cần phải miễn cưỡng với tôi. Này, mấy hôm nữa thành phố Trung Nguyên có một hoạt động có quy mô lớn, tới lúc đó cậu nhất định phải đến đói. Hoạt động gì? Dương Tiêu có hứng thú hỏi. Kim Đại Trung suy nghĩ một lúc, nói, cụ thể là gì tôi cũng không biết rõ, hình như đây là một lô tranh và thư pháp cổ gì đó. Mặc dù tôi không hứng thú lắm, nhưng anh đây không thoát khỏi trở thành một trong những ban tổ chức, cậu nhớ đến tham gia với anh đây nhé. Được, Dương Tiêu cũng không từ chối. Sau khi Kim Đại Trung rời đi, Dương Tiêu quay lại chỗ đám người Triệu Cầm. Tôn Phú Quý rụt cổ rụt rè nói, thế nào? Ông chủ Kim nói gì? Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc đều nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, chờ đợi câu trả lời của Dương Tiêu. Nếu Kim Đại Trung nhất quyết không buông tha, thì đầu bọn họ sẽ to như trâu. Ông chủ Kim là một người dễ nói chuyện, vừa rồi anh ấy rất tức giận, tôi nói chuyện xong rồi, ông chủ Kim sẽ lấy tiền bảo hiểm. Tất cả nhờ vào việc Mộc Tuyết quen biết ông chủ Kim nể ể mặt Mộc Tuyết, không so đo nữa. Dương Tiêu cười khẽ. Đường Mộc Tuyết sững sờ khi nghe những lời của Dương Tiêu. Dương Tiêu có ý gì? Cô không hề quen biết Kim Đại Trung. Tuy nhiên, Đường Mộc Tuyết thông minh lanh lợi, cô biết Dương Tiêu đang có ý đem chuyện tốt này sang cho cô. Tôn Phú Quý nghe vậy, như được đặc xá, nhìn vào Đường Mộc Tuyết, rất kinh ngạc, không hổ là cháu gái của tôi, không giống nhau, Mộc Tuyết, cháu cũng thật là, sao cháu không nói sớm cháu quen biết với ông chủ Kim? Hại chú bị ông chủ Kim đánh một trận. Khụ, Mộc Tuyết nhà tôi vẫn luôn khiêm tốn, không chỉ ông chủ Kim, ngay người nhà họ Cung của gia tộc mạnh nhất Trung Nguyên con bé cũng quen biết. Triệu Cầm lập tức nhân cơ hội khoe khoang. Đường Kiến Quốc gật đầu nói, đúng vậy, Mộc Tuyết rất khiêm tốn, các người còn chưa biết phải không? Tên trên giấy tờ biệt thự để tên Mộc Tuyết đấy. Đường Mộc Tuyết căng ra đầu một lúc, nghe bố mẹ mình khoe khoang mà đau đầu, cô đâu quen biết người nhà họ Cung đâu. Thậm chí cô còn không biết Kim Đại. Chắc chắn là vừa rồi Dương Tiêu nói chuyện tốt với Kim Đại Trung, Dương Tiêu không muốn thể hiện quá nhiều, nên để mọi điều tốt đẹp cho cô. Lúc này,
Triệu Liên bị ngất đã tỉnh lại, bà ta nghe thấy lời nói của Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc, đột nhiên từ trên mặt đất đứng dậy. Triệu Liên kích động nhìn Đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, cháu quen biết người nhà họ Cung. Tôi, Đường Mộc Tuyết không biết trả lời như thế nào. Cô không thể làm mất thể diện của bố mẹ mình, đúng không? Triệu Cầm vội vàng nói, đó là đương nhiên, nhân duyên của Mộc Tuyết tốt như vậy, đương nhiên quen biết người nhà họ Cung, tôi nói cho hai người biết, cô chủ Cung Linh Nhi nhà họ Cung là chị em với Mộc Tuyết đấy. Dương Tiêu cực kỳ không nói nên lời, vì thể diện Triệu Cầm có thể khoe khoang khoác lác mọi chuyện. Vừa nghe xong, Triệu Liên như thấy ánh vàng, nhanh chóng nắm lấy bàn tay ngọc bích như ngọc của Đường Mộc Tuyết, vội vàng nói, Mộc Tuyết, mau, mau liên hệ với người nhà họ Cung, cứu Bằng Bằng ra ngoài. Cái gì, cứu Tôn Bằng ra ngoài? Sắc mặt Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc lập tức xanh mét, vừa rồi là bọn họ khoác lác, Tôn Bằng phạm sai lầm lớn như vậy, làm sao có thể cứu ra ngoài được? Cơ thể thanh tú của Đường Mộc Tuyết hóa đá ngay tại chỗ, cô không hề quen biết cô chủ Cung Linh Nhi của nhà họ Cung. Cứu Tôn Bằng ra ngoài, cô thực sự không có khả năng đó. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết đang do dự, Tôn Phú Quý nghi ngờ nói, chị, anh rẻ, vừa rồi hai người nói Mộc Tuyết quen biết cô chủ nhà họ Cung, không phải là đang nói khoác đấy chứ. Khoác lác, sao tôi có thể khoác lác chứ? Triệu Cầm lập tức lo lắng. Sở dĩ lần này bà ta để nhà em gái đến đây là để bà ta khoe khoang. Nếu để nhà em gái thấy mình giả vờ có tiền tài của cải, nhà em gái sẽ đi lan truyền, sợ là sau này bà ta sẽ không thể đứng vững trước mặt nhà mẹ đẻ. Triệu Cầm là một người phụ nữ ưa thể diện, mong ước lớn nhất của bà ta là có thể thẳng lưng thon eo trước mặt nhà mẹ đẻ, khiến người trong nhà ghen tị với bà ta. Nhiều năm qua, bà ta đã phải chịu quá nhiều lời chế giễu, con gái lớn gả cho tên phế vật, chồng tông phải người ta, Triệu Cầm bị nhà mẹ đẻ coi như trò cười, cho rằng bà ta là sao chổi. Mắt Triệu Liên đỏ lên nói, chị, nếu anh chị không khoác lác thì mau tìm người cứu Bằng Bằng ra đi, Bằng Bằng còn trẻ như thế, không thể ngồi tù được. Triệu Cầm ưa sĩ diện mà mang phải vạ, đối mặt với tình cảnh này, bà ta thật sự cảm thấy vô lực. Nếu bà ta thực sự có khả năng đó, thì vừa nãy bà ta đã gọi một cuộc điện thoại cứu Tôn Bằng ra rồi, tình hình thực tế bây giờ là bà ta thừa sức nhưng không đủ năng lực. Tôi thấy là các người đang khoác lác, có lẽ biệt thự lớn này là các người thuê ý chứ? Tôn Phú Quý châm chọc nói. Bây giờ con trai của bọn họ bị bắt, Tôn Phú Quý và Triệu Liên thân là bố mẹ nên đương nhiên rất lo lắng. Đường Kiến Quốc vội vàng nói, ai nói là thuê, nếu các người không tin, đợi lát nữa về nhà chúng tôi sẽ cho xem số đỏ. Trên số đỏ có ghi tên của Mộc Tuyết. Vậy nếu các người thực sự có khả năng, thì xin hãy cứu Bằng Bằng đi. Triệu Liên sắp phát điên. Mấy năm qua bà ta và Tôn Phú Quý chỉ có một đứa con trai là Tôn Bằng, bọn họ coi Tôn Bằng từ nhỏ như miếng thịt của mình, bây giờ Tôn Bằng bị bắt, bọn họ thực sự rất lo lắng. Sắc mặt Triệu Cầm khó coi nói. Mặc dù Mộc Tuyết và cô chủ nhà họ Cung là bạn bè, nhưng, mỗi ngày cô chủ nhà họ Cung đều có chuyện phải làm. Đối với cô chủ nhà họ Cung mà nói đó là chuyện nhỏ, sao người ta có thể vì chuyện nhỏ như vậy mà ra mặt? Dẹp đi, tôi thấy là do các người không có năng lực đó thì có. Tôn Phú Quý nói. Triệu Liên tức giận nói, nếu hôm nay các người không cứu được Bằng Bằng, thì xem tôi sẽ về nói với bố như nào, các người ở trọng biệt thự lớn thì sao? Chẳng phải các người cũng chỉ là đám người bắt tài. Nhà họ Triệu sẽ coi thường các người, bắt tài chính là bắt tài, còn mặt mũi nào mà nói. Nghe được những gì Triệu Liên nói, Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc căng ra đầu, đối mặt với tình huống này, bọn họ thực sự bất lực. Nếu bọn họ biết mọi chuyện sẽ trở nên như vậy, bọn họ đã không để nhà này đến. Triệu Cầm hy vọng lần này có thể nở mày nở mặt, hả dạ trước người nhà mẹ đẻ, làm thế nào có thể để bị mất mặt. Triệu Cầm nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, con gọi điện cho cô chủ nhà họ Cung, xem có thể cứu được Bằng Bằng ra ngoài không. Nói thế nào đi nữa thì Tôn Bằng cũng bị bắt ở thành phố Trung Nguyên, nếu nhà bọn họ thờ ơ, nhất định sẽ bị nhà mẹ đẻ của bà ta khinh thường. Hơn nữa, bố của Triệu Cầm rất yêu quý Tôn Bằng. Chỉ vì đời này nhà bọn họ chỉ có hai cô con gái là bà ta và Triệu Liên, nên từ lúc bà ta còn nhỏ ông ta đã muốn có một đứa cháu đích tôn. Bà ta sinh được hai cô con gái là Đường Mộc Tuyết và Đường Đường, nên bố của bà ta không thích, em gái Triệu Liên sinh được con trai là Tôn Bằng, bố của bà ta rất yêu quý nó. Tuy Tôn Bằng chỉ là cháu ngoại, nhưng thái độ của ông ta còn thân hơn ông nội. Hả, mẹ, con, Đường Mộc Tuyết nhíu mày, muốn phản bác. Đường Kiến Quốc kịp thời chặn ngang Đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết.
Con biết đó, mẹ con là người ưa thể diện. Bây giờ Tôn Bằng bị bắt, nếu Tôn Bằng không ra ngoài được, mẹ con và ông ngoại của con sẽ rất mất mặt. Vì mẹ của con gọi điện cho Lý Minh Hiên đi, chắc chắn Lý Minh Hiên quen biết mấy nhân vật lớn này. Khi nghe thấy điều này, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết tái đi. Cô biết bố mẹ cô vẫn nghĩ cô và Lý Minh Hiên có gì đó. Rõ ràng cô và Lý Minh Hiên không hề có quan hệ gì, chỉ là đối tác mà thôi, biệt thự mà Dương Tiêu mua không liên quan gì đến Lý Minh Hiên. Con nhấn mạnh lại lần nữa, con và cậu Lý kia không có quan hệ gì. Đường Mộc Tuyết tức giận dậm chân. Đường Kiến Quốc gật đầu, không sao, không có quan hệ gì, không có quan hệ gì con cũng phải gọi cuộc điện thoại này, vì tôn nghiêm của nhà chúng ta, vì tôn nghiêm của bố mẹ vất vả nuôi hai con khôn lớn, khó khăn lắm mới có cơ hội để nở mày nở mặt, con không thể trơ mắt nhìn bố mẹ bị mất mặt chứ. Bởi vì mấy năm trước Đường Kiến Quốc tông phải người ta, Đường Kiến Quốc cũng bị nhà mẹ đẻ của Triệu Khinh Thường chế giễu. Ông ta nóng lòng muốn tìm cơ hội thể hiện trước mặt đám người này. Giờ là lúc nào rồi? Con sẽ không quan tâm đến chuyện này. Trong lòng Đường Mộc Tuyết vô cùng thất vọng với Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm. Rõ ràng là không có bản lĩnh, vẫn ưa thể diện mà mang vạ. Hai người khoác lác, còn muốn cô tới trả nợ cho. Dựa vào đâu? Cho dù hai người là bố mẹ cô, cũng không được không tin tưởng cô, không tin cô thì cũng thôi, còn muốn để cô tới trả nợ cho lời khoe khoang khoác lác của hai người. Sau khi nói xong, nước mắt của Đường Mộc Tuyết không ngừng lăn dài. Cô tủi thân bước ra khỏi khách sạn. Triệu Liên ngắn người nhìn Đường Mộc Tuyết đang chạy. Đi, nói, Mộc Tuyết làm sao vậy? Ách, Mộc Tuyết ra ngoài gọi điện thoại, các người yên tâm. Chúng ta ăn cơm trước đi, lát nữa sẽ có tin tức. Đường Kiến Quốc cười nói. Triệu Cầm vội vàng gật đầu, đúng vậy, ăn cơm trước, chờ cô chủ nhà họ Cung ra mặt, nhất định bằng bằng sẽ được ra ngoài. Giờ phút này, Tôn Phú Quý cùng Triệu Liên nhìn nhau. Trước mắt chỉ có thể ăn cơm trước rồi chờ tin tức. Buổi sáng họ đi tàu, ăn mì gói, bây giờ đói muốn chết, nếu không phải Tôn Bằng bị bắt, thì cả hai đã ăn một trận ra trò rồi. Để có một bữa ăn ngon vào buổi trưa, buổi sáng ba người nhà này tùy tiện ăn một chút để lót dạ. Nghĩ đến việc con trai mình bị bắt, Triệu Liên và Tôn Phú Quý đổ hết mọi tội lỗi lên nhà Đường Mộc Tuyết, bọn họ gọi rất nhiều đồ ăn ngon. Dương Tiêu không ăn đi theo Đường Mộc Tuyết đi ra ngoài. Trong phòng chỉ có bốn người, Triệu Liên và Tôn Phú Quý gọi 30-40 món, mỗi món không hề rẻ. Nhìn thấy gọi nhiều món như vậy, trái tim Triệu Cầm chảy. Máu dữ dội. Bà ta biết gia đình nhà em gái sống ở tỉnh nghèo khó, không ngờ bà ta lại tự tay tàn sát mình như thế này. Vì thể diện, bà ta sẽ nhịn. Ra khỏi khách sạn, nước mắt không cam lòng của Đường Mộc Tuyết lăn dài trên má. Dương Tiêu thở dài, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Đường Mộc Tuyết. Đêm qua không ngủ ngon, giờ lại khóc, nếu khóc sưng rồi sẽ không xinh đẹp nữa. Cảm ơn anh đã ở bên em lúc này. Nhìn Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết cảm thấy thoải mái hơn. Nếu không có Dương Tiêu và em gái Đường Đường ở trong nhà này, cô thật sự muốn rời khỏi ngôi nhà này, không cần phải chịu đựng những cơn tức giận như vậy nữa. Dương Tiêu cười dịu dàng, cô gái ngốc, nói vớ vẫn gì đó. Mặc kệ là lúc nào anh cũng sẽ ở bên em, trừ khi anh chết. Không cho phép anh nói nhảm, Đường Mộc Tuyết vội vàng ngăn cản. Dương Tiêu biết Đường Mộc Tuyết tủi thân trong lòng, nhẹ giọng nói, Mộc Tuyết, cuộc đời giống như khỉ trèo cây, nhìn từ dưới lên trên đều nhìn thấy mông đỏ của khi. Nhìn từ trên xuống sẽ thấy mặt cười đạo đức giả, không có gì là hoàn hảo. Đối với con người mà nói, có hai chuyện là khó làm nhát, một là sự lựa chọn, hai là sự cân bằng. Những năm qua bố mẹ đã phải hứng chịu những ánh mắt lạnh lùng và chế giễu. Em phải hiểu rằng lúc này bọn họ muốn nở mày nở mặt với người ta. Chúng ta là con cái, bố mẹ vất vả nuôi lớn chúng ta, không cần phải để những chuyện này trong lòng. Nhưng, là Tôn Bằng đổ oan cho anh trước, em không chịu được. Đường Mộc Tuyết tức giận nói. Dương Tiêu cười dịu dàng, Mộc Tuyết, vải thô và gấm vóc ở cạnh nhau, biết ngay cái nào trên cái nào dưới. Em thấy anh là vải thô hay gấm vóc? Nhìn thấy Dương Tiêu hào phóng như vậy. Đường Mộc Tuyết càng cảm thấy đau lòng hơn, cô mở rộng vòng tay, nhào vào trong vòng tay của Dương Tiêu. Ôm lấy thân hình xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu có rất nhiều suy nghĩ. Sau sự việc này, Dương Tiêu đã hiểu ra một chuyện. Trong tính cách của mỗi người đều có những phần không thể chấp nhận được, dù người đó hoàn hảo đến đâu cũng đừng khắt khe với người khác, cũng đừng tự trách bản thân. Đôi mắt Đường Mộc Tuyết đỏ hoe ôm lấy Dương Tiêu nói,
cảm ơn anh đã hiểu và bỏ qua cho nỗi khổ trong lòng của bố mẹ Imo. Mặc dù Đường Mộc Tuyết vô cùng thất vọng với Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc, nhưng dù sao hai người họ cũng là bố mẹ ruột của cô thực sự không thể trơ mắt nhìn bố mẹ mình mất mặt, không quan tâm, không chăm sóc được. Dương Tiêu có thể hiểu được tâm trạng của Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc lúc này, bọn họ thực sự có thể vì thể diện mà làm mọi thứ. Hai người này ngoài hai điểm yêu thích sự phù phiếm và đối xử không tốt với anh, thì Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc vẫn là những bậc cha mẹ đủ tư cách, ít nhất là hai người họ không đối xử tệ với hai cô con gái của mình. Dựa vào điểm này, Dương Tiêu không muốn xé rách mặt mũi với Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc, nếu không Dương Tiêu đã mang Đường Mộc Tuyết rời khỏi Trung Nguyên. Bố mẹ em cũng là bố mẹ anh, đừng nói giống như anh là người ngoài. Dương Tiêu cười nói. Ngừng một chút, Dương Tiêu vẫn hỏi, chuyện này em định làm như thế nào? Anh nghe theo Imo. Khi bị Dương Tiêu hỏi, Đường Mộc Tuyết cũng khó xử, cô thực sự chán ghét gia đình này đến cực điểm, người không ra gì thì thôi, đã thế còn như thổ phỉ cướp đoạt, thật sự khiến người ta chán ghét. Điều quan trọng nhất là gia đình ba người này tông trúng người ta xong rồi còn bỏ trốn. Cuối cùng bọn họ còn vu oan cho Dương Tiêu, thực sự không biết nên nói gì. Đường Mộc Tuyết lau nước mắt, tâm trạng tủi thân của cô đã nhẹ nhõm hơn. Mặc dù thái độ của bố mẹ cô trong chuyện này khiến cô rất khó chịu, nhưng Đường Mộc Tuyết nghĩ đến tâm trạng muốn thể hiện của Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc. Suy cho cùng, ai cũng muốn nở mày nở mặt thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, ai cũng muốn sống một cuộc sống giàu sang được người khác coi trọng. Trong những năm qua, quả thực nhà bọn họ đã phải chịu quá nhiều sự khinh thường và cười nhạo. Nhà Tôn Bằng gặp rắc rối ở Trung Nguyên, nếu như bọn họ không quan tâm không chăm sóc, thì thực sự không có cách nào nói nổi. Nhất là bố mẹ cô đã từng khoe khoang về hải khẩu, bản thân cô không thể tháo dỡ việc làm của bố mẹ đúng không? Chỉ là Đường Mộc Tuyết là người quang minh lỗi lạc, trong môi trường ở công ty, mọi người trong nhà họ Đường đều đi vào trong vũng nước đục, cô vẫn trong sạch, sống khép kín. Sao có thể phản bội thân thể của mình ngoại tình với Lý Minh Hiên? Dương Tiêu có thể nhìn ra Đường Mộc Tuyết muốn nói gì, anh cười nhẹ, Mộc Tuyết, anh biết, chuyện này quần lên người anh là được rồi. Hả, anh sẽ không lại đến làm phiền người bạn kia của anh nhờ Lý Minh Hiên ra mặt giúp chứ? Đường Mộc Tuyết rất xấu hổ nói. Dương Tiêu cười nói, lần này anh sẽ không tìm anh ta, anh đi tìm đám người Kim Đại Trung và Hình Kiến, có lẽ bọn họ có thể giúp. Vậy thì, được rồi. Đường Mộc Tuyết đành chịu. Từ đầu đến cuối, Dương Tiêu không chỉ bị tủi nhục mà còn bị coi thường, cuối cùng còn phải dọn sạch giúp đám người này, nghĩ lại, cô cảm thấy chuyện này không công bằng với Dương Tiêu. Trên mặt Dương Tiêu lộ ra một nụ cười, Mộc Tuyết, em yên tâm đi, có lẽ không phải vấn đề lớn. Nhìn sự dịu dàng của Dương Tiêu, trong lòng Đường Mộc Tuyết càng cảm thấy nhà mình quá có lỗi với Dương Tiêu. Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết đột nhiên ngăn cản Dương Tiêu. Dương Tiêu kinh ngạc quay đầu lại nói, Mộc Tuyết, còn có chuyện gì à? Ngay lúc Dương Tiêu quay đầu lại, Đường Mộc Tuyết nhanh chóng hôn vào mặt Dương Tiêu, sau đó đỏ mặt, nhanh chóng chạy đi. Hít sau khi được Đường Mộc Tuyết hôn bất ngờ, Dương Tiêu không khỏi hít một hơi lạnh, cả người run lên. Người Dương Tiêu run lên tay phải run rẩy sờ má của mình, Mộc Tuyết hôn mình, Mộc Tuyết chủ động hôn mình rồi. Lần trước Đường Mộc Tuyết hôn anh là lần tụ tập bạn học, Đường Mộc Tuyết uống phải thuốc. Vì thế cô ý loạn tình mê hôn anh. Nụ hôn đó vẫn luôn để lại cho Dương Tiêu ký ức mới mẻ. Tối hôm qua có hai cơ hội tốt làm tình với Đường Mộc Tuyết, nhưng bất ngờ bị Triệu Cầm phá hỏng khiến Dương Tiêu chán nản. Lúc này, Đường Mộc Tuyết đột nhiên hôn anh, không làm Dương Tiêu kích động mới lạt. Dương Tiêu lấy điện thoại di động ra, bật chức năng camera lên nhìn khuôn mặt của mình, một vết son môi mờ, nhạt, khiến Dương Tiêu cảm thấy vui vẻ. 5 năm hai người không tiếp xúc gần, lần trước Đường Mộc Tuyết chủ động hôn anh là một chuyện ngoài ý muốn, điều này đủ để chứng minh Đường Mộc Tuyết thừa nhận anh. Tên đầu gỗ này hẳn là rất vui vẻ nhỉ, sau khi chạy trốn hai má Đường Mộc Tuyết nóng rực. Cô thực sự không ngờ mình sẽ táo bạo như vậy, giữa thanh thiên bạch nhật, vậy mà cô lại cưỡng ép hôn Dương Tiêu, đây hoàn toàn không phải phong cách của cô. Tuy nhiên, nghĩ đến những năm qua Dương Tiêu luôn tôn trọng cô như khách, trái tim của Đường Mộc Tuyết tràn đầy cảm động sâu sắc. Nụ hôn này không là gì cả, sớm muộn gì cô cũng sẽ cùng Dương Tiêu làm chuyện đó. Nghĩ đến đây, Đường Mộc Tuyết liền đỏ mặt gửi tin nhắn cho Dương Tiêu, vừa rồi coi như là em bồi thường cho anh, về nhà sớm, buổi tối có thưởng. Nhìn tin nhắn Đường Mộc Tuyết gửi, Dương Tiêu vui vẻ như được uống thuốc kích thích. Về nhà sớm, buổi tối có thưởng. Phần thưởng gì?
Nghĩ đến cảnh tượng xảy ra tối hôm qua, Dương Tiêu rất kích động, xem ra tối nay anh sẽ đạt được điều ước. Giờ phút này, trong đầu Dương Tiêu chỉ toàn gương mặt tràn đầy thẹn thùng của Đường Mộc Tuyết, nghĩ đến tối nay Đường Mộc Tuyết phong tình vạn chủng, Dương Tiêu không khỏi cảm thấy khô khốc. Nghe nói phương diện nào đó của đàn ông lần đầu tiên rất nhanh, xem ra sau khi tự mình xử lý những việc này cần phải dùng đến thủ công truyền thống, nếu không trận chiến tối nay sẽ kết thúc trong vòng vài phút, vậy chẳng phải anh sẽ mất mặt trước mặt Đường Mộc Tuyết sao? Đột nhiên Dương Tiêu có được động lực, anh ngay lập tức nói với Kim Đại Trung về tình hình. Kim Đại Trung nghe được tin đó, trong lòng thầm sững sờ, tôi nói này Dương lão đệ, không phải thế chứ. Loại khốn nạn này tốt nhất nên giam cậu ta 18 năm, thả cậu ta ra cũng là một tai họa cho xã hội. Dương Tiêu cười khổ, anh không còn cách nào khác ngoài việc làm phiền Kim Đại Trung. Anh, nói thế nào đi nữa thì từ xa đến là khách, xảy ra chuyện như vậy cuối cùng nhà Mộc Tuyết sẽ bị mất mặt. Lần này không làm ai bị thương, có thể bỏ qua được không? Dương Tiêu thẳng thắn nói. Kim Đại Trung có mạng lưới quan hệ rộng rãi ở thành phố Trung Nguyên, nên giải quyết những việc nhỏ nhặt như, này không phải vấn đề lớn. Kim Đại Trung là một người thông minh, anh ta biết trong chuyện này có gì đó không ổn, nhưng Kim Đại Trung thấy Dương Tiêu không đáng phải làm chuyện đó. San sẻ vì loại người nhà như này, người thân như này, thật sự quá máu chó. Nếu đổi lại là anh ta, một người thân khốn kiếp như vậy, anh ta đã không nhận từ lâu rồi, thích làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Đừng ở chỗ này khiến anh ta ghê tởm. Kim Đại Trung trầm giọng nói, Dương lão đệ, chuyện này anh đây giúp cậu lo một chút, có tin tức sẽ nói với cậu xô. Anh vất vả rồi, Dương Tiêu vô cùng cảm ơn. Bên Diệp Thu cũng đã hành động rất nhanh, Tôn Bằng gây tai nạn rồi bỏ trốn, cậu ta không có bằng lái xe, vì vậy Tôn Bằng đã bị kết án trực tiếp với mức hạn là 5 năm. Trong nhà tù Nam Sơn, một tên cai tù đá vào mông Tôn Bằng, vào đi, đồ cặn bã như mày. May mà mày không gây ra án mạng. Nếu mày tông chết người, tao bảo đảm với mày là mày sẽ ở đây sống không bằng chết. Cai tù cũng rất tức giận khi biết Tôn Bằng không có bằng lái xe, gây tai nạn rồi bỏ trốn. Hành vi kiểu này là vô trách nhiệm với tính mạng của người khác, phải bị trừng trị nghiêm. Tôn Bằng đã hoàn toàn kinh hoàng khi bị đưa vào phòng giam, ánh mắt của hàng chục tù nhân trong phòng giam đều nhắm vào Tôn Bằng. Người đàn ông vạm vỡ đầu chọc cầm đầu nói, các anh em, luật cũ. Người mới tới sẽ bị đánh một trận trước. Vâng, một nhóm tù nhân đều đi về phía Tô Bằng với nụ cười nhếch mép,